mà sự lớn mạnh của sân bay Đông Trại Ninh Lăng đã trở thành một trận cờ khác của hai hãng hàng không khổng lồ này. Căn cứ vào xác định và đánh giá của một cơ quan trung lập thì năm 2007 sân bay Đông Trại Ninh Lăng sẽ phục vụ trên 330.000 khách, còn năm 2008 có thể sẽ đột phá con số 500.000 và đến năm 2010 thì có khả năng sẽ vượt trên 1 triệu khách. Tiếp viên hàng không của Southern Airlines đều kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đi đầu, do không quan tâm đến tình hình chính trị đương thời nên các cô cũng không biết rõ thân phận của hai người, nhưng tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này thì lãnh đạo đã nhiều lần căn dặn và tham gia diễn tập. Khách hàng của nhiệm vụ lần này thì cả đoàn bay đều biết, có thể đi phía trước thì đương nhiên là lãnh đạo, người đi đầu tiên thì còn được chứ vị đi thứ hai thì trông mới chỉ hơn 30 tuổi, điều này há không lạ sao? Quốc Đống, tôi nghe anh Lộc nói lần lên Bắc Kinh này chúng ta chọn Southern Airlines đã khiến Eastern Airlines rất mất hứng hả? Một vị lãnh đạo của Eastern Airlines còn gọi riêng cho anh Lộc để oán trách, nói chúng ta không nên có mới nới cũ đó, ha ha. Khí sắc của Lăng Chính Dược khá tốt, bước đi và ngồi xuống ghế một cách khoan thai. Ồ, muốn trách thì bọn họ phải tự trách bản thân mình, Southern Airlines người ta cũng làm được nhiệm vụ này, chẳng lẽ tỉnh ta không có quyền lựa chọn sao, sao cứ phải chọn Eastern Airlines bọn họ. Ý nghĩ này là không chính xác, có cạnh tranh thì mới khiến phục vụ tốt lên được mà. Triệu Quốc Đống cười cười. Tôn Hiểu Xuyên cũng gọi điện thoại riêng cho tôi nói anh ta quá xấu, vừa mới đến Southern Airlines nhậm chức thì đã lập tức cậy chân tường địa chủ, không chân chính tẹo nào, ngài biết hắn nói gì không? Nói gì? Lăng Chính Dược hỏi với giọng thích thú. Hắn nói con gái đi lấy chồng thì thân ai người đó lo, loại chuyện làm vì chủ của mình thì đều không tránh được, không thể nói có phúc hay không có phúc, chỉ cần không dùng cách đường ngang ngõ tắt là được, cạnh tranh công bằng mà. Miễn là cạnh tranh tích cực theo quy tắc thì Southern Airlines cũng có thể tiếp nhận thách đấu. Triệu Quốc Đống cười trả lời. Ồ, nói vậy cũng phải, có điều lời này của Lão Tôn có ý gì, vì sao nói theo quy tắc, nghe có vẻ không được tự nhiên lắm. Lăng Chính Dược nghiêng đầu mỉm cười nói. Ha ha, Bí Thư Lăng, chẳng lẽ nói ngành hàng không dân dụng là vũng nước đụng mà ngài còn không rõ sao? Mưu hèn kế bẩn bên trong chỉ sợ so với địa phương thì chỉ có hơn chớ không kém. Người ngoại đạo không hiểu được và cũng không nói được. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Tôn Hiểu Xuyên này vốn là một người quen cũ mới chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Southern Airlines, đây có thể coi là một cán bộ vừa là cấp giám đốc sở vừa là phó bộ trưởng. Sau khi được bổ nhiệm tới Southern Airlines làm Tổng Giám đốc thì Tôn Hiểu Xuyên đã lặng lẽ tìm cách đẩy mạnh kế hoạch, cạnh tranh lành mạnh của hắn, bước đầu đã khiến Southern Airlines xảy những bước dài vào trung tâm tỉnh An Nguyên, phát động cạnh tranh song hành với Eastern Airlines. Hồi Tôn Hiểu Xuyên được bổ nhiệm thì Triệu Quốc Đống cũng gọi điện thoại tới chúc mừng, Tôn Hiểu Xuyên cũng dự tính sau này sẽ thường xuyên đến tỉnh An Nguyên gặp gỡ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên, với mục đích đẩy nhanh sự phát triển, mở rộng quy mô của Southern Airlines tại An Nguyên. Lăng Chính Dược gật đầu cười nói. Ừ, tôi cũng nghe được không ít vấn đề của ngành hàng không, nhất là tình hình hoạt động ngầm rất trắng trợn, các doanh nghiệp hàng không dân dụng muốn có một chỗ đứng trong ngành hàng không quốc nội cũng khá khó khăn. Điều này cũng trực tiếp làm cho sự phát triển các doanh nghiệp hàng không dân dụng trong nước bị đình trệ. Triệu Quốc Đống hơi kinh ngạc liếc nhìn Lăng Chính Dược một cái, hắn thật không ngờ Lăng Chính Dược lại nói một câu như vậy, đây thực sự là hiếm thấy. Lăng Chính Dược vốn là một biểu hiện cụ thể của tác phong nghiêm cẩn, rất ít khi tỏ rõ thái độ đối với chuyện không liên quan đến mình, được không ít lãnh đạo khen ngợi. Không ngờ một vài vấn đề hắc ám tồn tại trong ngành hàng không dân dụng lại khiến Lăng Chính Dược phải lên tiếng. Ồ! Bí Thư Lăng nói không sai, công bằng công chính công khai, ba công này chính là điểm mấu chốt thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển của trong cạnh tranh ngành nghề. Ba yếu tố này bổ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được, nhất là công khai minh bạch còn có thể nêu bật được tác dụng giám sát hữu hiệu đối với hai yếu tố trước. Kể cả công tác của bản thân chúng ta cũng giống như thế. Triệu Quốc Đống nói, Lăng Chính Dược cũng hiểu được Triệu Quốc Đống đang cố ý mở rộng đề tài, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Đã trải qua nửa năm cộng tác với tên này nên thừa biết phong cách, tác phong cùng thuận cùng lên, làm cho hắn vẫn không quá thích ứng, cũng không thể không thừa nhận tên này rất khó chơi, nhất là ở những vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú thì hắn tỏ ra cố chấp đến cùng cực, hơn nữa thủ đoạn thì lại tầng tầng lớp lớp, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, ví như hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê của Miên Châu. Khi Lý Tấn đến báo cáo công việc với mình thì cũng đề cập tới việc Triệu Quốc Đống đi thị sát Kiến Dương và yêu cầu Kiến Dương phải cố gắng tiến vào top 5, có ý như muốn đảng ủy, ủy ban nhân dân Kiến Dương phải lập quân lệnh trạng, rõ ràng là hắn không quá hài lòng về công tác của Kiến Dương.
Lý Tấn than rằng mức độ ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Miên Châu đã hơn xa Kiến Dương, khiến cho Miên Châu vượt qua Kiến Dương và Kiến Dương phải chịu áp lực rất lớn. Lăng Chính Dược cũng hiểu rằng Lý Tấn theo mình từ ban tổ chức trung ương xuống, nếu nói năng lực nắm chính trị giữ quyền làm chủ thì không kém, nhưng nếu về phát triển kinh tế thì kinh nghiệm và biện pháp vẫn còn khiếm khuyết. Mà Thành Cự, thị trưởng Kiến Dương và Lý Tấn lại không có quan hệ tốt lắm, mặc dù không có dấu hiệu công khai hóa nhưng việc Lý Tấn độc chiếm quyền lực ở Kiến Dương cũng khiến hiệu suất phối hợp công tác với Thành Cự suy giảm đáng kể, chứ còn chưa nói tới khai triển công tác mang tính sáng tạo. Đây cũng chính là chướng ngại mấu chốt tồn tại trước mắt Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Kiến Dương. Bây giờ Miên Châu đang có xu thế tăng tốc phát triển, điều này làm cho Lý Tấn cảm thấy áp lực, đồng thời cũng làm cho Lăng Chính Dược có một chút rối rắm. Ngày trước Miên Châu là thành phố có nền kinh tế mạnh thứ hai ở An Nguyên, sau nhiều năm trầm luân, nếu như giờ có thể chuyển hình tăng tốc thành công, dựa theo chiến lược công nghiệp mà Triệu Quốc Đống đề xuất trên hội nghị thường vụ như phát triển cơ giới hàng không, điện tử hàng không, thiết bị nguyên tử, chế tạo thiết bị chính xác, chắc chắn khi đó kinh tế toàn tỉnh sẽ vượt bậc. Nhưng hắn vừa không muốn thấy chiến lược phát triển Miên Châu do Triệu Quốc Đống đề xuất hình thành lên thế đối lập với nền kinh tế không có đặc sắc của Kiến Dương do Lý Tấn quản lý. Sự tương phản này cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng. Đây là điều Lăng Chính Dược không thể tiếp nhận. Đương nhiên Lăng Chính Dược không hẹp hòi đến mức dồn sức tạo chướng ngại cho sự phát triển của Miên Châu. Dù sao nếu Miên Châu thực sự thoát khỏi vẻ uể oải ngày xưa trở lại thời huy hoàng thì hắn làm bí thư tỉnh ủy cũng thấy vinh dự. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho Kiến Dương có thể sánh vai với Miên Châu về công nghiệp như ngày trước. Quốc Đống, tôi thấy quy hoạch do cậu đề xuất rất sáng tạo, nhất là xây dựng Miên Châu, Kiến Dương, An Đô thành một hành lang công nghiệp. Tôi cảm thấy nó có ý nghĩa dẫn dắt rất tốt đối với công nghiệp kinh tế sẵn có của khu vực An Tây, chẳng qua tôi thấy tư tưởng của cậu có phần nghiêng về Miên Châu quá. Còn quy hoạch phát triển công nghiệp của Kiến Dương và An Đô thì lại có vẻ đơn bạc, là do quy hoạch chưa hoàn thiện hay là có nguyên nhân khác? Lăng Chính Dược hỏi một cách lơ đãng. Tất cả hành khách đều đã lên máy bay, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp của Southern Airlines bắt đầu nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, máy bay bắt đầu di chuyển ra đường băng. Triệu Quốc Đống ngẩn người, đề tài này do chính miệng Lăng Chính Dược nói ra nên hắn không thể không suy ngẫm. Trong hành lang công nghiệp Miên Châu, Kiến Dương, An Đô thì đúng là Kiến Dương chiếm tỷ lệ ít hơn, nguyên nhân không có gì khác mà chính vì lúc điều tra nghiên cứu thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Kiến Dương không đưa ra được ý tưởng cụ thể khiến cho hắn hài lòng. Hắn đã nhắc nhở riêng Lý Tấn phải đưa ra được ý tưởng hòa nhịp với quy hoạch chung của toàn tỉnh, nhưng về sau bên Kiến Dương lại đưa ra một thứ quá bình thường, làm cho Triệu Quốc Đống rất không hài lòng. Chính vì như vậy nên hắn mới tạm thời gác một vài nội dung về kinh tế của Kiến Dương lại. Hắn hy vọng về điểm này thì bên Kiến Dương nên xuống bên dưới tìm hiểu một cách chắc chắn, khi trở lại thì đưa ra được cái gì đó tập trung, nổi trội, không nên dập khuôn máy móc hay không phù hợp với thực tế. Bí thư Lăng, quy hoạch kia mới là ý tưởng sơ bộ của tôi, rất nhiều thứ còn cần tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kể cả các ban ngành thảo luận và sửa chữa, bên trong đúng là có không ít điều liên quan đến Kiến Dương nhưng bản thân Kiến Dương cũng có một vài vấn đề. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi mới nói. Quyển 19, chương 123. Ồ, bản thân Kiến Dương có vấn đề. Ánh mắt Lăng Chính Dược chợt sững lại, trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp. Tồn tại vấn đề về phương diện nào? Tư tưởng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Kiến Dương còn chưa rộng mở, vẫn chỉ dừng lại ở một vài ý đồ muốn làm hạng mục thu hút đầu tư đơn giản và sơ sài. Đương nhiên ở phương diện này thì bọn họ cũng thu được một ít hiệu quả, ví dụ như Tam Cần và Kawasaki Heavy Industry. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy ý nghĩ và tư tưởng của bọn họ vẫn chưa hình thành được tính liên tục, không có tính lâu dài. Tôi cũng đã nói chuyện với Lý Tấn và Thành Cự, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Kiến Dương cần phải thoát khỏi những dập khuôn trước mắt, kết hợp với một vài ý tưởng trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của tỉnh. Ý tưởng phải rõ ràng, xây dựng được một quy hoạch khoa học, hợp lý có hiệu quả lâu dài. Một khi xác định thì cần phải kiên trì, không ngừng đẩy mạnh, không để nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng cho đến nay thì tôi mới chỉ nhìn được một vài thứ của bọn họ, rất khó làm cho người ta hài lòng. Triệu Quốc Đống nói rất từ tốn, giọng điệu bình thản, không mang theo bất cứ khuynh hướng hay sắc thái tình cảm nào. Ý cậu là việc bồi dưỡng ưu thế ngành công nghiệp chủ đạo của bọn họ vẫn còn thiếu quy hoạch và tầm nhìn sao? Lăng Chính Dược cũng không phải kẻ tầm thường, hắn đương nhiên biết nhược điểm của Lý Tấn ở đâu. Đó cũng chỉ là một phương diện, nếu nói về chỉ huy. Điều khiển thì Lý Tấn làm tốt nhưng về việc dùng người thì lại có phần hạn hẹp, có lúc thì điều này sẽ dễ tạo được vấn đề đoàn kết,
nhưng sẽ có lúc lại gây nên tình cảnh bưng tai bịt mắt, khó có thể tập hợp được trí tuệ tập thể. Trong một bộ máy thì mỗi người đều có sở trường riêng, phát huy được trí tuệ tập thể mới có thể thể hiện trọn vẹn ưu thế cầm quyền của đảng ta, một cá nhân thích đơn độc thì không thể làm được trò trống gì, cũng không thể làm. Triệu Quốc Đống nói một cách lạnh nhạt. Hắn không muốn che giấu điều gì, Lăng Chính Dược cũng không sẽ không vì mấy lời nói thẳng của mình về phương diện này mà có suy nghĩ khác. Nghe được lời nói sắc bén của Triệu Quốc Đống thì Lăng Chính Dược cũng phải thầm thở dài trong lòng, người đứng đầu độc đoán chuyên quyền là điều bình thường nhưng đều phải có mức độ. Một người đứng đầu đủ tư cách có thể nắm tốt điều này thì kỳ thực cũng là biểu hiện của sự tự tin, nhưng khuyết điểm của Lý Tấn về phương diện này thì lại rất rõ ràng, và nó cũng chứng minh rằng hắn còn chưa đủ tự tin. Triệu Quốc Đống nói rất thẳng thắn nên làm cho Lăng Chính Dược cũng thấy mặt nong nóng, có thời gian mình phải gõ tên Lý Tấn này mới được. Đề tài nhanh chóng được chuyển, cuộc nói chuyện giữa Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược cũng rất nhẹ nhàng, thời gian hơn một tiếng đồng hồ cũng trôi qua trong nháy mắt, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, ngay sau đó có đoàn xe chuyên dụng đến đón các đoàn đại biểu. Quốc Đống, Tiểu Lưu còn ở Bắc Kinh chứ? Hay là buổi tối cậu về nhà ngủ đi, hai vợ chồng trẻ các cậu cứ mỗi người một nơi, hiếm khi được gặp nhau, chú ý đến đúng thời gian họp là được. Lăng Chính Dược vừa đi vừa nói. Thôi, còn vợ chồng trẻ gì nữa, cưới nhau cũng lâu rồi, tôi cũng phải tuân thủ kỷ luật hội nghị chứ, đúng không? Đợt Quốc Khánh tôi đã trở về vài ngày, giờ mới được bao lâu chứ? Triệu Quốc Đống cười lắc đầu. Bí thư Lăng, khi nào thì đoàn ta tiến hành hội nghị dự bị? Ừ, như vậy thì 5 giờ chiều nay đi, gần một tiếng nữa. Tôi thấy đoàn đại biểu tỉnh ta mà không phải cán bộ lãnh đạo cũng không nhiều, ít nhiều cũng hiểu được quy củ, cho nên chỉ cần mở một hội nghị nhỏ là được. Lăng Chính Dược nghĩ một chút. Sau khi hội nghị dự bị kết thúc thì chúng ta sẽ giữ những người phụ trách các thành phố, các khối lại để nói một chút về vấn đề kỷ luật. Vậy được, cảnh báo nên nói ngay từ đầu, những người này đến Bắc Kinh thì ít nhiều cũng có hoạt động giao tiếp, chúng ta cũng không phải không nói tình lý nhưng quy củ thì cứ phải nhắc trước. Có chuyện gì thì trước hết phải xin phép, buổi tối phải về vị trí đúng giờ. Triệu Quốc Đống tiếp lời. Ha ha, Quốc Đống, câu này của cậu mà nói ra thì sẽ có không ít người kêu ca đâu đó. Lăng Chính Dược cười cười. Có điều quy củ này là cần thiết, nếu không sẽ lộn xộn. Được rồi, tối nay tôi có mấy người bạn có khả năng sẽ gặp gỡ nhau, bữa cơm tối bên này thì làm phiền cậu nhé. Ồ, không có việc gì, có tôi và Bí Thư Trấn Trung ở đây rồi. Tôi cũng tin tưởng giác ngộ của các đại biểu chưa đến mức ngay cả kỷ luật cũng không chịu tuân thủ được. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao mà đúng không? Triệu Quốc Đống có phần bất ngờ, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi đến Bắc Kinh, nói thế nào thì bí thư tỉnh ủy và trưởng đoàn cũng nên tự mình tham gia nói mấy lời. Lăng Chính Dược hẳn là biết rõ điều này, xem ra bữa tiệc này hết sức trọng yếu. Ừ, nhờ cậu gửi lời tạ lỗi của tôi tới các đại biểu, nói tôi tạm thời có việc gấp nhé. Lăng Chính Dược do dự một chút rồi bình tĩnh nói. Nhìn bóng dáng của Lăng Chính Dược biến mất, Triệu Quốc Đống mất hồi lâu mà không nói được gì. Kỳ thật Lăng Chính Dược này cũng không tính là tệ, tuy nói lòng dạ có phần hẹp hòi một chút, năng lực có khiếm khuyết nhưng trình độ năng lực của một người biểu hiện ra ngoài liệu tuyệt đối chỉ có một mặt thành công hay không, có ai mà không bao che khuyết điểm chứ. Có ai trời sinh ra đã toàn năng, ai mà không có khuyết điểm lớn nhỏ. Nếu như nhìn từ một góc độ khác thì ít nhất biểu hiện trước mắt của Lăng Chính Dược vẫn lấy đại cục làm trọng, không hề phản kích kịch liệt đối với cách làm của mình. Nỗi lo này mặc dù có phần quyết liệt hóa mâu thuẫn nhưng đồng thời cũng chứng tỏ người này giỏi về nhẫn nại. Đối với một người cộng tác như vậy thì rất khó dùng góc độ địch nhân hoặc bằng hữu để nhận định, có lúc thì hắn sẽ cộng tác nhưng cũng có thời điểm hắn sẽ là địch nhân, trong một vài tình huống thì hắn cũng có thể trở thành bằng hữu, đương nhiên xác suất sau cùng thì lại càng ít xuất hiện. Nhân sinh chính là như thế, phát triển không ngừng để tiến về phía trước, tạo thành quan hệ đồng minh hoặc đồng bọn hoặc địch nhân với xung quanh, đạp bằng mọi chông gai, gập ghềnh để tiến lên trước, từ hướng đi này tới hướng đi khác. Sau khi dùng xong cơm tối thì Triệu Quốc Đống trở lại phòng của mình, khách sạn Tây Trực Môn là nơi dừng chân của đoàn đại biểu tỉnh An Nguyên và Hà Nam, Hồ Bắc, các đoàn đều lục tục tới nên không khí khá náo nhiệt. Bước vào trong phòng. Triệu Quốc Đống vốn định trở về nhà một chuyến nhưng lại nghĩ rằng Lăng Chính Dược không có ở đây thì mình cũng không tiện về nhà, ở trong phòng cũng thấy buồn bực, không ít đại biểu mời hắn và Miêu Trấn Trung đi ra ngoài giao lưu. Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc. Thưa Chủ tịch, Bí Thư Trung và mấy vị muốn đến gặp ngài. Âu Dương Cẩm Hoa lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Ồ, mời bọn họ vào đi. Triệu Quốc Đống cũng rất phấn chấn,
không cần ra khỏi cửa mà có người đến ngồi nói chuyện thì cũng tốt. Trung Dược Quân cùng một người đàn ông hơn 50 tuổi đi vào. Chủ tịch Triệu. Ô, Lão Vương hả, sao tới hôm nay mới đến thăm tôi hả, tôi về An Nguyên cũng không ngắn, non nửa năm rồi mà cũng chưa thấy cái bóng của anh, có phải là làm ăn bận rộn đến mức không còn thời gian gặp bạn bè cũ hay không hả? Triệu Quốc Đống vừa thấy đối phương liền mỉm cười, cầm tay đối phương nói. Ừ, có điều tôi cũng phải nói buôn bán là thứ nhất, chỉ cần có thể buôn bán phát đạt, để thương hiệu nổi tiếng thì mới là trọng yếu nhất. Người đến là người quen cũ của Triệu Quốc Đống, Vương Trung Kiệt, ông chủ tập đoàn Phúc Mãn Đường, một người Ninh Lăng chính gốc, là một trong ba đại biểu của thị xã Ninh Lăng. Mấy năm nay tốc độ phát triển của tập đoàn Phúc Mãn Đường vượt quá bình thường, từ khi đưa trụ sở chính đến An Đô thì bước chân mở rộng chưa khi nào ngừng lại, chẳng những mở siêu thị khổng lồ Phúc Mãn Đường tại 14 thành phố trong toàn tỉnh mà thương hiệu Phúc Mãn Đường đã bành trướng sang mấy tỉnh Tứ Xuyên, Trung Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam và mấy tỉnh Trung Tây. Năm nay vừa mới qua nửa năm đầu thì siêu thị đệ nhất gia cũng đã chính thức khai trương ở Bắc Kinh, nửa cuối năm cũng sẽ khai trương tại Thượng Hải, cho thấy xu thế muốn cạnh tranh trực tiếp với mấy ông lớn quốc tế như Walmart và Carrefour trong phạm vi toàn quốc. Chủ tịch Triệu, ngài nói như vậy thì tôi thật chẳng còn mặt mũi nào cả, thực ra tôi cũng đã tới chỗ ngài, tới tận hai lần nhưng cả hai lần thì ngài đều xuống dưới điều tra nghiên cứu. Tôi cũng biết ngài mới trở về thì chắc chắn sẽ có nhiều việc, cho nên cũng không dám quấy rầy ngài. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến ngài, cân nhắc tìm cơ hội báo cáo công việc với chủ tịch. Cũng may là lần này tôi được chọn làm đại biểu, ngẫm lại thì đây không phải là có cơ hội ở bên cạnh chủ tịch một thời gian hay sao? Do đó tôi mới đợi lên Bắc Kinh mới có đủ thời gian đến báo cáo công việc với ngài mà, nếu như thời gian cho phép thì tôi còn muốn mời ngài tới siêu thị của Phúc Mãn Đường tại Bắc Kinh tham quan, đưa ra những ý kiến quý giá nữa. Khi Triệu Quốc Đống còn làm bí thư quận ủy quận Tây Giang thì tập đoàn Phúc Mãn Đường đã bắt đầu mở rộng ra ngoài, chẳng qua lúc đó mới chỉ là khai thác thị trường trong phạm vi Ninh Lăng. Tới khi Triệu Quốc Đống trở lại Ninh Lăng đảm nhiệm bí thư thị ủy thì tập đoàn Phúc Mãn Đường đã tiến vào thời kỳ phát triển tốc độ cao, các xúc tu đã nhanh chóng lan sang các tỉnh lân cận, nhanh chóng trở thành thương hiệu bán lẻ đệ nhất ở khu vực Trung Tây. Triệu Quốc Đống nhớ khi mình rời khỏi Ninh Lăng thì Vương Trung Kiệt cũng từng đến tiễn biệt. Mình cũng đã có một cuộc nói chuyện với hắn, hy vọng Vương Trung Kiệt không chỉ tăng cường ngành bán lẻ, nâng tầm thương hiệu mà đồng thời cũng cổ vũ Vương Trung Kiệt lợi dụng năng lực phân phối và tiêu thụ hùng mạnh của Phúc Mãn Đường tự nghĩ ra được thương hiệu sản xuất riêng, đưa lợi nhuận tiêu thụ lên cao nhất. Về vấn đề này thì Vương Trung Kiệt đã tiếp thu ý kiến của Triệu Quốc Đống, tính cho đến hiện nay Phúc Mãn Đường đã thành lập được rất nhiều xí nghiệp sản xuất trực thuộc tại quận Tây Giang Ninh Lăng, huyện Hoa Lâm, huyện Thổ Thành. Chủ yếu là tạo thành một dây chuyền sản xuất hàng tiêu dùng chuyên dành cho siêu thị như thực phẩm, khăn mặt, tất. Đồng thời cũng hợp tác kinh doanh với nhiều xí nghiệp uy tín ở Ninh Lăng, ưu tiên mua các sản phẩm của những xí nghiệp này. Từ đó lôi kéo được sự phát triển của các xí nghiệp này một bước dài, hiện tại Phúc Mãn Đường cũng đang thực hiện mô hình này tại An Đô. Lão Vương, có thời gian tôi sẽ đi xem, có điều không phải là tới phát biểu ý kiến gì mà chỉ là đi cảm nhận niềm vui. Triệu Quốc Đống cười ha ha nói. Ngồi đi, thế nào, trụ sở chính của anh đưa tới An Đô mà sao giờ lại là đại biểu của Ninh Lăng hả? Quyển 19, chương 124. Ha ha, Chủ tịch Triệu, mặc dù trụ sở chính của tập đoàn Phúc Mãn Đường chúng tôi đã chuyển tới An Đô nhưng chúng tôi vẫn còn một lượng lớn công ty sản xuất đặt tại Ninh Lăng. Bây giờ mỗi một huyện ở Ninh Lăng đều có một công ty của Phúc Mãn Đường chúng tôi, còn có rất nhiều công ty đồng minh uy tín lại Ninh Lăng. Bọn họ cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhất cho chuỗi siêu thị của Phúc Mãn Đường trên toàn quốc. Chủ tịch Triệu, chỉ bằng vào điểm này thì tôi tham gia tuyển cử ở Ninh Lăng cũng không coi là quá phận chứ. Vương Trung Kiệt cười hì hì nói. Quá phận hay không không phải chuyện của tôi, đó là chuyện giữa bí thư Kinh Sơn và Dược Quân. Tôi chỉ cảm thấy Ninh Lăng đoạt mất khối bảo vật này thì Kinh Sơn liệu có mất hứng hay không hả Dược Quân? Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn Trung Dược Quân rồi mỉm cười nói. Ở đâu cũng đều tự do tham gia tuyển cử đại biểu, mặc dù trụ sở chính của Lão Vương đặt ở An Đô nhưng quan hệ tổ chức đảng của hắn thì lại ở Ninh Lăng chúng tôi, hộ khẩu của hắn cũng ở Ninh Lăng, tôi cho rằng điều này không có gì cả, lòng dạ của bí thư Kinh Sơn không hẹp hòi đến mức đó chứ. Trung Dược Quân mỉm cười trả lời. Có điều nếu Lão Vương chuyển quan hệ tổ chức tới An Đô thì chúng tôi cũng không dám mặt dày xếp Lão Vương làm người ứng cử đâu. Ồ, Lão Vương, trở lại chuyện chính đi. Tình hình phát triển của Phúc Mãn Đường năm nay thế nào, có ý tưởng, quy hoạch gì mới không?
Triệu Quốc Đống nói đầy hăng hái. Tôi nghe nói Phúc Mãn Đường các anh thề sẽ làm oan, mát của Trung Quốc hả? Ha ha, Chủ tịch Triệu, Phúc Mãn Đường là Phúc Mãn Đường, không cần phải bắt chước ai cả, đương nhiên oan, mát cũng tốt, Carrefour cũng được, đều là những tập đoàn xuất sắc. Ưu điểm của bọn họ thì Phúc Mãn Đường chúng tôi có thể học tập nhưng chúng tôi có tinh thần và văn hóa công ty của riêng chúng tôi. Chúng tôi muốn giữ vững những thứ thuộc về chúng tôi. Vương Trung Kiệt nói với vẻ rất tự tin. Tốt lắm Lão Vương, tôi rất thích thái độ này của anh, như người xưa từng nói, chiến lược thì coi rẻ địch nhân, còn chiến thuật thì coi trọng địch nhân, Trung Quốc chúng ta có bản sắc riêng, không phải cố sức bắt chước kẻ nào, Phúc Mãn Đường có thể làm được rất tốt, tôi tin chắc như vậy. Triệu Quốc Đống khá hài lòng, dù Phúc Mãn Đường có chuyển công ty từ Ninh Lăng đến An Đô thì đó cũng là yêu cầu của công ty, mình bây giờ là chủ tịch tỉnh An Nguyên, không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng. Ngay cả Trung Dược Quân cũng có thể nhìn thấu điểm này nên bản thân mình càng không có vấn đề gì cả. Vương Trung Kiệt cùng lên theo Trung Dược Quân, công ty làm được đến trình độ này thì hiển nhiên không xa lạ gì chuyện trong giới chính trị. Trung Dược Quân xuất thân là người từng cộng tác với Chủ tịch tỉnh, quan hệ vẫn khá chặt chẽ, mặc dù Phúc Mãn Đường đã chuyển tới An Đô, chính quyền An Đô cũng rất hoan nghênh và trọng thị việc Phúc Mãn Đường chuyển trụ sở chính đến hoạt động tại An Đô nhưng Vương Trung Kiệt vẫn có cảm giác rằng nếu như Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân có thể là bí thư và thị trưởng An Đô thì không còn gì tốt hơn. Ninh Lăng phát triển đích thực rất nhanh, nhưng từ năng lực chi tiêu tổng dân số cho đến dung nạp của thị trường mà nói thì còn xa mới so được với An Đô. Hơn nữa An Đô còn là thủ phủ của tỉnh An Nguyên, vừa là thành phố cấp phó tỉnh, ở vị trí trung tâm của An Nguyên. Từ mọi phương diện đều hơn xa Ninh Lăng. Là một tập đoàn bán lẻ đầu tiên thì yêu cầu đầu tiên là phải tiếp cận thị trường một cách gần nhất, do đó khi thị trường chủ yếu của Phúc Mãn Đường tiến vào An Đô thì hắn không thể không quyết định chuyển trụ sở chính của tập đoàn tới An Đô. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất áy náy với Ninh Lăng, cho nên hắn mới cố gắng hết sức lực ủng hộ những công ty Ninh Lăng kết thành quan hệ kinh doanh chiến lược với Phúc Mãn Đường. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đều dành sự ủng hộ rất lớn cho sự phát triển của Phúc Mãn Đường. Vương Trung Kiệt từng có lần hy vọng khi nào Phúc Mãn Đường lên thị trường chứng khoán thì sẽ cảm tạ Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân một ít cổ phiếu gốc, nhưng sau khi tìm hiểu thì hắn liền bỏ ý nghĩ này. Triệu Quốc Đống là người chưa bao giờ tiếp nhận những thứ đồ này, Trung Dược Quân cũng rất sạch sẽ trong phương diện này, điều này làm cho Vương Trung Kiệt càng thêm bội phục hai người. Khi ba người đàm luận đến việc quy hoạch lên thị trường chứng khoán của Phúc Mãn Đường thì Triệu Quốc Đống tỏ ý tỉnh sẽ toàn lực ủng hộ Phúc Mãn Đường công khai, mà thị trường chứng khoán được lựa chọn cuối cùng là trong quốc nội hay Hồng Kông thì ba người đều đưa ra thảo luận. Vương Trung Kiệt là người rất biết điều, sau khoảng nửa tiếng liền lễ phép cáo từ để mình Trung Dược Quân ở lại. Sau khi Triệu Quốc Đống đến An Nguyên thì mặc dù có điện thoại liên lạc, thậm chí số lần gặp mặt cũng không ít, nhưng cơ hội để hai người nói chuyện riêng một cách chính thức cũng không nhiều. Khi Triệu Quốc Đống về An Nguyên được 2 tháng thì Trung Dược Quân có đến văn phòng của Triệu Quốc Đống tâm sự về bước phát triển tiếp theo của Ninh Lăng, sau đó phần lớn là lấy sự luận sự. Dược Quân, cảm giác thế nào? Triệu Quốc Đống mỉm cười rồi tự mình rót đầy chén trà cho Trung Dược Quân, Trung Dược Quân vội vàng tiếp nhận bằng hai tay. Chủ tịch Triệu, chẳng biết nói thế nào, chỉ một câu thôi, vẫn dựa theo ý ngài, chúng tôi đi con đường của mình. Chúng tôi cho rằng con đường của mình không sai, chúng tôi sẽ kiên trì đi tiếp. Cho dù bây giờ trong thời gian ngắn nhìn qua thì Ninh Lăng chúng tôi còn ít thu hút được các hạng mục lớn, kim ngạch đầu tư giảm xuống nhưng chúng tôi cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Kinh tế xã hội Ninh Lăng chúng tôi đang phát triển theo một chu kỳ tuần hoàn tốt đẹp, tôi cảm thấy rất tự hào về hoàn cảnh phát triển trước mắt của Ninh Lăng chúng tôi cũng nắm chắc năm nay Ninh Lăng chúng tôi có thể đứng trong danh sách những thành thị có sức cạnh tranh tốt nhất toàn quốc. Trung Dược Quân nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn trà, thái độ rất bình thản. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu. Ừ, với thái độ này mới đúng là một bí thư thị ủy đủ tư cách, không nên bị mấy lời đồn đại nhảm nhí mê hoặc và chi phối. Giai đoạn trước tốc độ phát triển của Ninh Lăng vốn không bình thường, theo quan điểm hiện tại của tôi thì tôi thà rằng phát triển chậm một chút nhưng chất lượng và kết cấu tốt hơn, điều chỉnh công nghiệp phát triển còn khó khăn hơn so với dẫn dắt công nghiệp phát triển, di chứng để lại sau đó cũng sẽ rất nhiều. Trong nhiều vấn đề, chúng ta thà làm công tác cẩn thận một chút, ổn thỏa một chút, cố gắng giành được hiệu quả cao, đầu tiên là ưu tiên chất lượng, tiếp đó mới là hiệu quả cao. Chủ tịch Triệu, tôi biết ý của ngài, tôi và Phương Minh cũng đều có chung quan điểm này, mấy lời đồn nhảm vô nghĩa thì chúng tôi cũng không thèm để ý, nhưng nếu ý kiến từ trên tỉnh xuống thì chúng tôi không thể không coi trọng được. Nét mặt Trung Dược Quân thoáng hiện tia ưu sầu. Năm nay đảng ủy,
Ủy ban Nhân dân chúng tôi đặt nhiều tinh lực vào sự nghiệp xã hội và xây dựng quy phạm thể chế. Công tác này vừa vụn vặt vừa phức tạp, nhất là khi chứng thực xuống dưới thì lại càng cần có một quá trình dài hơi thì anh mới có thể chứng kiến được hiệu quả. Nhưng tôi cảm thấy kể cả trong nội tại Ninh Lăng chúng tôi thì cũng không ít lãnh đạo vẫn bị mê luyến xây dựng hạng mục giống như hồi cơn bão, đại nhảy vọt. Hình như cả thành thị không biến thành một công trường lớn thì bọn họ không thoải mái, không nỡ, cái không cần chính quyền tham gia thì cũng can dự vào rồi. Mà những quy tắc do chính quyền lập ra và cơ chế chứng thực thì lại bị rất nhiều người cho là lý luật, kết quả chỉ là hình thức, rồi có rất nhiều chuyện của công ty thì chính quyền lại nhiệt tình quá mức thẩm quyền. Sự quân, có đôi lúc phải chịu khiển trách hoặc không được giải thích thì cũng là rất bình thường. Tôi tin lịch sử rồi sẽ chứng minh hết thảy, Ninh Lăng đi trên con đường phát triển của riêng mình, không cần ai khoa chân múa tay. Kiến tạo một hoàn cảnh phát triển chính là chức trách lớn nhất của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân. Làm tốt điều này thì còn hơn là đưa 10 hạng mục kèm theo 10 công ty tới. Triệu Quốc Đống cũng rất ngay thẳng. Về vấn đề này thì tôi vẫn giữ vững quan điểm, tôi cũng đã trao đổi ý kiến với Bí Thư Lăng rồi. Trung Dược Quân lặng lẽ gật đầu, áp lực mà hắn phải chịu không nhỏ, Lăng Chính Dược đã phê bình không điểm danh Ninh Lăng trong 2 hội nghị. Hơn nữa sau khi nghe xong công tác của thị ủy, Ủy ban Nhân dân Ninh Lăng trong lần khảo sát vào tháng 8, khi trao đổi ý kiến riêng với Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh thì Lăng Chính Dược còn trực tiếp phê bình thị ủy, Ủy ban Nhân dân Ninh Lăng, cho rằng ý chí chiến đấu của chính quyền Ninh Lăng đã bị thoái hóa, không sẵn sàng tiến hành đẩy mạnh xây dựng sự nghiệp lần thứ hai. Có một số ít mưu cầu danh lợi nên có những động tác làm thu phục dân tâm, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu tiềm năng tăng trưởng của Ninh Lăng. Ý kiến của Bí Thư Lăng là gì? Trung Dược Quân hơi chấn động tinh thần. Bí Thư Lăng không tỏ thái độ rõ ràng. Chỉ tỏ ý rằng vấn đề trung tâm trong phát triển kinh tế không thể bỏ lại, phải toàn tâm toàn ý tìm cách phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống cũng biết Lăng Chính Dược khó mà thay đổi quan điểm trong thời gian ngắn. Sắc mặt Trung Dược Quân tối sầm lại, Triệu Quốc Đống cũng khẽ thở dài một hơi, hắn biết Trung Dược Quân đang lo điều gì, nhưng hắn cảm giác Trung Dược Quân suy nghĩ hơi thái quá. Chẳng lẽ nói giờ nếu Lăng Chính Dược thay đổi lề lối thì hắn sẽ tiến vào thường vụ tỉnh ủy sao? Hiển nhiên không có khả năng này. Trung Dược Quân hẳn hiểu rõ điều này, nhưng hắn luôn không muốn lật mặt với Lăng Chính Dược. Trước khi chưa giải quyết được thân phận thường vụ tỉnh ủy thì chỉ sợ Trung Dược Quân đã bị vấn đề này vây khốn rồi, Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu được nỗi khó xử của Trung Dược Quân. Mặc dù mình là chủ tịch tỉnh nhưng nhiều chuyện lại không thể ủng hộ Ninh Lăng một cách công khai, điều này rất dễ gây nên một ít liên tưởng không cần thiết. Đương nhiên vào thời khắc mấu chốt thì Triệu Quốc Đống cũng không keo kiệt mà sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ của mình. Nếu không như vậy sẽ phát triển theo một phương hướng không thể vãn hồi. Dược Quân, đừng lo lắng thái quá, tôi tin thị phi khác có công luận, hội nghị lần này hết sức trọng yếu, tôi tin tranh luận cũng sẽ rất kịch liệt, biến hóa cũng rất lớn, chờ khi hội nghị kết thúc thì tôi nghĩ rất nhiều chuyện sẽ sáng tỏ. Triệu Quốc Đống nói một cách lấp lửng. Nhịp hô hấp của Trung Dược Quân trở nên cấp bách, Triệu Quốc Đống rất ít khi tỏ thái độ rõ ràng như vậy, đây là phong cách của hắn. Nếu không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, mặc dù lời nói mới rồi có phần hàm hồ nhưng hắn lại nghe ra được chút hy vọng. Có lẽ đến lúc rõ ràng rồi, nếu không cứ vô thưởng vô phạt, treo lơ lửng giữa không trung như vậy khiến người ta khó chịu. Trung Dược Quân thà kết thúc vấn đề này sớm một chút, cho dù là kết quả khiến người ta thất vọng, tổn thương thì hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Quyển 19, chương 125. Sau khi lên xe thì Lăng Chính Dược liền rơi vào trầm tư. Hắn thật không ngờ ban tổ chức cán bộ trung ương lại có xu hướng nhất trí về vấn đề này, điều này làm cho hắn có hơi bất ngờ. Theo hắn nghĩ lúc đầu thì chắc chắn chỉ có một mình Qua Tĩnh cản trở mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thêm một hai người nói giúp, nhưng không ngờ ngay cả người ủng hộ lớn nhất là Chư Hiền cũng tỏ thái độ lo lắng về vấn đề này. Điều này làm hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí là không thể nghịch chuyển. Nếu như ngay cả Chư Hiền cũng cho rằng vấn đề bổ sung thường vụ cần phải cho Triệu Quốc Đống một sự tôn trọng nhất định thì chứng tỏ Trung ương đã có cái nhìn đối với cách làm của mình trong giai đoạn vừa rồi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thấy hối hận, đáng lẽ không nên hao tổn quá nhiều lực lượng vào việc Hồ Vạn Sơn gia nhập thường vụ, có khi người ngoài nhìn vào thì thấy mình như thành công, nhưng đằng sau sự thành công ấy cũng có nghĩa rằng anh nhất định phải nhượng bộ. Đây là đạo lý cân bằng, chẳng qua lúc này thì nhượng bộ lại là điều mà Lăng Chính Dược không muốn nhìn thấy. Trung Dược Quân không thể vào thường vụ, cho dù là để Trung Dược Quân đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Ninh Lăng là phương án mà hắn chưa bao giờ cân nhắc thì cũng còn hơn xa mối nguy hại mang khả năng xung kích từ việc Trung Dược Quân vào thường vụ.
nhưng Chư Hiền cũng không xem trọng phương án này, Trương Hoành Vĩ đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh đã gần như là chắc chắn, mặt khác một phó chủ tịch tỉnh theo quy định phải do một người đảng Dân Chủ hoặc ngoài đảng đảm nhiệm. Số phó chủ tịch tỉnh An Nguyên còn thiếu hiện đã đủ, mà nhiệm kỳ của mấy phó chủ tịch tỉnh khác còn dài, Hoàng Trí Trung có tuổi lớn nhất cũng còn 2 năm, lúc này mà muốn điều chỉnh thì hiển nhiên là không thích hợp. Điều này làm cho Lăng Chánh Dự cảm thấy đau đầu, không giải quyết vấn đề này thì cũng có nghĩa là sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống trên hội nghị thường vụ sẽ được tăng lên cực đại. Việc Trung Dược Quân vào thường vụ không chỉ đơn giản là tăng thêm một phiếu mà có nghĩa rằng Trung ương tán thành hình thức phát triển trước mắt của Ninh Lăng, trong khi đó lúc trước tại vài thời điểm khác nhau mình lại tỏ rõ thái độ không tán thành cục diện phát triển trước mắt của Ninh Lăng, đây là sự châm biến quá lớn. Có lẽ phương án điều hòa do Chư Hiền đề xuất là khả thi, để cho Trung Dược Quân rời khỏi An Nguyên. Nhưng mặc dù là phương án này thì Lăng Chánh Dược cũng cảm thấy hình như Chư Hiền chưa chắc lắm. Không biết Chư Hiền cho rằng để Trung Dược Quân rời khỏi An Nguyên là không thích hợp hay là thấy rằng nếu làm như vậy thì sẽ gặp phải phản đối kịch liệt từ các phương diện. Điều này thì Lăng Chánh Dược cũng chẳng rõ nữa. Tóm lại, chuyện này gần như là tiến thoái lưỡng nan rồi, Lăng Chánh Dược là người có tính cách cố chấp nhưng không có nghĩa hắn là loại người, không đụng tường nam không quay đầu, hắn hiểu rõ tính cách của Chư Hiền, trừ phi gặp phải vấn đề rất khó nắm chắc hoặc cảm thấy hại nhiều hơn lợi thì hắn sẽ không có thái độ như vậy. Về vấn đề này mình có nên nhường một chút hay không? Nguyên văn, bất tràng nam tường bất hồi đầu không đụng tường nam không quay đầu kiến trúc Trung Quốc cổ thường chỗ cửa chính ở hướng nam. Thời xưa những nhà giàu có địa vị thế lực thường xây một bức tường phía trước cửa chính đó, gọi là ảnh bích. Tất nhiên tường này phải cách cổng một khoảng đủ rộng, vì không phải thời đó ai cũng biết khinh công hay trèo tường như ninja. Ra khỏi cửa hoặc rẽ phải hoặc rẽ trái, nếu đi thẳng chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường. Vì vậy người ta dùng thành ngữ, không đụng tường nam không quay đầu, để chỉ những người cố chấp, không thèm nghe những lời trái ý mình. Cùng nghĩa với câu này còn có, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới hoàng hà chưa chết tâm. Nhưng nếu nhường lần này thì rất nhiều công tác trong quy hoạch mà mình phác thảo lúc trước sẽ gặp phải thách thức rất lớn, biến số ngoài dự đoán sẽ đột nhiên tăng lớn rất nhiều. Đây là điều mình tuyệt không muốn nhìn thấy, vấn đề này mình không thể buông tay được. Lăng Chánh Dược có thể khẳng định Triệu Quốc Đống đã không tiếc tâm tư tìm đường tại Bắc Kinh, thậm chí kinh động đến rất nhiều người danh vọng, đoạn thời gian vừa rồi hắn lên Bắc Kinh mấy lần chắc cũng vì liên quan đến việc này. Chỉ là Lăng Chánh Dược không ngờ chuyện này lại phát triển đến cao độ như vậy, nếu không một vị trí thường vụ tỉnh ủy quyết không thể đủ tác động đến thần kinh nhiều người như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng khiến Chư Hiền sắp vào Trung ương cũng phải cảm thấy khó giải quyết như thế. Bên này Lăng Chánh Dược đang trằn trọc thì Triệu Quốc Đống lại có một đêm ngủ rất ngon lành. Buổi sáng lãnh đạo chủ yếu Trung ương tới thăm hỏi những đại biểu tham gia hội nghị, đây là buổi gặp không thể vắng mặt, đại biểu của các đoàn đều hưng phấn chờ Tổng Bí Thư tới. Triệu Quốc Đống cũng gặp Thái Chính Dương đã chính thức được bổ nhiệm Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Hôm qua đến tối muộn thì Thái Chính Dương mới đến chứ không đi cùng đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam, nghe nói là có hoạt động tiếp đón đối ngoại quan trọng. Sau khi đoàn Tổng Bí Thư đến đã thăm hỏi thân thiết mấy đoàn đại biểu, tuy nói chuyện đơn giản nhưng đầy nhiệt tình. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống được chính thức gặp mặt nói chuyện với Tổng Bí Thư. Khi Tổng Bí Thư đến gặp mặt đoàn đại biểu An Nguyên thì cũng đã tán gẫu với hai người Lăng Chánh Dược và Triệu Quốc Đống, động viên các đại biểu trong đoàn đại biểu tỉnh An Nguyên nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, làm tấm gương đi đầu đại diện cho hơn 70 triệu nhân dân An Nguyên. Đại hội đảng lần thứ 17 mà hàng triệu người quan sát cuối cùng cũng bắt đầu. Nghị trình đại hội tiến hành khá thuận lợi, đoàn đại biểu các nơi đều cực kỳ coi trọng sự kiện liên quan đến hoạt động chính trị và phát triển kiến thiết của đảng và quốc gia mấy năm sau này. Đủ những lời phát biểu, ý kiến, giới truyền thông cực kỳ chú ý tới kỳ thịnh hội bàn về con đường phát triển mấy năm sắp tới của Trung ương, tất cả đều tập trung tới Bắc Kinh để phỏng vấn đại biểu. Triệu Quốc Đống không ngoài dự đoán đã trở thành tiêu điểm phỏng vấn. Là ủy viên Trung ương mới nhất được bầu trong năm nay, Triệu Quốc Đống mới chưa tới 38 tuổi đã phá vỡ lịch sử thời sau cải cách, lần đầu tiên có người sinh sau thập niên 70 tiến vào tầng lớp quyết sách của Trung Quốc. Điều này đã trở thành tiêu điểm cho cả nước thậm chí cả thế giới. Đại hội đảng lần thứ 17 cũng là vũ đài bộc lộ mọi tư liệu về Triệu Quốc Đống. Bất kể là Liên Hợp Tảo Báo của Singapore hay là Đại Công Báo của Hồng Kông hoặc Báo Lao Động của Triều Tiên tăng thêm độ dài không ít để đưa tin về ngôi sao chính đàn đang bay cao này. Đương nhiên điểm xuyết xen vào đó là không thể thiếu CNN, New York Times của Mỹ, Time và kênh Sky của Anh, Le Figaro của Pháp. Chí tiến thủ, kiên quyết, dốc lòng xây dựng đất nước từ khi mới nhậm chức ở huyện Hoa Lâm,
sự tích chống lụt, cứu nạn khi đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Tây Giang, nhìn xa trông rộng khi ở Hoài Khánh, mưu tính sâu xa, suy trước tính sau khi tới bộ năng lượng. Cho đến khi hắn đảm nhiệm bí thư thị ủy Ninh Lăng, làm cho Ninh Lăng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng điều đều được đưa ra, bày ra trước mắt mọi người. Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh đại ngộ tại sao chàng trai trẻ tuổi này lại bước đến vị trí này, tất cả đều có biểu hiện và thành tích chính trị làm hậu thuẫn. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì đây cũng không phải là điều hắn muốn, chuẩn xác mà nói thì trước khi hắn đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, bất kể là lúc đảm nhiệm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên hay là phó chủ nhiệm ủy ban phát triển và cải cách quốc gia thì hắn cũng không ngại trao đổi với giới truyền thông, thậm chí còn rất thích. Nhưng tình hình bây giờ thì lại khác, được gắn cái mác đi đầu trong phong trào trẻ hóa cán bộ, nhất cử nhất động đều thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, mà bất cứ một câu, một từ đều khiến người ta soi mói, điều này mang đến rất nhiều trói buộc không cần thiết cho công tác ngày sau. Điều hắn muốn làm hiện giờ chính là công tác một cách chắc chắn, vững bước tiến lên từng bước một, chỉ có thành tích thực sự mới là thứ có sức thuyết phục nhất, những kế hoạch lớn huênh hoang trước đó đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Quốc Đống, hình như rất nhiều người muốn phỏng vấn cậu đó. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tự cậu phải cân nhắc kỹ việc này. Qua Tính cười nói. Chuyện tốt gì chứ, đối với tôi bây giờ mà nói thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu như là 2-3 năm sau thì có lẽ sẽ là chuyện tốt, còn hiện giờ thì không phải. Triệu Quốc Đống nhún nhún vai, vừa mới kết thúc đại hội mà Qua Tính đã tìm đến thì rõ ràng là có điều muốn nói với mình, hắn rất mẫn cảm với kiểu này. Nghị trình buổi sáng tuyển cử thêm một ủy viên Trung ương Đảng mới, ngày mai còn phiên họp toàn thể đại hội, có thể nói là bộn bề trăm việc mà vẫn trích thời gian để tới nói chuyện với mình vào lúc này. Ồ, cậu biết vậy là tốt rồi, thời gian của tôi cũng không nhiều lắm, tôi nói ngắn gọn nhé, bên trong ban rất coi trọng vấn đề bổ sung thường vụ của tỉnh các cậu, lúc ban đầu là hy vọng xác định xong trước đại hội đảng lần thứ 17, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân khách quan nên không thể như ý nguyện và mới đổi lại để sau đại hội đảng lần thứ 17 sẽ định sau. Chắc cậu cũng biết sau đại hội đảng lần thứ 17 thì bộ máy lãnh đạo chủ chốt có thể sẽ có một vài thay đổi. Trưởng ban Chư Hiền có thể sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ cho nên vấn đề bổ sung thường vụ còn có thể có một chút trắc trở. Tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút, nếu trong ban có ý để Trung Dược Quân rời khỏi An Nguyên, tôi chỉ nói giả thiết thôi, thì cậu nghĩ thế nào? Qua Tính nói làm cho Triệu Quốc Đống trở nên cảnh giác, hắn cố giữ tâm tình bình tĩnh, trầm giọng nói. Tôi phản đối, bởi vì điều này rất không thích hợp. Lý do? Vẻ mặt Qua Tính không thay đổi. Triệu Quốc Đống đoán chừng Qua Tính chắc cũng phải chịu áp lực rất lớn, vị trí này ở ban tổ chức cán bộ trung ương không dễ ngồi, bên ngoài nhìn vào thì oai phong, vinh quang, nhưng cũng chỉ có người bên trong mới biết được để giữ được cân bằng thì khó đến nhường nào. Qua tỷ, tôi không nói lời thừa, cục diện Ninh Lăng hiện giờ không dễ có được, mặc dù hiện tại mà nhìn thì tốc độ phát triển của Ninh Lăng có vẻ thấp đi nhưng tôi cho rằng đây là trở lại xu thế phát triển lành mạnh, đây cũng là điều mà chúng ta luôn cố gắng muốn làm. Hơn nữa quan trọng hơn đó là việc kiến thiết hệ thống chế độ của Ninh Lăng đã thu được tiến triển tương đối lớn, rất nhiều người không nhìn thấy điều này, cũng không cảm nhận được hiệu quả, nhưng chỉ cần chờ khoảng 1-2 năm nữa thì có thể chứng kiến Ninh Lăng sẽ nghênh đón toàn diện về kinh tế xã hội, cân bằng, khoa học nhưng phát triển cao trào liên tục. Tôi hy vọng mô hình phát triển của Ninh Lăng có thể trở thành khuôn mẫu cơ bản dành cho rất nhiều thành thị trong lục địa, làm tham khảo. Cục diện ổn định này cần từ 2 đến 3 năm. Cũng cần phải đẩy mạnh sức ảnh hưởng và hiệu ứng mô hình của Ninh Lăng tại An Nguyên, đây là điểm tối quan trọng. Đối mặt với lời nói hùng hồn mà tràn đầy cảm xúc của Triệu Quốc Đống thì Qua Tính cũng đành phải sụp mí mắt lại, gật đầu. Ừ, nếu vậy thì tôi biết rồi. Quyển 20, chương 1. Những ngón tay khẽ vuốt vuốt vùng bụng bóng loáng, cảm giác hơi ngứa ngáy, theo bản năng Lưu Nhược Đồng muốn vặn người một chút nhưng cô lại không muốn phá hỏng sự tĩnh lặng và tình cảm hiếm khi có được như này. Nên cô chỉ dựa đầu vào vai còn tay thì ôm chặt lấy eo chồng, lặng lẽ cảm nhận sự ngọt ngào và lãng mạn giữa hai người. Không có thay đổi gì à? Một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống mới ngước lên cười hỏi. Mới chưa đầy 2 tháng thì có thay đổi gì nhiều chứ? Mặt Lưu Nhược Đồng như hoa đào, ánh mắt tràn đầy tình ý, khóe miệng hiện lên nụ cười vui sướng, khẽ gắt nhẹ. Từ khi Triệu Quốc Đống kết hôn với Lưu Nhược Đồng đến giờ thì đây là thời điểm trông cô động lòng người nhất mà hắn được chứng kiến, nếu như không phải lo lắng vấn đề thân thể thì hắn thực sự muốn, an cô, mặc dù là như vậy thì hắn vẫn thấy cảm xúc hưng phấn. Cũng không hoàn toàn là không có thay đổi, ví như chỗ này, thay đổi không nhỏ.
Tay Triệu Quốc Đống chợt đưa lên phía trên thăm dò rồi khẽ sờ sờ, bóp bóp bầu ngực đã to lên không ít. Lưu Nhược Đồng cũng không nhịn được khẽ vỗ vỗ bàn tay hư hỏng của chồng, sẵn giọng. Điều này là thay đổi bình thường, em đã hỏi qua bác sĩ rồi, đây là quá trình chuẩn bị để sau này cho con bú. Triệu Quốc Đống mỉm cười lắc đầu. Anh biết, Daisy Lee, bây giờ e là em phải chú ý tới thân thể, không được để mệt mỏi, ngoài ra cũng phải chú ý tới ăn uống, dinh dưỡng. Anh thấy hay là mời một bảo mẫu đi. Không cần, bây giờ mới có 2 tháng, nào có yếu ớt như vậy. Lưu Nhược Đồng quả quyết cự tuyệt. Cơ thể em rất tốt, ăn uống, dinh dưỡng thì bản thân em cũng biết, không có việc gì thì em sẽ về bên chỗ bố mẹ, thực sự mà không được thì em sẽ ở bên đó. Lưu Nhược Đồng khẽ cắn môi. Quốc Đống, anh không cần quá lo lắng về việc này, em biết chăm sóc bản thân mình như thế nào, hơn nữa tố chất cơ thể của em vốn cũng rất tốt, anh yên tâm, không có việc gì đâu. Triệu Quốc Đống cười khổ, Lưu Nhược Đồng vẫn giữ tính cách độc lập như cũ, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới cuộc sống vốn có của mình, nhưng loại chuyện này có thể không ảnh hưởng sao? Cho dù là Lưu Nhược Đồng có là dạng cân quắc anh hùng thì sự thay đổi về cơ thể cũng khó có thể nghịch chuyển, bụng sẽ dần dần to lên. Rồi sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, khẩu vị sẽ thay đổi, thậm chí ngay cả tính tình cũng vậy. Một thân một mình sống ở Bắc Kinh, cho dù mình thường xuyên tới Bắc Kinh thì cũng chỉ ở lại 2-3 ngày, hơn nữa với tình thế hiện tại của mình thì e là mấy tháng muốn rời khỏi An Nguyên tới Bắc Kinh thường xuyên là không hiện thực. Biện pháp tốt nhất là chờ Lưu Nhược Đồng có thể tạm thời gác công việc lại, đi theo mình đến An Đô, rồi mời một bảo mẫu, sau đó bố mẹ mình cũng có thể thường xuyên đến thăm nom. Sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết đây chỉ là trên lý thuyết, chứ với tính cách của Lưu Nhược Đồng thì tuyệt đối sẽ không nhận chịu an bài như vậy. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng không nói, trong lòng Lưu Nhược Đồng cũng bắt đầu cảm thấy một tư vị không nói lên lời, cô biết ý nghĩ của chồng mình, nhưng quả thực cô không thể tiếp nhận. Cô cảm giác bản thân mình đã thay đổi trên nhiều phương diện nhưng cô tuyệt không thể thay đổi sự độc lập của mình, đây là điểm mà cô muốn giữ vững. Quốc Đống, em biết sự lo lắng của anh. Anh cứ yên tâm, bên chỗ bố mẹ em vốn cũng mời một bảo mẫu, cùng lắm thì em tăng thêm tiền lương rồi sẽ tới bên đó ở, khi nào anh về thì chúng ta lại quay về bên này, có được không? Lưu Nhược Đồng lại dựa sát vào người chồng, nhẹ nhàng nói. Triệu Quốc Đống liếc nhìn Lưu Nhược Đồng một cái rồi cười khổ. Tùy em thôi, em nhất định phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này còn có thể lái xe nhưng thêm mấy tháng nữa thì không thích hợp lắm. Mặt khác cũng phải chú ý tính tình của mình. Nghe nói phụ nữ mang thai thay đổi tính tình rất lớn, điều này cũng có hại cho bản thân của mình. Lưu Nhược Đồng cười khì khì. Quốc Đống, không biết người ngoài mà liên tục nghe được mấy lời nhu nhược của anh thì sẽ thấy thế nào? Hừ, thấy thế nào chứ? Chủ tịch tỉnh cũng là người, đều có thất tình lục dục, đều có cuộc sống có tình cảm, chẳng lẽ anh chính là loại động vật máu lạnh hay sắt thép vô tri hay sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Lưu Nhược Đồng một cái. Lưu Nhược Đồng cười hiền hòa. Nhìn chồng âu yếm rồi lại ôm chặt lấy chồng. Lưu Nhược Đồng mang thai cũng làm cho Triệu Quốc Đống bận tâm hơn vài phần, nhưng tính cách của Lưu Nhược Đồng thì hắn cũng biết rất rõ, độc lập mà quật cường. Cô sẽ không vì mang bầu sinh con mà thay đổi bản thân mình, ít nhất về bản chất sẽ không, Triệu Quốc Đống cũng đành phải chịu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, giống như hắn nghĩ, sau khi đại hội đảng lần thứ 17 kết thúc, hắn gia nhập ủy viên Trung ương Đảng, chính thức đi vào tầng lớp quyết sách. Ở tại ngôi vị này thì cái hắn muốn đối mặt không chỉ là một vài sự vụ đơn giản mà muốn được suy xét thêm nhiều nữa. Qua tính đề xuất để Trung Dược Quân rời khỏi An Nguyên đã cảnh tỉnh Triệu Quốc Đống, đánh cờ thì không chỗ nào không có, xem ra vị trí thường vụ tỉnh ủy này thì Lăng Chính Dược cũng mơ ước từ lâu, Viên Chí Kiên có thể được hắn yêu thích như vậy cũng là trong tình lý, chẳng qua lúc này thì Triệu Quốc Đống không có ý định nhượng bộ. Trung Dược Quân nhập thường là điều nhất định và cũng là cần thiết. Triệu Quốc Đống có thể nhượng bộ về phương diện nào khác, cho dù là để Trương Hoành Vĩ tiếp tục đảm nhiệm trợ lý chủ tịch tỉnh, cho dù là những vận động của Hứa Kiều vì vậy mà xóa bỏ thì hắn cũng muốn giữ nguyên ý định cho Trung Dược Quân làm thường vụ tỉnh ủy. Đây không đơn giản là thêm một phiếu trong hội nghị thường vụ, mà hắn muốn thông qua chuyện Trung Dược Quân gia nhập thường vụ tỉnh ủy để thể hiện được tính ưu việt về hình thức phát triển của Ninh Lăng mấy năm vừa qua, hát cho các thành thị khác một bát nước lạnh. Nhắc nhở bọn họ ưu thế lâu dài của việc phát triển hài hòa tổng hợp toàn diện. Tại vấn đề này, dùng Trung Dược Quân kế tục mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng sau đó gia nhập thường vụ tỉnh ủy mới có thể chính thức khiến các thành thị khác trong tỉnh thấy rõ được.
Triệu Quốc Đống cũng hy vọng có thể bắt đầu từng bước từ chuyện Trung Dược Quân nhập thường để làm cho việc bí thư thị ủy Ninh Lăng trở thành thường vụ tỉnh ủy là chuyện bình thường. Đây cũng là tư tâm của Triệu Quốc Đống, việc này có thể giao cho Ninh Lăng quyền quyết sách lớn hơn nữa, làm cho Ninh Lăng có quyền lựa chọn lớn hơn nữa trong quá trình phát triển sau này, không để bị một vài ý kiến ngôn luận không phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Ninh Lăng ảnh hưởng một cách tùy tiện. Cho nên hắn mới tỏ thái độ kiên định, quyết không thỏa hiệp với Qua Tĩnh. Đồng thời hắn cũng biết sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương mới được bổ nhiệm thì chỉ e là sẽ tiến hành trao đổi về vấn đề này với mình và Lăng Chính Dược. Chuyện này đã vượt qua khỏi cuộc tranh giành thường vụ tỉnh ủy bình thường, hắn tin trung ương cũng thấy được điểm này, bên này được thì bên kia mất, không phải đơn giản dùng mấy con số 1, 2, 3 là có thể tính ra được. Bước đi này không được để mất. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua số điện thoại thì trong lòng lại thấy khẩn trương không rõ nguyên cớ. Là điện thoại của Hùng Chính Lâm. Tại đại hội đảng lần thứ 17 thì Hùng Chính Lâm đã được tuyển làm phó bí thư ủy ban kỷ luật trung ương, mặc dù xếp phía cuối nhưng điều này cũng ý nghĩa rằng hắn đã chính thức thành cán bộ cấp bộ trưởng rồi. Về cơ bản Hùng Chính Lâm không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình, nhưng một khi đã gọi thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Quốc Đống, cậu đang ở Ando à? Giọng Hùng Chính Lâm vẫn khàn khàn trầm đục như trước kia. Đúng vậy, anh muốn tới đây à? Triệu Quốc Đống cố gắng giữ tâm tình, hỏi. Không, tạm thời tôi sẽ không tới đó, chẳng qua có thể có người bên trong ủy ban sẽ tới đó, tới Ando các cậu. Hùng Chính Lâm không hề nhiều lời. Tôi vừa mới điện thoại cho Lão Lăng, hắn có thể sẽ thông báo tin tức với cậu ngay bây giờ. Triệu Quốc Đống hít một hơi, Hùng Chính Lâm nói như vậy thì chắc chắn chính đàn An Nguyên có vấn đề rồi. Hắn thì không hề lo về bản thân. Hắn chỉ lo đại hội đảng lần thứ 17 vừa mới chấm dứt được một tháng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại chọn An Nguyên làm điểm đột phá, chẳng lẽ quả pháo đầu tiên sau lời thề đẩy mạnh chiến dịch chống hủ bại của Tổng Bí Thư trên đại hội lại bắn về An Nguyên sao? Chỉ là trong tình cảnh này, mặc dù Hùng Chính Lâm đã sớm thông báo một tiếng cho mình nhưng lại không hé mở rõ chuyện gì, rốt cuộc là kiểm tra hàng ngày hoặc là công tác chuyên biệt, hay là thiết lập hệ thống giám sát chỉ đạo chống hủ bại, mọi cái đều không rõ gì cả. Nhưng mà chuyện trịnh trọng đến mức thông báo cho mình và Lăng Chính Dược thì chắc chắn là có chuyện. Hùng ca, vấn đề lớn không? Thầm hít sâu một hơi, Triệu Quốc Đống nói có hơi xúc động. Hắn không muốn An Nguyên xuất hiện vấn đề vào thời điểm này, vô luận là chuyện dính dáng đến người nào, cho dù là người Lăng hệ thì hắn cũng không muốn. Vào thời điểm này mà xuất hiện vấn đề thì chắc chắn sẽ bị người nắm thóp, đây là vấn đề hình tượng toàn thể An Nguyên, không phải là vấn đề cá nhân hay một quần thể. Cậu không cần hỏi nhiều, cứ đợi lát nữa Lão Lăng sẽ trao đổi ý kiến với cậu. Hùng Chính Lâm nói xong ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ tới gõ cửa, thò tay vào tất sẽ bị tóm. Triệu Quốc Đống nghe được tiếng tút tút bên đầu kia của điện thoại thì mới nhận ra đối phương đã cúp máy, trong lòng chợt thấy nguội lạnh. Bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc là ai xảy ra vấn đề nhưng người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã bí mật đến An Nguyên rồi sau đó mới thông báo cho tỉnh ủy. Phùng Cương chắc chắn là đã biết được từ sớm, nhưng tính độc lập của hệ thống Ủy ban Kỷ luật càng ngày càng mạnh, ở rất nhiều công tác nghiệp vụ đã dần chuyển biến sang báo cáo với thượng cấp trong ngành làm chủ, đảng ủy đồng cấp làm thứ. Điều này đã dẫn tới rất nhiều tranh luận trong đảng, đến nay cũng chưa có kết luận rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, đối mặt với tình hình quan chức cấp cao trong tỉnh dính tới hủ bại thì Trung ương tán thành Ủy ban Kỷ luật tăng cường hành động với Ủy ban Kỷ luật, Đảng ủy địa phương và các ban ngành kiểm tra, kỷ luật. Mặc dù quy tắc này không công khai nhưng chắc chắn đã khiến tính độc lập và tính trọng yếu của vị trí bí thư Ủy ban Kỷ luật được tăng mạnh. Tới lúc này rồi thì Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt, trời muốn mưa, gái muốn lấy chồng, những điều này không ai đoán được. Quyển 20, chương 2. Bí thư Lăng. Chủ tịch Triệu tới đây rồi. Thư ký cẩn thận liếc nhìn vào trong phòng thì thấy khí sắc sếp vẫn như bình thường. Từ khi chủ nhiệm Phùng dẫn theo hai người tiến vào thì sếp liền đóng kín cửa không chấp nhận bất cứ ai tới cầu kiến. Điều này làm cho thư ký khá kinh ngạc, sếp mặc dù là người nghiêm cẩn nhưng đối với người bên cạnh thì vẫn thân thiết và chiếu cố, giọng điệu dù không nặng nề nhưng thường thường chỉ cần liếc mắt một cái là cũng đủ khiến cho người đối diện không rét mà run. Rất nhiều phương diện sếp hết sức chú trọng. Ví như bình thường cửa phòng tiếp khách và phòng làm việc đều mở ra, nếu như tiếp khách hoặc là xử lý chuyện gì đó thì sẽ đóng cửa lại, đây đã trở thành thói quen định sẵn rồi, trong trụ sở tỉnh ủy đều biết quy củ này. Chuyện sếp tự mình đóng cửa như hôm nay thì là lần đầu tiên thư ký thấy khi theo sếp từ bộ đi ra,
cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt sếp nghiêm túc như vậy. Mà sắc mặt chủ nhiệm Phùng bên ủy ban kỷ luật tỉnh thì cũng âm u lạnh lẽo, đôi mắt bên dưới chiếc kính màu đen thi thoảng chớp chớp lại càng giống như độc xà phun độc, ánh mắt làm cho người ta phải sợ hãi. Xảy ra đại sự rồi, khi thấy sếp đóng cửa thì thư ký liền biết có đại sự rồi, hơn nữa chắc chắn là cán bộ cao cấp gặp chuyện. Nếu là chuyện tham ăn hối lộ thì không thể thoát nổi, nếu như chuyện chỉ là không làm tròn trách nhiệm thì không cần phải có bí thư ủy ban kỷ luật xuất hiện, viện trưởng viện kiểm sát cũng đã xuất hiện, hơn nữa vấn đề này hẳn cũng nghe được từ sớm, vậy mà bây giờ ngay cả một người thân cận bên cạnh sếp như mình cũng không nghe được bất cứ tiếng động nào thì hiển nhiên đây là chuyện bí mật không thể tuyên bố được. Chuyện gì có thể khiến chủ nhiệm Phùng tự mình dẫn người tới gặp mặt sếp, hơn nữa hai người này nhìn không giống người trong tỉnh. Như vậy cũng có nghĩa là đến từ Trung ương và hơn phân nửa là người cùng hệ thống với chủ nhiệm Phùng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Người lăn lộn trong thể chế đều biết Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay thì có ý nghĩa gì, bọn họ không có khả năng vì một cán bộ cấp sở mà tự thân xuất mã, đó là chuyện của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, có làm thì ít nhất cũng phải làm cán bộ cấp phó tỉnh. Cán bộ cấp phó tỉnh, có khả năng là ai đây? Mời Chủ tịch Triệu vào đi. Lăng Chính Dược bình ổn tâm tình đang hỗn loạn rồi bình tĩnh nói. Từ thời điểm nhận được cuộc điện thoại thì Triệu Quốc Đống vẫn luôn cân nhắc xem rốt cuộc là ai xảy ra chuyện đây. Là bên tỉnh ủy hay là ủy ban nhân dân tỉnh, hay là bên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị. Đương nhiên cũng có khả năng là một cán bộ cấp phó tỉnh ở trường đại học hay xí nghiệp nhà nước, chẳng qua loại khả năng này khá nhỏ. Hùng Chính Lâm sẽ không vì một tổng giám đốc xí nghiệp hay bí thư đảng ủy. Hiệu trưởng trường đại học nào đó mà cố làm ra vẻ huyền bí với mình. Đã có lúc hắn nghĩ rằng liệu có thể là Lưu Triệu Quốc hay không, nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không ra tay vì một cán bộ cấp sở, dù vị trí của anh có mẫn cảm thì trừ phi dính dáng vào. Mà trước đó An Nguyên gần như đều gió êm sóng lặng. Triệu Quốc Đống phát hiện mình không thể suy đoán được, mặc dù hắn cũng có một vài đối tượng hoài nghi nhưng thường thường đây chỉ là một hiện tượng giả tạo, chỉ có khi nào đáp án chính thức được vạch trần ra thì anh mới biết rõ được. Đương nhiên tất cả những điều này ảnh hưởng đến mình không lớn cho lắm, bất kể như thế nào thì mình vừa mới chỉ nhậm chức được nửa năm, cho dù là chuyện phát sinh trong nửa năm này hay là trước đó thì cũng không quan hệ quá lớn với mình. Triệu Quốc Đống có đủ sự tự tin này. Trong điện thoại thì Lăng Chính Dược không nói thêm cái gì mà chỉ nói ngắn gọn hai câu, nói rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến An Nguyên tra án, yêu cầu tỉnh hết sức phối hợp, cũng không nghe ra giọng điệu thay đổi bao nhiêu. Chẳng qua càng là như thế này thì càng chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngồi đi, Quốc Đống, tôi nghĩ cậu cũng có thể biết phiền toái của chuyện này, một vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới đây rồi, căn cứ vào tình hình bọn họ nắm giữ trước mắt thì có vài vấn đề có khả năng liên quan đến một vị phó chủ tịch tỉnh của tỉnh chúng ta, ngoài ra còn có thể dính dáng đến một nhóm cán bộ. Lời của Lăng Chính Dược khá bình thản, lạnh nhạt nhưng lại có mấy phần xúc động. Hừ hừ. Phát súng chống tham nhũng đầu tiên lại khai hỏa về nơi chúng ta, việc này quả thật khiến An Nguyên chúng ta nở mày nở mặt. Là ai? Mắt Triệu Quốc Đống khẽ giật giật nhưng không hề quá kinh ngạc, khả năng có vấn đề bên tỉnh ủy là tương đối nhỏ, mà bên chính quyền chủ yếu tiến hành công tác hành chính cụ thể, khả năng tiêm nhiễm dính chảm lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống còn chưa xác định được là ai, vấn đề xảy ra sau khi lên làm phó chủ tịch tỉnh hay là trước đó. Hoàng Trì Trung. Lăng Chính Dược bật thốt ra ba từ, giọng điệu tỏ ra chán ngán không nói thành lời. Là hắn. Triệu Quốc Đống khá kinh hãi. Là chuyện mấy năm trước, vấn đề xảy ra khi hắn đảm nhiệm chức vụ ở Ando, bất động sản Hồng Nghiệp, cậu có ấn tượng không? Lăng Chính Dược thở dài một hơi. Bất động sản Hồng Nghiệp, à, đó là một tập đoàn bất động sản rất danh tiếng, có không ít hạng mục ở Ando chúng ta, có điều hai năm gần như hình như không có nghe thấy tiếng tăm gì. Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại, đối với ngành bất động sản thì Triệu Quốc Đống cũng không xa lạ, động tác của Thiên Phu mấy năm nay ở Ando không tính là lớn, tinh lực chủ yếu đặt ở các địa phương duyên hải, nhưng chung quy thì vẫn có một vài hạng mục. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng chú ý đến sự phát triển của ngành bất động sản Hồng Nghiệp hẳn là một doanh nghiệp bất động sản mang tính khu vực, chủ yếu phát triển tại mấy tỉnh Trung Bộ như An Nguyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam. Có một dạo kiếm rất có danh tiếng ở Ando nhưng đó đều là chuyện 3, 4 năm trước rồi. Căn cứ tình hình mà Ủy ban Kỷ luật phản hồi thì chắc là chuyện 3, 4 năm trước, khi đó Hoàng Trì Trung là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Ando. Hiện giờ bất động sản Hồng Nghiệp xảy ra vấn đề ở tỉnh khác, dính dáng đến một nhóm người,
Ủy ban kỷ luật Trung ương đã tìm hiểu rõ cội nguồn và đưa Hoàng Trì Trung đi rồi. Mặt Lăng Chính Dược không lộ biểu tình gì, giọng điệu đầy lạnh nhạt. Đối với Hoàng Trì Trung thì Lăng Chính Dược cũng không có ấn tượng quá sâu sắc, cũng không có quan hệ gì với hắn. Một thường vụ, Phó Thị trưởng An Đô làm thế nào nhảy lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên thì hắn cũng không rõ, nhưng bên trong chắc chắn có ngọn nguồn. Hiện tại muốn tìm mấy thứ vụn vặt thì ý nghĩa không lớn, quan trọng là Hoàng Trì Trung có thể dây dưa đến nhiều người hay không, đây mới chính là vấn đề mà Lăng Chính Dược lo lắng nhất. Khi Hoàng Trì Trung đảm nhiệm thường vụ thị ủy, Phó Thị trưởng An Đô thì được phân công quản lý khối đất đai, xây dựng và giao thông. Lúc ấy Diêu Văn Chí đảm nhiệm thị trưởng, Tôn Liên Bình làm bí thư, sau khi Hoàng Trì Trung được thăng lên làm Phó Chủ tịch tỉnh thì cũng không còn được phân quản lý khối đất đai, xây dựng nữa, cho nên nói vấn đề chủ yếu hẳn là tập trung ở An Đô mới đúng. Nhưng cũng không loại trừ sau khi hắn đảm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh có xảy ra vấn đề tương tự, bây giờ còn chưa rõ rốt cuộc là cái tên Hoàng Trì Trung này xảy ra vấn đề về công trình nào, lúc ấy có người nào dính líu vào, nếu như thực sự dính dáng đến nhiều người thì chuyện chó cắn chó sẽ lan tràn ra, như vậy sẽ thật sự trở thành tai nạn đối với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên năm nay. Cái vũng nước bất động sản này thực sự rất đục, người nào dính vào thì có thể may mắn thoát thân sạch sẽ rất ít, hầu như không có mấy. Cho nên Lăng Chính Dược lo rằng nếu như lúc ở vị trí Phó Thị trưởng An Đô mà Hoàng Trì Trung hãm quá sâu thì sẽ dính dáng rất rộng, chỉ sợ sẽ là một chấn động cực lớn đối với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô năm nay. Mà liệu sau khi lên làm Phó Chủ tịch tỉnh thì Hoàng Trì Trung có tiếp tục gây họa hay không thì cũng là một biến số, nhất là thoạt nhìn tên Hoàng Trì Trung này biểu hiện bề ngoài thì thuộc loại người không quá sôi nổi, biết điều, thâm trầm, một khi bị vạch trần thì thường thường sẽ là một mảng thối nát. Quy luật này thường đã được vô số bằng chứng chứng minh. Người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có nói đến những người khác hay không? Điều Lăng Chính Dược lo lắng cũng chính là điều Triệu Quốc Đống nghĩ tới, nếu Hoàng Trì Trung đã dám thông đồng với bất động sản Hồng Nghiệp thì sẽ không thể tránh được liên quan đến đám người phát triển bất động sản khác. Nếu như đám thương nhân bất động sản này mà kín mồm kín miệng, lấy việc luận việc thì cũng đơn giản, chỉ sợ một số lại không chịu nổi công phu, đục khoét của đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi mở miệng cắn loạn, như thế chuyện sẽ biến thành đại họa. Nếu cân nhắc từ góc độ cảm tình thì Triệu Quốc Đống cũng hy vọng Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thể một nhát chặt đứt, rồi nhổ tận gốc những thứ lan tràn, cũng tiện gột tẩy những bẩn thỉu. Nhưng vì chưa chính thức đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh nên Triệu Quốc Đống lại không hy vọng nhiệm kỳ của mình được bắt đầu từ tình cảnh hỗn loạn như vậy, chỉ riêng việc thu thập cục diện rối rắm này thì chắc cũng tốn không ít tinh lực. Hừ, miệng đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương như bị khâu lại rồi, ngoại trừ tiết lộ Hoàng Trì Trung dính dáng ra thì chẳng nói thêm nửa câu nào cả. Phùng Cương cũng tỏ ra giấu kín như bưng, Quốc Đống, tôi thấy An Nguyên chúng ta lần này sẽ thành điển hình rồi. Lăng Chính Dược hừ lạnh một tiếng, nói đầy bực bội. Cho dù chuyện xảy ra lúc Hoàng Trì Trung ở An Đô nhưng tôi đoán cán bộ cấp sở dính líu đến cũng không phải ít. Nếu như còn liên quan đến cái khác thì chỉ e là vấn đề còn có thể nhiều hơn. Bí thư Lăng, như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến An Nguyên chúng ta, có nên? Triệu Quốc Đống muốn nói lại thôi. Quốc Đống, cậu cho rằng lúc này Ủy ban Kỷ luật Trung ương có bận tâm đến điều đó không? Lăng Chính Dược lạnh lùng nói. Cái đám người đó sẽ không cân nhắc đến sự khó xử của cậu, bây giờ bọn họ cầm thượng phương bảo kiếm, hơn nữa chúng ta cũng không tiện can thiệp, nếu không sẽ càng thêm bị động, sau này nếu có vấn đề gì thì nói không chừng sẽ có một chậu ấy đổ lên đầu chúng ta đó. Bí thư Lăng, bây giờ mấu chốt vẫn là thăm dò rõ ràng vấn đề của Hoàng Trì Trung chỉ là đơn nhất hay là có dính dáng tới những người khác. Tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy được, nếu như chúng ta không tiện ra mặt thì có thể mời đồng chí Phùng Cương xem xét tình hình cụ thể rồi truyền đạt một vài ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên chúng ta. Dù sao bây giờ đại hội đảng vừa mới kết thúc, gióng trống khua chiên đến An Nguyên chúng ta giày vò thì ảnh hưởng không tốt lắm. Triệu Quốc Đống trầm ngâm rồi nói. Đương nhiên. Chúng ta không phải muốn bao che ai cả, cũng tuyệt không can thiệp vào việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án, chúng ta chỉ hy vọng có thể nắm giữ tiến độ và phạm vi dính líu kịp thời, để chúng ta có thể áp dụng biện pháp ứng phó đúng lúc, tránh để bị động quá mức. Sai. Quyển 20, chương 3. Lăng Chính Dược trầm ngâm không nói, hắn khá đồng tình với ý kiến của Triệu Quốc Đống. Nhưng vấn đề bây giờ là người của Ủy ban Kỷ luật có hiểu lý lẽ như vậy không? Lăng Chính Dược công tác ở ban tổ chức cán bộ Trung ương nhiều năm nên có qua lại không ít. Đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương khi khách sạn cán bộ bình thường thì không nhìn ra sâu cạn gì, nhưng một khi có vấn đề thì không khác gì cá mập người thấy mùi máu, truy gắt gao,
không bỏ qua bất cứ ai. Cán bộ ở cấp như Hoàng Trì Trung mà bọn họ dám can đảm đến như vậy nhất định là cầm được chứng cứ đáng tin cậy. Điều này có nghĩa Hoàng Trì Trung về cơ bản được tuyên án, tử hình chính trị. Hoàng Trì Trung ngã không sao, không phải cán bộ mình nâng cấp lên, không có quan hệ mấy tới mình, chủ yếu là đại cuộc bây giờ không biết có bị vụ việc của Hoàng Trì Trung ảnh hưởng dây chuyền hay không. Lăng Chính Dược cần chính là khống chế trong phạm vi nhỏ nhất có thể. Muốn làm được điểm này thì phải nắm giữ được tình hình, Phùng Cương chính là người liên kết thích hợp nhất. Nhưng Phùng Cương không phải kẻ đơn giản, mặc dù là mình cũng không phải là bảo sao nghe vậy. Phùng Cương thường xuyên ám chỉ công việc của Ủy ban Kỷ luật là độc lập, đảm bảo hiệu suất làm việc, rất tự nhiên kéo khoảng cách với mình, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Điều này có nghĩa đối phương đề phòng mình. Đây là điều không bình thường với bí thư tỉnh ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Chẳng qua Phùng Cương không đơn thuần nhằm tiêng vào mình, với Triệu Quốc Đống thì Phùng Cương cũng duy trì tôn trọng ở mức vừa phải. Đây không đơn giản là vô tư, cũng không phải là không muốn dựa vào ai mà là giữ khoảng cách quan sát. Quốc Đống, cậu cảm thấy chúng ta bây giờ nên có thái độ gì là thích hợp? Lăng Chính Dược hỏi lại một câu. Triệu Quốc Đống không rõ ý đồ của Lăng Chính Dược. Hắn không nói ngay mà suy nghĩ khá lâu mới nói. Đây coi như là Ủy ban Kỷ luật Trung ương khảo nghiệm độ tin cậy đối với tỉnh ủy An Nguyên chúng ta. Có lẽ bọn họ sẽ không tin chúng ta như vậy, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói rõ quan điểm của mình với bọn họ, để bọn họ hiểu sự lo lắng của chúng ta, về phần bọn họ quyết định cuối cùng như thế nào thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn họ. Quốc Đống, không có đơn giản như vậy. Tôi nghĩ nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương lấy phương thức như vậy mà đến thì nhất định có ý nghĩ của mình, không chừng bọn họ muốn làm lớn ở An Nguyên chúng ta, mượn cơ hội này thể hiện sức chiến đấu và quyết tâm chống tham nhũng của bọn họ. Lăng Chính Dược lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống đồng ý với quan điểm của Lăng Chính Dược. Vừa phải trao đổi ý kiến với người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vừa phải nắm giữ tình hình để tỉnh ủy kịp thời có phản ứng, tránh rơi vào bị động. Bí thư Lăng, Hoàng Trì Trung xem ra không thoát được. Công việc của y không đỡ gác lại. Nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nói rõ sẽ bắt Hoàng Trì Trung, tôi đề nghị phân công công việc của Hoàng Trì Trung tạm thời sẽ do Trương Hoành Vĩ phụ trách. Công việc bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì có thể giao cho cấp phó chủ trì. Theo tôi được biết mai Hoàng Trì Trung sẽ tham gia một hội nghị, tôi thấy tối nay tỉnh ủy cần họp mới được. Tôi đồng ý. Lăng Chính Dược không dây dưa ở vấn đề này. Tôi cho rằng mặc dù về sau Hoàng Trì Trung có thể thoát thân cũng không thể tiếp tục ngồi ở vị trí này. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì do Hoành Vĩ phụ trách công việc ở phương diện này. Đương nhiên do phụ trách với cán bộ, tôi cảm thấy đợi Ủy ban Kỷ luật Trung ương có kết luận rõ ràng thì thích hợp hơn. Tôi đoán tối nay là có kết quả, đến lúc ấy tổ chức hội nghị thường ủy để thông báo. Tốc độ tin tức truyền ra vượt xa dự đoán của Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Còn chưa tới lúc ăn tối thì nhân vật có đầu có mặt ở An Nguyên biết Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Trì Trung lúc 10 giờ bị người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến trụ sở Ủy ban tỉnh dẫn đi, cùng đi còn có thư ký và lái xe của hắn. Trên thực tế từ buổi trưa người có tin đã biết việc này, mà đến chiều người đứng đầu các thành phố, thị xã về cơ bản biết được tin này rồi. Hoàng Trì Trung hiện phụ trách quản lý văn hóa, giáo dục, vệ sinh, dân cư, thương vụ và tin tức, phân công công việc khá lặt vặt. Mà lúc hắn làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thành phố An Đô thì phụ trách quản lý xây dựng đô thị, đất đai, đều là điểm nóng. Hắn bị người Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa đi tạo ra chấn động lớn trong toàn tỉnh, rất nhiều người khó mà tin được việc một phó chủ tịch tỉnh trước đó không có lời đồn gì vậy mà lại bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt. Chị đang lo cái gì? Tập đoàn Thiên Phú các chị có qua lại với Hoàng Trì Trung ư? Triệu Quốc Đống nghe đến đây không khỏi có chút tức giận. Cù Vận Bạch ở bên kia vội vàng phủ nhận. Quốc Đống, không có việc này. Em cũng biết tập đoàn mấy năm nay không có động tác gì lớn với Ando. Minh Viễn là người thành thật, không đặc biệt khó xử thì sẽ đi đường chính, không có nhiều cơ hội qua lại với Hoàng Trì Trung. Không nhiều cơ hội qua lại ư? Nói cách khác đã từng có. Vậy có phải là cũng dính dáng không? Triệu Quốc Đống cũng không bị lời nói của Cù Vận Bạch mê hoặc mà trực tiếp hỏi. Bên kia dừng khá lâu mới nói. Quốc Đống, em cũng biết làm bất động sản bây giờ không đơn giản, có nhiều mặt phải chiếu cố. Tập đoàn coi như sạch một chút, thì nói tập đoàn không có qua lại gì với Hoàng Trì Trung nhưng dù sao hắn phụ trách quản lý mảng đó lâu như vậy, có công ty bất động sản nào dám làm mất lòng hắn. Cũng may Hoàng Trì Trung không đưa ra yêu cầu quá đáng, có đôi khi mua một hai căn nhà với giá thấp hoặc là bố trí một hai công ty cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị mà thôi,
hoặc là lấy chút tiền giải quyết, đó cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, hắn chỉ biết Hoàng Trì Trung nếu phụ trách mảng xây dựng đô thị An Đô lâu như vậy thì tuyệt đối không thể nào chỉ treo cổ trên mình công ty bất động sản Hồng Nghiệp, tránh không được còn không ít công ty bất động sản khác bị cuốn vào. Ngay cả tập đoàn Thiên Phu bị mình hay nhắc như vậy mà cũng phải qua lại ngoài luồng thì càng không nói tới công ty khác. Triệu Quốc Đống có dự cảm nếu lần này hoàn toàn mở rộng sẽ lộ ra mặt âm u của ngành bất động sản, không biết bao quan chức sẽ ngã xuống. Em không nói nhiều, em cũng biết làm ngành bất động sản không thoải mái, khó tránh khỏi có đôi khi phải đi vài con đường khác, một ít chuyện bên bờ không thể tránh được nhưng em phải nhắc mấy người nhất định phải nắm chắc nguyên tắc. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trung ương bây giờ rất chú ý đến hiện tượng sụp đổ trong lĩnh vực bất động sản, Ủy ban kỷ luật các cấp đã tập mục tiêu vào lĩnh vực bất động sản, liên tục ra trận. Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch có chút cảm động. Quốc Đống, em yên tâm, chị và Bồi ca còn có Huy ca chưa từng quên tôn chỉ của tập đoàn. Tập đoàn phát triển có thể có vài điểm không quá quy phạm nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, tuyệt đối không bởi vì lợi ích nhất thời mà bước qua điểm này. Ở An Nguyên là như vậy, Bắc Kinh cũng vậy. Thượng Hải cũng thế, Nam Việt cũng thế. Vậy là được rồi, hy vọng chuyện lần này không liên quan tới tập đoàn chị. Triệu Quốc Đống vô thức lắc đầu nói. Ừ, đúng, Thanh Đào thế nào rồi? Vẫn khỏe, nó bây giờ càng lúc càng tự lập, thích ứng với cuộc sống bây giờ. Nói đến con gái, giọng Cù Vận Bạch sinh động hơn nhiều. Em rất nhớ con. Cù Vận Bạch buồn bã nói. Sau khi Nhược Đồng có thai, Triệu Quốc Đống mới bừng tỉnh mình còn có một người con nữa, tình cảm giấu sâu trong lòng trỗi dậy. Ừ, lúc nào chị mang con tới để em xem nhé. Cù Vận Bạch thoáng do dự, việc này rất nguy hiểm. Xem đã, tìm cơ hội. Sai. Quyển 20, chương 4. Không khí hội nghị thường vụ tỉnh ủy bao trùm một tầng không khí tăm tối. Dù là ai cũng không chuẩn bị tư tưởng cho việc Hoàng Trì Trung đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt đi. Mặc dù là không quan hệ tới mình nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến hiện tượng của An Nguyên. Hơn nữa Hoàng Trì Trung trong mắt nhiều người là quy củ, ít nói chuyện, tính cách hơi lạnh nhưng thường được mọi người coi là tốt tính. Nhưng bây giờ Hoàng Trì Trung bị bắt, hơn nữa hắn ngã xuống còn có thể liên lụy đến những người khác, giờ phải xem liên lụy đến tầm nào mà thôi. Lão Phùng, anh giới thiệu qua tình hình với mọi người, có lẽ mọi người đã biết chuyện của Hoàng Trì Trung, nhưng chuyện lớn đến như thế nào thì chúng ta đang ngồi đây đều không rõ. Lăng Chính Dược nói mang theo một tia chế nhạo. Ủy ban kỷ luật Trung ương dù muốn giữ bí mật thì cũng chỉ nhằm vào vụ án của Hoàng Trì Trung thôi chứ, tôi không tin tỉnh An Nguyên chúng ta còn có thể dính tới một cán bộ cấp phó tỉnh. Phùng Cương không hề có cảm giác gì với lời nói của Lăng Chính Dược, y chỉnh kính mắt lạnh nhạt nói. Ủy ban kỷ luật Trung ương có một tổ công tác đã tới An Nguyên chúng ta, chủ yếu điều tra đều là nhân viên điều từ tỉnh khác tới. Ủy ban kỷ luật An Nguyên chúng ta chỉ là giúp đỡ tìm người và phối hợp với các đơn vị, không tham gia điều tra trực tiếp. Chủ nhiệm Lý, Ủy ban kỷ luật Trung ương có trao đổi một chút tình hình với chúng tôi. Mọi người dựng thẳng tai lên. Trước hội nghị Phùng Cương chỉ báo cáo qua tình hình trước mắt với Lăng Chính Dược, những người khác đều như lọt vào sương mù, chỉ biết là Hoàng Trì Trung đã xảy ra chuyện, tình hình cụ thể lại hoàn toàn không biết. Tháng 4 năm 2003 Hoàng Trì Trung làm phó thị trưởng thành phố An Đô đã giúp công ty bất động sản Hồng Nghiệp mua được khu đất A2, quận Thiên An, chính là khu hoa viên Thái Hòa hiện nay, nhận của Hồng Nghiệp 100.000 USD, Hoàng Trì Trung cũng khai nhận việc này. Nhân viên tài chính Hồng Nghiệp đã chứng thực tình huống này. Đồng thời trong việc này bên Hồng Nghiệp đã đưa cho phó chủ tịch thường trực quận Thiên An, bây giờ là chủ tịch quận Thanh Giang, Triệu Đông Hải 200.000 tiền mặt, một chiếc đồng hồ Rolex có giá 120.000. Đưa cho Phó Cục trưởng Cục Đất đai thành phố An Đô, Lý Hoành 100.000 tiền mặt, cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố An Đô, Kim Vinh 100.000, ngoài ra tháng 11 năm 2003 khi Hồng Nghiệp còn tặng cho Hoàng Trì Trung một chiếc đồng hồ và 500.000 tiền mặt, tình huống này đang được xác minh. Nghe đến bản thân Hoàng Trì Trung đã khai nhận, mọi người vô thức hút một hơi, điều này có nghĩa Hoàng Trì Trung đã xóa tên khỏi chính trường An Nguyên. Càng làm người ra run sợ là chuyện dính tới một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hai cán bộ cấp chính huyện, sau đây còn liên quan tới ai nữa. Triệu Đông Hải năm trước mới đến làm chủ tịch quận Thanh Giang, cũng là một ngôi sao đang lên của chính trường An Đô. Nếu như hắn thật sự bị cuốn vào việc này thì đó lại là một cú sốc nữa. Về phần phó cục trưởng cục đất đai, phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng thì mọi người sớm chuẩn bị tư tưởng. Hoàng Trì Trung ngã ngựa vì bất động sản thì kiểu gì chả dính tới mấy ngành này.
Miêu Trấn Trung hắng giọng hỏi. Việc Triệu Đông Hải dính vào vụ án đã điều tra rõ chưa? Đây là chuyện rất nhiều người quan tâm. Hoàng Trì Trung chết hay sống đã không quan trọng, đây là chuyện của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa hắn đã khai nhận. Khảo sát lên chức của hắn do Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định, tỉnh mặc dù có trách nhiệm đề cử trước khảo sát nhưng quyền quyết định do Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương. Nhưng ZX là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa năm trước mới lên chức thì đây là trách nhiệm của Phó Bí thư Đảng Đoàn và Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy. Bây giờ còn chưa rõ, chủ nhiệm Lý không nói chuyện với tôi về việc này. Nhưng theo tôi được biết bọn họ đang điều tra về tình hình của ZX. Ừ, có lẽ rất nhanh sẽ giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Phùng Cương bình tĩnh nói. Phòng hội nghị trở nên yên lặng, đối với tình huống này mọi người cũng bất đắc dĩ. Chuyện mấy năm trước, lúc ấy Hoàng Trì Trung làm phó thị trưởng thành phố An Đô nên không có quan hệ mấy với mọi người, cùng lắm Miêu Trấn Trung bị liên quan một chút mà thôi. Nhưng dù là Miêu Trấn Trung cũng chỉ có trách nhiệm giám sát không tốt. Làm phó bí thư tỉnh ủy, hắn không thể nắm giữ hết tình hình cán bộ. Nếu nói ra còn có trách nhiệm của Ban Tổ chức Cán bộ và Ủy ban Kỷ luật. Nhưng Hàn Độ đã đến Thượng Hải, mà Liêu Vĩnh Đào cũng không ở An Nguyên nữa, việc này có truy cứu trách nhiệm cũng không đến lượt ai. Thò tay vào thì sẽ bị bắt, câu này chúng ta cần phải tự nhắc mình, nhưng luôn có một số người coi thường, nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Lăng Chính Dược thở dài nói. Vấn đề của Hoàng Trì Trung là cảnh báo đối với chúng ta. Mọi người đang ngồi đây phải không ngừng nhắc nhở mình, cũng cần nghiêm khắc yêu cầu người thân và cấp dưới làm được điểm này, kiên quyết chặn chuyện tương tự xảy ra. Bí thư Lăng, tôi cảm thấy sau việc này tỉnh ủy cần tiến hành hoạt động chỉnh đốn tư tưởng. Nhưng hiện nay tôi cảm thấy sợ rằng cần trao đổi với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hiểu rõ vụ án của Hoàng Trì Trung dính tới bao nhiêu cán bộ lãnh đạo của An Nguyên, mau chóng đào những con sâu mọt ra, tiêu trừ ảnh hưởng từ việc này, tránh ảnh hưởng đến công việc An Nguyên. Miêu Trấn Trung hơi nhấn giọng. Ừ, Bí thư Trấn Trung nói rất có ý. Đại hội đảng vừa kết thúc. Toàn tỉnh chúng ta từ trên xuống dưới đều đang chăm chú học tập chỉ thị tinh thần của Đại hội Đảng. Bí thư Lăng và tôi đều không vui vẻ gì. Chuyện đã xảy ra thì chúng ta phải thẳng thắn đối mặt, kiêng kỵ cũng không làm gì được, che lấp cũng không được, đau lâu không bằng ngắn. Nếu có thể mượn việc này hoàn toàn đào ra những con sâu mọt ẩn trong đảng chính quyền chúng ta, tôi cảm thấy đây là việc tốt, ít nhất coi như là thuốc bổ cho công việc sau này. Triệu Quốc Đống tiếp lời. Vừa nãy Bí thư Lăng cũng nói đối với tình hình mới không ngừng thay đổi, chúng ta nhất định phải tăng cường học tập, đề cao tính đảng, tăng cường năng lực chống tham nhũng. Về phương diện khác chúng ta không cần kinh ngạc vì việc này, càng không được vì việc này mà nói này nói kia, tin theo lời đồn. Triệu Quốc Đống nói tới đây, điện thoại di động của Phùng Cương vang lên. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào hắn, Triệu Quốc Đống cũng vô thức dừng lại, ánh mắt Lăng Chính Dược trở nên u ám, nhất là thấy Phùng Cương nghe điện mà mặt càng nghiêm túc. Vẻ mặt Lăng Chính Dược cũng khó coi hơn. Phùng Cương nghe điện khoảng 3 phút, chỉ thấy hắn không ngừng ừ, hả, ồ, không nghe ra gì giá trị. Nhưng hắn rất biết ý không ra ngoài mà ngồi tại vị trí lắng nghe. Đến khi Phùng Cương nghe điện xong, Lăng Chính Dược mới lên tiếng với giọng khá mệt mỏi và âm u. Nói đi, là ai xảy ra chuyện nữa? Tôi nghĩ chúng ta đang ngồi đây đều đã chuẩn bị tâm lý xong, lúc cần đối mặt thì không nên che đậy. Ồ! Vừa nhận được điện của chủ nhiệm Lý, 10 phút trước bọn họ tiến hành bắt giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Chu Hoành Vĩ. Phùng Cương cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn tới làm hắn thấy khá áp lực. Chu Hoành Vĩ, lại là một con cá lớn, là lúc hắn làm phó thị trưởng thường trực thành phố An Đô xảy ra chuyện hay là lúc làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có chuyện. Ánh mắt Lăng Chính Dược thoáng liếc nhìn Miêu Trấn Trung rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ nhiệm Lý không nói rõ. Chỉ là trong quá trình điều tra phát hiện Chu Hoành Vĩ có tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải lập tức bắt. Phùng Cương có chút khó khăn nói. Cái tên Chu Hoành Vĩ do Phùng Cương nói ra làm tất cả các thường vụ đều vô thức hít sâu một hơi. Chu Hoành Vĩ làm phó thị trưởng thường trực An Đô nhiều năm, sau đó lại làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, một vị trí mẫn cảm. Có thể nói một khi hắn ngã ngựa thì vấn đề liên quan sẽ khiến cả An Nguyên rơi vào cơn lũ. Từ ý nghĩ nào đó mà nói gần như còn phiền phức hơn vấn đề của Hoàng Trì Trung. Triệu Quốc Đống cũng vô thức nhìn Miêu Trấn Trung. Miêu Trấn Trung không giấu được vẻ khiếp sợ và buồn bã trong lòng. Mặt hơi tái, mặc dù vẫn giữ bình tĩnh nhưng tất cả các thường vụ đều biết Miêu Trấn Trung có quan hệ không cạn với Chu Hoành Vĩ. Chu Hoành Vĩ lúc làm phó thị trưởng thường trực thành phố An Đô cũng có phản ứng không tốt, sang bên Sở Tài nguyên Môi trường làm giám đốc sở là do Phùng Cương toàn lực cố gắng.
Bây giờ Chu Hành Vĩ bị bắt cũng có nghĩa Miêu Trấn Trung khó tránh khỏi liên quan, ít nhất là nhìn người không chuẩn. Sai. Quyển 20, chương 5. Lăng Chính Dược không ngờ được Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại đào ra vấn đề của Chu Hành Vĩ. Trong ấn tượng của hắn thì Hoàng Trì Trung không có qua lại gì với Chu Hành Vĩ mới đúng. Mặc dù Hoàng Trì Trung và Chu Hành Vĩ từng nhận chức chung ở An Đô nhưng công việc của hai người như không có đan xen. Chu Hành Vĩ từ Thường vụ Thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ An Đô sang làm phó thị trưởng thường trực, mà Hoàng Trì Trung làm phó thị trưởng một khóa rồi vào Thường vụ, cuối cùng rời khỏi An Đô lên làm phó chủ tịch tỉnh. Hiển nhiên không thể nào đơn tố giác Hoàng Trì Trung dính tới cả Chu Hành Vĩ, nhưng rất có thể việc Hoàng Trì Trung khai dính tới các công ty bất động sản liên quan tới Chu Hành Vĩ, nghĩ vậy Lăng Chính Dược càng lo hơn. Thị trường bất động sản Trung Quốc không sạch sẽ không phải việc mới mẻ gì, vì việc này khiến quan chức không ngừng ngã ngựa cũng không lạ. Nhưng nếu xảy ra ở thành phố An Đô lại làm người ta khó xử. Không khí như đọng lại, mọi người đều suy nghĩ đến vấn đề sẽ xảy ra sau khi Chu Hành Vĩ ngã ngựa. Làm như thế nào ứng phó tình huống có thể xảy ra, tránh ảnh hưởng quá lớn đến chính trường y là điều mọi người cần cân nhắc. Lăng Chính Dược nhíu mày khá lâu không nói, tình hình bây giờ không rõ đúng là không tiện có biện pháp đối phó. Chu Hành Vĩ còn có thể dính tới ai không, người đã xác định liên quan tới vụ án là ai. Dù là ở tỉnh hay thành phố An Đô đều phải lập tức có phản ứng. Nếu không có hành vi thất thố thì chỉ biết dẫn đến chấn động lớn hơn nữa. Lão Phùng, có thể liên lạc với chủ nhiệm Lý, xác định xem Hoàng Trì Trung và Chu Hành Vĩ còn ai khác bị liên quan tới vụ án không. Cũng mời bọn họ hiểu và ủng hộ công việc của tỉnh ta, cho chúng ta một câu trả lời, để chúng ta có thể kịp thời đưa ra quyết định. Lăng Chính Dược nhướng mày nhìn Phùng Cương. Phùng Cương có chút do dự rồi mới gật đầu nói. Được rồi Bí Thư Lăng, tôi lập tức liên lạc. Lăng Chính Dược gật đầu. Vậy nghỉ ngơi nửa tiếng, Quốc Đống, cậu chờ chút. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều âm trầm. Chu Hành Vĩ xảy ra chuyện làm hai người có chút giật mình. Không phải bản thân vấn đề của Chu Hành Vĩ, chủ yếu là Chu Hành Vĩ và Miêu Trấn Trung có quan hệ mật thiết, vì thế hai người bọn họ đều vô thức nghi ngờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần này có phải có mục tiêu là Hoàng Trì Trung không? Có thể còn con cọp nào lớn hơn nữa không? Bí Thư Lăng, tôi cảm thấy Lão Miêu ít khả năng dính vào vụ án, đương nhiên không loại trừ khả năng người nhà, con cái có thể tiến vào. Nếu như Lão Miêu nếu có thể dính tới thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương sao có thể sơ sót như vậy? Triệu Quốc Đống đau khổ suy nghĩ. Lúc mình còn làm ở Ninh Lăng, lúc ấy con Miêu Trấn Trung và con Chu Hành Vĩ đến Ninh Lăng muốn đấu giá nhiều công trình kiến trúc, nhưng đến cuối cùng Triệu Quốc Đống không nhận điện của ai. Không biết Miêu Trấn Trung có cảm thấy mình sẽ không nể mặt, hay hắn không biết con mình tham gia vào, nói tóm lại chuyện này vẫn làm Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ rất nhiều chúng ta bây giờ cũng không dám chắc chắn. Lăng Chính Dược như già đi vài tuổi. Gặp phải việc này hắn làm bí thư tỉnh ủy gặp áp lực chính trị rất lớn. Bí thư Lăng, chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy việc nói việc, không thể cân nhắc gì khác. Đợi Lão Phùng tìm hiểu tình hình, nếu như đến bây giờ mới có Hoàng Trì Trung và Chu Hoành Vĩ có chuyện, như vậy thì làm theo trao đổi trước đó, Trương Hoành Vĩ thay thế công việc của Chu Hoành Vĩ. Bên Sở Tài nguyên Môi trường tạm thời do Đường Khắc Quần chủ trì, về phần cán bộ của thành phố An Đô bị liên quan thì do Kinh Sơn về phụ trách an bài, trước mắt chỉ có thể như vậy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Quốc Đống, hai chúng ta coi như đều đen đủi. Lăng Chính Dược cười khổ nói. Đẩy mạnh chống tham nhũng, ai cũng có thể nói đều hay hơn người khác nhưng rơi vào khu vực của mình thì mọi người sẽ không vui vẻ gì. Triệu Quốc Đống gật đầu. Bí thư Lăng, trước đây tôi hy vọng nếu chỉ là Hoàng Trì Trung xảy ra chuyện thì tốt nhất có thể cố gắng khống chế chuyện, tránh mở rộng hóa, không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của chúng ta. Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ trước đó có chút không thực tế. Có một số việc sẽ không làm theo hy vọng của chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng theo tình huống xấu nhất. Anh cho rằng kết quả xấu nhất là gì? Lăng Chính Dược nhìn thoáng qua rồi nói. Tôi lo trên mạng và truyền thông sẽ đưa tin về việc này, nhất là Hoàng Trì Trung, Chu Hành Vĩ và các cán bộ có liên quan càng khiến mọi người bất an, cũng ảnh hưởng lớn đến chính quyền thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Dù là tính tới đối phó khẩn cấp hay là xuất phát từ sách lược chung thì chúng ta đều phải có một bố trí rõ ràng mà thống nhất. Nói cách khác phải thống nhất lời nói, cần giới thiệu phải mạnh dạn giới thiệu, đừng để truyền thông cho rằng chúng ta che giấu, đồng thời cũng phải dẫn hướng dư luận. Tôi cảm thấy nếu như có thể thì không ngại lấy người phát ngôn của tỉnh ủy phản ánh tình hình với bên ngoài,
tránh đồn đại, làm chuyện càng thêm phức tạp, tạo thành ảnh hưởng càng lớn hơn với chúng ta. Lăng Chính Dược có chút giật mình vì đề nghị này của Triệu Quốc Đống. Trong lúc nhất thời hắn không thể tiếp nhận đề nghị này của Triệu Quốc Đống, chủ động đẩy vấn đề ra, nhất là đối mặt truyền thông thì chẳng phải có nghĩa công khai với công bố, càng làm mọi người chú ý sao? Quốc Đống, như vậy sợ là không ổn. Thống nhất lời nói thì tôi thấy cần thiết, đề phòng đồn thổi quá. Nhưng để tỉnh ủy công bố có thích hợp không? Lăng Chính Dược lắc đầu nói. Trung Quốc chưa có tiền lệ này, dù là muốn làm mới, dùng chuyện này mở đầu tôi thấy cũng không thích hợp. Triệu Quốc Đống cũng biết đề nghị này khó được Lăng Chính Dược chấp nhận, hắn gật đầu nói. Vậy cũng được, như vậy phải yêu cầu âm thanh chỉ có thể phát ra từ một nơi. Tôi thấy nếu truyền thông có hỏi thì tất cả do người phụ trách ở văn phòng thị ủy An Đô và văn phòng tỉnh ủy trả lời không mở rộng, không phủ nhận, không che giấu. Bên ủy ban kỷ luật cũng cần có phương án trả lời thích hợp. Ừ, đề nghị này của cậu rất được, tôi đoán mai chuyện sẽ được đồn ầm lên. Tôi sẽ bảo anh Lộc để y đi bố trí. Lăng Chính Dược cũng ý thức được việc này sẽ bị truyền thông làm ầm lên, thậm chí ảnh hưởng trái còn vượt quá bản thân sự việc. Đại hội đảng vừa kết thúc chưa lâu. Nếu không chú trọng chỉ sợ sẽ rất bị động. Phùng Cương tìm tin tức cũng không được quá nhiều thứ mới, nhân viên liên quan tạm thời không có biến hóa. Nhưng căn cứ tin tức bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương truyền tới thì nhân viên liên quan không chỉ có từng đó, bọn họ sẽ từ từ chuyển các người không thuộc phạm vi phụ trách của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra, cũng yêu cầu Ủy ban Kỷ luật An Nguyên lập tức thành lập tổ chuyên án chuẩn bị triển khai công việc. Hội nghị thường ủy kéo dài tới 11 giờ đêm. Đưa ra quyết định do Trương Hoành Vĩ tạm thời thay công việc của Hoàng Trì Trung. Công việc của Sở Tài nguyên Môi trường do Phó Giám đốc Đường Khắc Đàn tạm thời chủ trì công việc, cũng yêu cầu thị ủy An Đô dựa theo hình thức này kịp thời tiến hành an bài công việc, tránh tạo thành hỗn loạn không cần thiết. Sau khi hội nghị kết thúc, Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống, Phùng Cương và Trần Anh Lộc gặp nhau tổ chức cuộc họp ngắn nghiên cứu vấn đề có thể xuất hiện trong ngày mai. Triệu Quốc Đống ra khỏi tỉnh ủy đã là 11 giờ 30 đêm. Sếp, giám đốc Khâu gọi tới cho ngài. Triệu Quốc Đống vừa lên xe, Âu Dương Cẩm Hoa đã nói nhỏ. Ồ, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, Khâu Nguyên Phong gọi mình làm gì. Xe tiến vào đường Tân Giang, Triệu Quốc Đống bảo lái xe dừng lại ven đường, mình xuống xe. Có việc gì thế Khâu ca? Quốc Đống, tôi biết bây giờ gọi cho cậu là không thích hợp nhưng tôi có chút lo lắng. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng. Lo gì? Triệu Quốc Đống run lên. Cậu cũng biết mấy năm qua sếp Lưu dính không ít ở phương diện này. Theo tôi biết thì mấy công ty bất động sản có liên quan tới Chu Hoành Vĩ cũng có qua lại với sếp Lưu. Ôi, có một số việc tôi vốn không muốn nói lại, việc cũng qua đi nhưng bây giờ Chu Hoành Vĩ xảy ra chuyện, tôi sợ liên quan tới sếp Lưu. Khâu Nguyên Phong đầy bất đắc dĩ nói. Đầu Triệu Quốc Đống to lên, liên quan tới Lưu Triệu Quốc ư. Sao lại như vậy, cơn sóng này chưa hết. Sóng khác đã xuất hiện, vậy sao được? Sai. Quyển 20, chương 6. Chu Hoành Vĩ xảy ra chuyện mới có mấy tiếng, không ngờ ngay cả Khâu Nguyên Phong cũng biết, đủ thấy tin tức truyền nhanh như thế nào. Anh nói Lưu ca cũng có liên quan đến mấy công ty bất động sản khác. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Tôi nhớ Lưu ca chỉ qua lại với bất động sản Cửu Đỉnh thôi cứ. Ôi, lúc trước thì là vậy. Nhưng cậu cũng biết ả Hứa Á Phỉ kia ỷ vào quan hệ với sếp Lưu mà qua lại với không ít công ty bất động sản rồi cung ứng vật tư. Ngoài ra nghe nói ả cũng lấy không ít căn nhà giá thấp của các công ty. Tôi lo sếp Lưu có bị cuốn vào việc này không? Nếu chỉ là vấn đề tác phong sống với ả phụ nữ này thì không sao, cùng lắm sếp Lưu xuống là được. Tôi lo nếu sếp Lưu tham sự vào thì phiền to. Khứu giác chính trị và năng lực phân tích của Khâu Nguyên Phong khá nhạy bén, hắn biết rõ tình hình của y. Hứa Á Phỉ là người như thế nào, là kẻ lăn lộn giữa hắc bạch đạo An Đô, ỷ vào có bộ mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, cũng dựa vào y, hầu hạ tốt y nên từ một kẻ phá sản giờ thay đổi hẳn. Bây giờ nghe nói ngay cả tên chồng cũ của ả vốn nợ nần chồng chất giờ cũng dựa vào ả mà kiếm được tiền. Chu Hoành Vĩ mặc dù có quan hệ nước giếng không phạm nước sông với y, quan hệ rất bình thường nhưng hai người đều dính khá sâu trong làm việc bất động sản. Chẳng qua Chu Hoành Vĩ thò tay dài hơn, liên quan rộng hơn. Mà y thì khá tập trung, chủ yếu là do Hứa Á Phỉ phụ trách tiến hành. Nhưng Hứa Á Phỉ cũng không phải không có qua lại gì với Chu Hoành Vĩ ở phương diện này. Tật của Chu Hoành Vĩ là điều y không thể so sánh. Y dù sao cũng chỉ qua lại một chút với Hứa Á Phỉ à thôi.
chẳng qua Hứa Á Phỉ quá hay thích ra mặt nên mới làm người ta chú ý. Chu Hành Vĩ lúc làm chủ tịch quận Hoa Khê đã có tiếng xấu, mà từ bí thư quận ủy đến phó thị trưởng, đến trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng thường trực về cơ bản đều truyền ra không ít chuyện phong lưu, chỉ là nó không ảnh hưởng mấy đến việc lên chức của hắn, cũng làm nhiều người thừa nhận tên này giỏi ứng phó sự khách sạn của lãnh đạo cấp trên. Đương nhiên từ góc độ của Chu Hành Vĩ mà nói thì dù Hứa Á Phỉ có hấp dẫn hơn nữa hắn cũng không ngu mà đoạt thịt trong miệng y. Vị trí của y rất mẫn cảm, làm hắn tức khó tránh khỏi sẽ bị trả thù. Chẳng qua Hứa Á Phỉ mặc dù không có lời đồn về quan hệ nam nữ với Chu Hành Vĩ nhưng hai người quả thật có một chút qua lại về, nghiệp vụ thậm chí đôi khi y cũng ra mặt. Điểm này Khâu Nguyên Phong biết rõ. Chuyện này tôi biết rồi, chẳng qua Khâu ca, nói thật tôi bây giờ cũng không biết như thế nào nữa. Ủy ban kỷ luật Trung ương nếu đã tham gia, nếu Lưu ca thật sự bị cuốn vào tuy nói Lưu ca không là đối tượng trọng điểm chú ý của Ủy ban kỷ luật Trung ương. Nhưng tôi rất lo lắng là thân phận mẫn cảm của Lưu ca sẽ đưa tới nhiều phiền phức. Anh cũng biết Lưu ca ở Ando quá lâu, rất nhiều người hy vọng cắn ra càng nhiều thứ có giá trị từ y. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Chu Hành Vĩ cùng Lưu Triệu Quốc, còn có Hoàng Trì Trung, không chừng sẽ khiến cục diện chính trị của Ando thay đổi hẳn. Tuy nói Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong rất ít khả năng bị cuốn vào nhưng thành viên bộ máy khác thì sao? Thành phố Ando có 8 quận huyện, một khu công nghệ cao. Từ Hoàng Trì Trung cùng Chu Hành Vĩ có thể thấy đây đều là vì đất. 2 năm qua thị trường bất động sản Ando cũng ở giai đoạn khá hỗn loạn. Khanh Liệt Bưu tiến vào ngành bất động sản, y sắm vai trò gì trong đó cũng khó nói. Có lẽ những người này đều có suy nghĩ nước giếng không phạm nước sông, có tiền mọi người cùng kiếm, có lẽ do nhiều công ty bất động sản liên quan tới nhau khiến một công ty có chuyện sẽ kéo theo công ty khác. Ví dụ như bất động sản Hồng Nghiệp xảy ra chuyện ở tỉnh khác nhưng cuối cùng lại lan tới An Nguyên. Quốc Đống, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khâu Nguyên Phong rất hiếm khi không có được quyết định. Chờ xem biến chuyển, tình hình có lẽ không xấu như chúng ta nghĩ. Triệu Quốc Đống nói mà cũng không tin vào câu nói của mình. Kết quả dự đoán nếu là tốt thì thường là sai, nếu là xấu thường lại thành sự thật. Đây là chân lý. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mặc dù Hoàng Trì Trung cùng Chu Hành Vĩ xuống ngựa làm chấn động chính trường An Nguyên nhưng cũng không có nghĩa vì thế mà trời sụp. Ngày hôm sau hội nghị cải cách thể chế văn hóa, phát triển sản nghiệp văn hóa phát triển do Hoàng Trì Trung chủ được chuyển cho trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, Mai Cửu Vinh phụ trách. Trước hội nghị Mai Cửu Vinh tuyên bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh do trợ lý chủ tịch Trương Hoành Vĩ tạm thời phụ trách phân công quản lý cùng liên lạc các ngành văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là lần đầu tiên Trương Hoành Vĩ lấy danh nghĩa trợ lý chủ tịch tỉnh tham gia hội nghị phân công quản lý và liên lạc. Trước đó mặc dù thêm chức trợ lý chủ tịch nhưng nhiều người không coi hắn là lãnh đạo tỉnh, hầu hết coi hắn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh. Triệu Quốc Đống cùng Hắc Mộng Hiệp cũng có mặt tham gia phát biểu. Mặc dù rất nhiều người biết Hoàng Trì Trung đã bị ủy ban kỷ luật Trung ương bắt nhưng dù sao chưa nhận được tin chính thức. Có mặt tham gia hội nghị đều là thị trưởng, trưởng ban tuyên giáo, phó thị trưởng phụ trách quản lý văn hóa cùng với cục trưởng cục văn phòng. Trên hội nghị mặc dù Mai Cửu Vinh không nói đến Hoàng Trì Trung nhưng mọi người đều ngầm hiểu, ở tình huống này không cần giải thích gì cả. Hiệu quả hội nghị không quá tốt, điểm này Triệu Quốc Đống ngồi bên trên có thể cảm nhận được. Tâm tư nhiều người bị việc của Hoàng Trì Trung hấp dẫn, về phần nội dung hội nghị hôm nay cũng không phải chuyện trong lúc nhất thời. Lúc này mọi người thấy hứng thú là Hoàng Trì Trung thua ở việc gì, còn liên quan tới ai nữa. Hội nghị kết thúc và bố trí ăn trưa. Rất nhiều lãnh đạo thị xã thực ra không muốn ăn bữa cơm công việc này nhưng nếu Triệu Quốc Đống và Hắc Mộng Hiệp không đi, muốn ở lại dùng bữa thì không chừng sẽ có nhiều người lưu lại. Hắc Mộng Hiệp cùng Triệu Quốc Đống cũng chú ý tới điểm này, Triệu Quốc Đống cười hỏi. Trưởng ban Hắc, hay là ở đây ăn một bữa? Hắc hắc, chủ tịch Triệu, mọi người đang nhìn anh nếu đi có lẽ mọi người đều chuồn, anh không đi thì mọi người sẽ ở lại. Hắc Mộng Hiệp cười một tiếng. Tôi ở lại còn không phải như ngồi trên đống lửa sao? Triệu Quốc Đống tự giễu. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, hơn nữa là ánh mắt khác lạ, nhưng tình hình bây giờ chúng ta cũng đâu biết gì. Cảm giác này đúng là không dễ chịu. Chủ tịch tỉnh, xem ra việc này gây ảnh hưởng không nhỏ. Tôi thấy bên ủy ban kỷ luật đang rất bận. Hắc Mộng Hiệp vừa đi vừa than thở. Anh nói An Nguyên sao lại xảy ra chuyện này? Lúc nào không ra? Bây giờ ngay khi cả nước từ trên xuống dưới đang họp thập chính sách tinh thần của Đại hội Đảng. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong câu nói của Hắc Mộng Hiệp ẩn giấu gì đó nhưng hắn không bắt được.
Trong hội nghị tối qua Hắc Mộng Hiệp có biểu hiện rất bình thường, khác hẳn việc trước đây luôn nhìn chằm chằm vào vấn đề nóng. Chỉ là hôm qua mọi người đều chấn động nên Triệu Quốc Đống không quá để ý. Nhưng liên tưởng tới lời nói khá khác lạ hôm nay của Hắc Mộng Hiệp, Triệu Quốc Đống không thể không cân nhắc một chút. Thấy Lỗ Năng tươi cười đầy mặt từ phía khác đi tới, Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Lỗ Năng được Hắc Mộng Hiệp coi trọng, cách nói chuyện, năng lực đều tốt cả. Triệu Quốc Đống mơ hồ cảm thấy Lỗ Năng làm cấp phó giám đốc được vài năm, làm mãi ở mảng tuyên giáo mà không ra. Trước đó Hàn Độ không nói, Tề Hoa bây giờ cũng học Hàn Độ làm Hắc Mộng Hiệp rất bất mãn, đó cũng là một nguyên nhân nhỏ khiến Hắc Mộng Hiệp luôn nhằm vào Tề Hoa. Quyển 20, chương 7. Bữa trưa Triệu Quốc Đống nếu quyết định lưu lại, như vậy mấy người Hắc Mộng Hiệp, Trương Hoành Vĩ, Mai Cửu Vinh đều ở lại. Các thị trưởng đến mời rượu, Triệu Quốc Đống cũng không đùn đẩy nhưng nói rõ tất cả 14 thành phố thị xã phải như nhau, mỗi người nửa chén. Đây coi như là hiếm thấy với Triệu Quốc Đống bình thường không uống rượu buổi trưa. Ngoài thị trưởng An Đô, Đàm Lập Phong và thị trưởng Đường Giang, Vưu Liên Hương ra thì thị trưởng các nơi khác đều đến đông đủ. Ăn một bữa trưa, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghiền ngẫm ra gì đó. Hắn vốn nghĩ Hắc Mộng Hiệp là người không tranh giành với đời, không muốn xen vào tranh đấu. Thực ra không phải, ban tuyên giáo mấy năm nay không có cán bộ nào ra ngoài được, xem ra Hắc Mộng Hiệp là trưởng ban tuyên giáo cũng không hài lòng gì. Nhất là sau khi Tề Hoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Hắc Mộng Hiệp gần như là có vẻ muốn đấu với Tề Hoa. Mà đây lại là cơ hội tốt. Đẩy Lỗ Năng ra cũng là nước cờ hay. Lỗ Năng làm ở cấp phó giám đốc sở nhiều năm, dù là từ phương diện nào cũng đủ mức, hơn nữa Lỗ Năng xuất thân hệ thống tuyên giáo, có quan hệ mật thiết với mình, mà trong đợt gió lốc này dù như thế nào cũng có một hai cán bộ cấp giám đốc sở ngã xuống, như vậy cần người lên thay. Lỗ Năng mơ hồ thành một người khá thích hợp. Chu Hoành Vĩ xong đời, vị trí giám đốc sở tài nguyên môi trường rất nhạy cảm, Lăng Chính Dược nhìn chằm chằm vào đó, bây giờ còn phải xem còn ai ngã xuống nữa. Hắc Mộng Hiệp có lẽ đã xác định ở vấn đề này mình sẽ ủng hộ y có lẽ cũng không để ý là ai lên chức mà muốn có người ở ban tuyên giáo ra ngoài. Tuy Lỗ Năng và mình có quan hệ mật thiết nhưng dù sao Lỗ Năng cũng làm phó cho Hắc Mộng Hiệp nhiều năm, được Hắc Mộng Hiệp coi trọng và tín nhiệm. Nếu đẩy được ra ngoài sẽ làm Hắc Mộng Hiệp tăng mạnh về uy tín. Triệu Quốc Đống thấy Lỗ Năng lên chức không phải không có khả năng. Nhưng ở cấp giám đốc sở mình và Hắc Mộng Hiệp chỉ có quyền đề cử. Quyền quyết định vẫn ở trong tay Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược không phải người dễ đả động, có thể đả động chỉ dựa trên quan hệ lợi ích. Chu Hoành Vĩ nằm mơ cũng thật không ngờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Khi xe buýt suýt nữa đâm vào mình, hắn gần như là nhảy xuống xe mắng nhưng người trên xe đối phương mặt không chút thay đổi, Chu Hoành Vĩ ý thức được mình đã xảy ra chuyện. Hắn không phải không nghĩ tới mình sẽ có chuyện, Hoàng Trì Trung gặp chuyện, hắn cũng biết. Hắn thậm chí biết Hoàng Trì Trung xảy ra chuyện là khi làm phó thị trưởng thành phố An Đô dính líu tới công ty bất động sản Hồng Nghiệp. Chu Hoành Vĩ không có qua lại nhiều với công ty này, cùng lắm chỉ là chúc Tết mà thôi. Vì thế Chu Hoành Vĩ không sợ. Nhưng người Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa hắn tới đây mấy tiếng mà không hỏi một câu, vị chủ nhiệm Lý mặt như khúc gỗ chỉ nói một câu bảo hắn nghĩ lại vấn đề công tác từ khi còn ở quận Hoa Khê tới Sở Tài nguyên Môi trường, sau đó không lộ mặt nữa. Lúc trước Chu Hoành Vĩ cũng không quá quan tâm, trên thực tế hắn sớm nghĩ nếu mình bị người của Ủy ban Kỷ luật tìm tới thì mình nên ứng phó như thế nào, hắn thậm chí còn mô phỏng vài lần, tự nhận có thể ứng phó được Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát. Ai ngờ bị đưa vào mấy tiếng, ngoài hai nhân viên đi lại ngoài cửa ra thì không có ai tới hỏi mình một câu nào cả. Hắn cố gắng muốn thể hiện ra mình rất rộng lượng khi đối phương muốn tìm hiểu công việc của mình, càng thể hiện tự nhiên, đương nhiên còn kèm theo chút oán giận và bất mãn. Hắn cố gắng thể hiện gương mặt bình thường nhất của một cán bộ lãnh đạo bị oan ức, nhưng kiên nhẫn từng chút một biến mất. Hai vị nhân viên kia thậm chí không thèm để ý đến biểu diễn của hắn, Chu Hoành Vĩ không thể không nôn nóng và uể oải. Chẳng lẽ bọn họ đã nắm giữ được gì đó sao? Không thể, mình và Hoàng Trì Trung không có qua lại gì, căn bản không thể dính vào. Mà Hồng Nghiệp mình cũng không dính tới, hắn không tin chuyện Hồng Nghiệp tặng phong bao chúc Tết mình từ bao năm rồi mà còn bị bới lại. Thành phố An Đô có từng đó cán bộ lãnh đạo, Tôn Liên Bình đâu, Diêu Văn Chí đâu, cả Quan Kinh Sơn nữa, Hồng Nghiệp không đến tặng sao. Đó còn chưa tính cán bộ lãnh đạo quận huyện, đám cán bộ đó không dính bụi trần được sao. Chu Hoành Vĩ bĩu môi, không thể nào. Đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa mình tới đây rồi bỏ đó là có ý gì? Muốn mình chủ động khai báo,
Chu Hành Vĩ cảm thấy đối phương quá ngây thơ. Có giỏi lấy ra chứng cứ buộc tội mình đi, đợi mình khai nhận đúng là nằm mơ. Chu Hành Vĩ đã quyết định phải cứng đến cùng. Hắn muốn xem Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhịn được bao lâu, hắn muốn bọn họ cưỡi hổ khó xuống. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chu Hành Vĩ, có vài thứ nghĩ tới đơn giản nhưng theo thời gian trôi qua tâm trạng không ngừng thay đổi, Chu Hành Vĩ phát hiện tâm trạng của mình càng lúc càng kém đi. Dù là ai bị nhốt hơn 20 tiếng như vậy, thậm chí không có ai thèm nói chuyện với hắn một câu, hai người trước mắt ngoài hút thuốc cũng không có sở thích gì, thậm chí hai người kia cũng rất ít nói chuyện với nhau. Trong hoàn cảnh này, Chu Hành Vĩ cảm thấy mình cần phải thay đổi gì đó. Hai vị có nên nói gì đó với tôi không? Dù Ủy ban Kỷ luật Trung ương có quyền lực ngập trời nhưng quốc gia chúng ta bây giờ là xã hội pháp trị, không thể cứ như vậy không nghe không hỏi. Tôi dù sao cũng là một giám đốc sở, trong tay còn rất nhiều công việc cần làm, không thể không minh bạch ở đây. Dù là muốn xác định tội của tôi cũng phải trực tiếp nói chuyện chứ. Một người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào TV quay sang nhìn Chu Hành Vĩ, lạnh nhạt nói. Chu Hành Vĩ, chuyện công việc chúng tôi đã thông báo với tỉnh ủy An Nguyên, tin rằng tỉnh ủy An Nguyên sẽ có an bài thỏa đáng. Nếu như anh có lòng thì nghĩ lại vấn đề của mình đi. Chu Hành Vĩ giật mình nhưng ngoài mặt không có gì biến hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tôi nghĩ mãi không thấy mình có vấn đề gì. Công tác nhiều năm như vậy, nếu nói không có sai lầm gì trong công việc thì tôi không dám chắc, vàng còn không nguyên chất, không ai hoàn hảo cả. Nhưng tôi không nghĩ ra có chuyện gì mà Ủy ban Kỷ luật Trung ương đáng tự mình tới. Nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương nghi ngờ tôi có liên quan tới vụ án của Hoàng Trì Trung, vậy tôi có thể nói rõ tôi không phải loại người đó, không có qua lại gì với Hoàng Trì Trung. Chuyện của Hoàng Trì Trung không cần anh quan tâm, chúng tôi trước đó đã nói với anh, bảo anh suy nghĩ chuyện của mình. Một người đàn ông trẻ hơn nhìn Chu Hành Vĩ rồi nói, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ chơi đùa làm người ta cảm thấy đối phương đã làm trong ngành này nhiều năm. Chu Hành Vĩ run lên, giọng hai người kia không phải là người ở tỉnh, cũng không giống người Bắc Kinh, chẳng lẽ là Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều từ tỉnh ngoài đến An Nguyên phá án. Nói cách khác Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần này có chuẩn bị mà tới, thật sự chỉ nhằm vào mình Hoàng Trì Trung thôi sao? Còn có mục tiêu khác không? Hay là cảm thấy vụ án của Hoàng Trì Trung dính líu quá lớn? Lão Chu, tôi nói một câu không dễ nghe anh đừng để ý. Anh nếu cảm thấy chúng tôi đưa anh đến đây là để làm anh loạn ý rồi khai ra, hoặc là anh cảm thấy không có nhược điểm gì rơi vào tay chúng tôi, có thể qua cửa thì tôi không thể không nói anh đã hiểu lầm quy định phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Người đàn ông xem TV lúc này nở nụ cười như con sói thấy mồi. Anh là cán bộ cấp giám đốc sở, anh cảm thấy Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thể tùy tiện đưa một cán bộ cấp này tới đây rồi cuối cùng không tìm ra được gì sao? Hơn nữa anh còn không phải đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, anh cảm thấy Bí thư Lăng và Chủ tịch tỉnh các anh sẽ vì thế mà từ bỏ ý đồ. Hắc hắc, chúng tôi thì không sao nhưng sợ là lãnh đạo sẽ không tha cho chúng tôi. Câu này của y như chất thủy ngân từ từ đánh vào hàng phòng ngự trong tim Chu Hành Vĩ. Quyển 20, chương 8. Hai người đàn ông có lẽ thấy lời nói có tác dụng, bọn họ không tiếp tục tăng hỏa lực mà ngậm miệng chuyển sang xem TV. Con mồi trước mặt đã thấy sợ hãi, bây giờ Chu Hành Vĩ cần chính là thời gian, lên men, để hắn suy nghĩ miên man. Đương nhiên vẫn còn khá xa so với đột phá, con mồi trước mặt này sẽ không dễ dàng vào khuôn khổ, chẳng qua bọn họ có kiên nhẫn. Chu Hành Vĩ cẩn thận suy nghĩ ý của đối phương. Đúng, mặc dù Ủy ban Kỷ luật Trung ương là Khâm Sai Đại Thần, tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, nhưng là cũng không có nghĩa bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống cho dù không thích mình nhưng ở hoàn cảnh hiện nay sẽ toàn lực giao tranh với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Bọn họ thể nào để mặc Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm loạn ở An Nguyên? Đương nhiên nếu đối phương có chứng cứ thì lại khác. Như vậy bọn họ đúng là có chứng cứ bất lợi cho mình ư? Không giống, nếu quả thật như vậy thì bọn họ sao phải ngồi đây chờ, có lẽ bóng gió bảo mình để mình chủ động mở miệng mà thôi. Vậy có nghĩa trong tay bọn họ có vài thứ nhưng có lẽ còn chưa xác minh rõ ràng, có lẽ sợ mình biết chuyện sẽ mớm cung hoặc hủy chứng cứ nên mới sớm bắt mình. Nghĩ vậy Chu Hành Vĩ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện từ đâu? Bên Hồng Nghiệp thì không thể, mở miệng không có qua lại gì mấy với công ty này, đó vẫn là do Hoàng Trì Trung làm chủ. Mà sau khi Hoàng Trì Trung rời khỏi Ando, Hồng Nghiệp cũng không lấy được nhiều hạng mục của Ando. Vậy thứ gì làm mình bị như thế này? Chu Hành Vĩ đau khổ suy nghĩ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không vơ cớ bắt mình, bọn họ nhất định đang điều tra gì đó.
nhìn hai vị kia hình như không quá để ý tới mình, Chu Hành Vĩ cho rằng mình cần phải tìm được điểm mấu chốt của đối phương. Hoàng Trì Trung ngoài có quan hệ với bất động sản Hồng Nghiệp ra thì cũng có quan hệ mật thiết với nhiều công ty bất động sản khác. Ví dụ như Hoàng Hối Sinh, bất động sản Hối Sinh, tên này và Hoàng Trì Trung đều là người quận Ngô Kiều, thành phố Lam Sơn, còn có thể coi là có họ. Đương nhiên đó là họ rất xa, nhưng bất động sản Hối Sinh cũng có qua lại một chút với mình. Nghĩ vậy Chu Hành Vĩ không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ Hoàng Trì Trung khai ra bất động sản Hối Sinh lại bán mình? Có thể. Ai cũng biết Hoàng Hối Sinh cùng Hoàng Trì Trung có quan hệ mật thiết, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tỉnh cũng sớm biết. Có lẽ không chỉ lợi dụng bất động sản Hồng Nghiệp để đột phá Hoàng Trì Trung, có lẽ trước đó đã âm thầm điều tra Hối Sinh, chỉ chờ Hồng Nghiệp có đột phá thì đám người bên Hối Sinh sao có thể chống đỡ nổi. Ngoài Hoàng Hối Sinh ra thì mấy phó tổng giám đốc của hắn và giám đốc tài chính có thể chống nổi không? Mà giám đốc tài chính kia lại là tình nhân của Hoàng Hối Sinh, có thể duy trì bao lâu, có lẽ 5 phút là xong đời. Thời này không có mấy người có thể chịu được thẩm vấn, Chu Hành Vĩ càng nghĩ càng thấy không đúng, mồ hôi chảy đầy trán, cổ làm hắn rất khó chịu. Giang Đạo Hoa rất kiên nhẫn nhìn con mồi trước mặt, hắn vốn làm ở Tổng đội Cảnh sát Kinh tế Cục Công an thành phố Bắc Kinh được Ủy ban Kỷ luật Trung ương mượn đi phá một vụ án, nhưng vụ án này tiếp vụ án kia, bên này còn chưa xong thì bên kia đã có người bố trí hắn, hơn năm nay hắn ở Bắc Kinh không được mấy ngày, về cơ bản bay đi khắp nơi trong cả CSC. Nói thật Giang Đạo Hoa không thích làm việc bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mặc dù đối phó với đám cán bộ cấp phó tỉnh, giám đốc sở, bọn họ thấy mình đều sẽ sụp đổ làm hắn có cảm giác rất khác. Nhưng theo hắn nói không nhiều tính khiêu chiến thì sẽ không thấy thành tựu. So với việc đấu trí đấu dũng với lãnh đạo các công ty lên thị trường chứng khoán, ngành tài chính thì đám quan chức chính phủ có khả năng phản trinh sát quá kém. Mà tên Chu Hành Vĩ trước mặt này cũng giống như các quan chức địa phương mà hắn từng tiếp xúc. Chỉ là người này giỏi che giấu tâm trạng, nhưng nó chỉ lừa gạt được người mới vào nghề mà thôi. Người này nhất định có vấn đề, hơn nữa là rất nhiều. Giang Đạo Hoa thậm chí dám khẳng định người này khai báo vấn đề sẽ khác xa so với những gì đang nắm giữ. Mà nếu hắn bị phá có lẽ sẽ nhổ ra càng nhiều bí mật lớn hơn nữa. Thời này hình như đều thế, một người xuống ngựa sẽ nhổ ra những thứ vượt xa tưởng tượng của nhân viên phá án, có những lúc nhân viên phá án thậm chí không muốn đào sâu vấn đề. Không phải là muốn bao che ai đó, mà là đào xuống sẽ rất phức tạp, vụ án càng khó thu miệng. Ví dụ như một người khai mình nhận hối lộ 10 lần, mỗi lần trên 1 triệu, sau đó hắn nhớ từng có người tăng phong bao trăm ngàn, 50 ngàn, nhân viên phá án có thể có hứng thú sao? Giang Đạo Hoa không biết trong đầu Chu Hành Vĩ chứa bao thứ, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương mặc dù không phải cá lớn nhưng cũng là cá béo. Không được phụ trách thẩm vấn vị phó chủ tịch tỉnh kia, Giang Đạo Hoa có chút nuối tiếc cũng có chút buồn bực. Tuy nói tuổi mình nhỏ một chút nhưng cũng làm cảnh sát hơn 10 năm, có vụ án nào chưa thấy. Từ cảnh sát hình sự sang cảnh sát kinh tế, đừng nhìn đối phương là phó chủ tịch tỉnh, Giang Đạo Hoa tuyệt đối nắm chắc mình đối phó được, chỉ cần đột phá phòng ngự trong lòng thì có thể nói sẽ khai hết tất cả từ việc hồi bé rình nữ sinh tắm. Không được thẩm vấn phó chủ tịch tỉnh, Giang Đạo Hoa đành phải đặt tâm tư vào Chu Hành Vĩ. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, nguyên phó thị trưởng thường trực thành phố An Đô, đã từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, bí thư, chủ tịch quận, phân lượng không nhẹ. Chu Hành Vĩ cười cười chú ý tới tên khoảng 30 tuổi đang âm hiểm cười cười nhìn mình, nó giống như con rắn độc nhìn trộm anh, không nói gì, không nhúc nhích làm người ra rất khó chịu. Trạng thái này rằng co gần tiếng, Chu Hành Vĩ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm sau lưng, rất khó chịu. Nhưng hai người đối phương vẫn thế. Người đàn ông lớn tuổi như bị TV hấp dẫn, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách không biết chiếu đi chiếu lại bao lần mà lại làm đối phương si mê như vậy. Mà tên trẻ hơn lại o ngừng xoay bút, cứ như vậy xoay tròn trước ngón tay, mà ánh mắt lại không ngừng nhìn mình. Chu Hành Vĩ đứng lên bưng cốc, ở đây có một máy lọc nước nhưng không cắm điện, chỉ có thể dùng nước bình thường. Hắn lặng lẽ lấy một cốc, từ từ uống. Nói đi, anh như vậy tôi cũng thấy khó chịu thay anh, có lẽ anh đã nghĩ thông. Người trẻ tuổi đột nhiên cười cười, ánh mắt cũng bắt được vẻ biến hóa trên mặt Chu Hành Vĩ. Nói gì, ồ, tôi có gì để nói? Chu Hành Vĩ vô thức nói. Ồ, coi như tôi chưa nói. Giang Đạo Hoa không tức, nhún vai tiếp tục nghịch bút. Chu Hành Vĩ có chút xấu hổ, không biết nói gì nữa. Tôi đúng là không nghĩ ra mình nên nói gì. Ồ, không nhớ nổi thì không cần nói. Giang Đạo Hoa nở nụ cười rất âm hiểm. Ừ.
tôi sao cảm thấy anh muốn tôi nhắc anh nhớ lại nhỉ? Tôi nhớ qua tay mình có không dưới 10 cán bộ cấp giám đốc sở, trí nhớ của bọn họ rất tốt, có thể nói là siêu cường, chẳng lẽ anh là ngoại lệ? Chu Hành Vĩ run lên không biết nói gì. Tôi nhắc anh cũng có thể nhưng anh phải hiểu chúng tôi giúp anh nhớ lại gì đó chỉ là muốn anh chủ động thành khẩn khai báo. Tôi đề nghị anh cân nhắc thật kỹ, hoặc là nói suy nghĩ một chút vì sao chúng tôi lại tới. Với trí tuệ và năng lực phân tích của anh có lẽ nghĩ ra mục đích tới đây của chúng tôi. Ồ, vẫn là câu nói đó, anh không nên đánh giá mình quá cao. Giang Đạo Hoa nói đầy tính hấp dẫn, rất dễ dàng làm người ta suy nghĩ miên man. Quyển 20, chương 9. Chu Hành Vĩ cẩn thận suy nghĩ lời đối phương, là cảm thấy cấp bậc của mình chưa đủ sao. Nói cũng đúng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không quan tâm chuyện của cán bộ cấp sở, đó là chuyện của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trừ khi là bị liên quan vào, nói cách khác mình không phải mục tiêu chính mà là một con cá bị liên lụy, có thể giải thích như vậy không? Vẻ mặt Chu Hành Vĩ không ngừng thay đổi, hắn vốn tự nhận dù núi đổ trước mặt cũng không biến sắc, nhưng thực ra người có thể làm được như vậy ngoài thánh nhân chính là kẻ điên. Cán bộ Giang, anh cũng biết tôi công tác gần dược 30 năm, từng đó năm đúng là có nhiều việc, ồ, có một số chuyện đã từ rất lâu, đã trở nên mơ hồ. Anh nói như vậy thì tôi không biết nên nói gì nữa. Chu Hành Vĩ cố làm mình tỉnh táo tránh vì suy nghĩ hỗn loạn mà xảy ra vấn đề. Lão Chu, xem ra anh cần chúng tôi giúp anh nhớ lại hả? Vậy anh cảm thấy chúng tôi vì sao mà tới? Anh biết chuyện của Hoàng Trì Trung rồi chứ, anh có khúc mắc gì với Hoàng Trì Trung không? Nếu có thì ở phương diện nào? Nếu không có thì tại sao chúng tôi lại tìm anh? Tôi chỉ có thể nói như vậy, nói thêm thì cần gì anh tự khai? XX rất kiên nhẫn, chỉ cần đối phương mở miệng có nghĩa là phòng ngự đã dao động, bây giờ cần chính là tìm điểm đột phá. Tung thứ trong tay mình ra quá sớm sẽ không thích hợp, đến lúc cuối cùng bung ra sẽ làm nổ tung hàng phòng ngự của đối phương. Tiểu Giang, không nên nói nhiều, để lão Chu có thời gian suy nghĩ đi. Người đàn ông vẫn xem tivi có lẽ thấy XX tiết lộ nhiều nên có chút khó chịu nói. XX nhún vai không nói nữa. Chu Hành Vĩ một lần nữa rơi vào trầm mặc, lúc này hắn không xác định được đối phương nắm bao thứ. Vấn đề của Hoàng Trì Trung đương nhiên không quan hệ gì tới mình. Mình và Hoàng Trì Trung không chung đường, nhưng nó không có nghĩa mình không quan hệ tới việc này. Bất động sản hối sinh như một tảng đá đè nặng trong lòng làm Chu Hành Vĩ không thở nổi. Trên TV đang đưa tin quốc gia đẩy mạnh chỉnh đốn thị trường bất động sản. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói. Thời này ngành bất động sản như chuột vậy. Lão Chu, sao, còn chưa nghĩ kỹ sao? Anh thật sự không dính chút nào tới việc này sao? Có lẽ thấy mình nói lỡ, người đàn ông trung niên ngậm miệng đổi kênh. Hắc hắc, trưởng ban Trịnh, ngài nói làm ở ngành chúng tôi có thể không tiếp xúc với ngành bất động sản sao? Tôi lúc làm phó thị trưởng thường trực An Đô càng tiếp xúc rộng hơn. Chu Hành Vĩ thấy đối phương như chăm chú lắng nghe, nhất là lúc thấy mình nói đến lúc còn ở An Đô thì càng chú ý, Chu Hành Vĩ run lên. Xem ra đúng là có vấn đề ở bên An Đô, nói cách khác đối phương đã có chút nhược điểm của mình, cũng may mình chỉ có qua lại với hối sinh, nhưng như vậy cũng đủ để mình chết không có chỗ chôn. Mặc dù tin đối phương cuối cùng sẽ khuất phục nhưng XX không ngờ Chu Hành Vĩ khó quấn như vậy, lời tới bên miệng òn rụt về, mấy lần đều là thế. Vì vậy hắn mấy lần cũng muốn tung ra đòn sát thủ nhưng vẫn phải nhịn lại. Hắn nhất định phải làm hàng phòng ngự của đối phương gần sụp đổ mới tung chiêu ra. Tôi thấy như vậy, anh có thể còn chưa nghĩ kỹ, hay là chúng ta nghỉ một đêm, sáng mai tiếp tục. XX uống hộp nước rồi nói. Trưởng ban Trịnh, cán bộ Giang, ôi, anh cũng biết lễ nghi của Trung Quốc chúng ta, ngày lễ ngày Tết khó tránh khỏi tặng quà. Ồ, ngài vừa nãy hỏi tôi có quan hệ gì với công ty bất động sản nào không? Ồ, có một hai công ty khá quen nhưng không phải quan hệ như các vị nghĩ, cũng chỉ là thi thoảng ngồi ăn cơm, đánh gôn, đánh bài mà thôi. Trong mắt XX hiện ra một tia tức giận làm Chu Hành Vĩ giật mình. Lão Chu, thật sự không có qua lại gì về kinh tế sao? Cần tôi nhắc thật ư, tôi không nói một công trình khởi công, công ty kia cho anh phong bao, không phải nói 1-2 ngàn tiền chúc Tết. Muốn nói chính là những con số không bình thường, hơn nữa anh cũng vì bọn họ, hắc hắc. Lão Chu, không cần tôi nói rõ như vậy chứ. XX nói làm người ta suy nghĩ miên man nhưng như có ám chỉ gì đó. Chu Hành Vĩ mấp máy môi một lúc như nhớ lại gì đó. Hắn khó khăn nói. Cán bộ Giang, tôi không biết anh nói có phải là lần đó không. Ừ, thời gian cụ thể tôi không rõ,
là đợt Tết Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất Động Sản Hối Sinh đến văn phòng tôi bỏ lại phong bì 50.000 nói là chúc Tết tôi. Tôi vốn không chú ý tưởng chỉ là 1-2.000, sau đó mới phát hiện là 50.000, số tiền quá lớn nên muốn trả lại nhưng kết quả vẫn để trong két. Mấy hôm sau văn phòng tôi bị trộm, khoản tiền đó cũng bị trộm đi. Lúc ấy Cục Công an thành phố còn đến khám xét hiện trường. XX rất tự nhiên nhìn người đàn ông trung niên, hắn lạnh nhạt nói. Vậy khi đó Cục Công an đến khám xét thì anh có nói đến khoản tiền đó không? Không, bởi vì khoản tiền quá lớn, tôi không tiện nói, vốn định trả. Ôi bây giờ đất hóa bùn rồi. Chu Hoành Vĩ ra vẻ hối hận. Vậy anh còn đánh mất gì khác không? XX tùy ý nói. Còn đánh mất 1-2-20 ngàn, đó là cuối năm trước một vài đơn vị tới chúc Tết, mỗi đơn vị 1-2 ngàn tôi cũng gộp lại để đó. Chu Hoành Vĩ đáp. Ngoài ra còn đánh mất một máy tính xách tay. Nói cách khác lúc ấy anh có báo cảnh sát, Cục Công an cũng ghi chép lại. XX hỏi tiếp. Đúng, có ghi lại, chẳng qua lúc ấy tôi không nói có nhiều tiền đến thế, chỉ nói có 10.000 tiền thưởng cuối năm để đó và một chiếc máy tính xách tay. Chu Hoành Vĩ thấy đối phương có lẽ chấp nhận lời giải thích của mình. Ừ, Bất Động Sản Hối Sinh tự nhiên cho anh 50.000 ư. Giống như anh nói các công ty bình thường chúc Tết chỉ là 1-2 ngàn. 50.000 quá nhiều, có nguyên nhân gì không? XX cười nói. Chỉ cần một người nói dối thì về sau sẽ nói dối càng lúc càng nhiều hơn, mà lời nói dối này thường chính là nguyên nhân bị đâm thủng. Ồ, cái này. Chu Hoành Vĩ phun ra một hơi, một lúc lâu sau hắn mới nói. Tôi đã nói giúp Bất Động Sản Hối Sinh một tiếng với Ủy ban xây dựng, mời bọn họ có thể cân nhắc một hạng mục. Nhưng chuyện sau đó tôi không tham gia, cũng không rõ tình hình sau đó là gì. XX nở nụ cười. Ừ, lão Chu, anh nói xem là hạng mục gì. XX do dự hồi lâu mới nói. Là tiểu khu Phương Uyển. Rất tốt lão Chu, anh khá phối hợp, chẳng qua lời anh nói hình như có gì đó không thật. XX bắt đầu lạnh giọng. Cán bộ Giang, tôi nói tất cả là thật. Chu Hoành Vĩ vội vàng cam đoan. Lão Chu, anh nghe tôi nói, tôi mặc dù đang phá án giúp Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhưng anh biết tôi vốn làm gì không? XX âm hiểm nói. Chu Hoành Vĩ không biết đối phương có ý gì nên lắc đầu. Tôi vốn làm cảnh sát kinh tế, anh hẳn là biết cảnh sát kinh tế hay qua lại với các công ty nhất. Điều chỉnh diện tích bất động sản có nghĩa là gì, anh nghĩ tôi không biết, hay là nghĩ tôi chưa từng tiếp xúc qua ở phương diện này. Tôi nói với anh là tôi vừa từ một vụ án bất động sản ở tỉnh khác bị điều sang làm ở vụ án tại An Nguyên, anh cảm thấy tôi không rõ điều chỉnh diện tích đáng bao tiền sao. 50.000. Anh có cần tôi mang người mà anh vừa đề cập tới đối chất không? Tôi rồi nói tiếp nói với anh là anh không nói đúng sự thật. Bịch một tiếng, Chu Hoành Vĩ quỳ rạp xuống, mặt tái mét. Một khi có đột phá, chuyện đơn giản hơn nhiều. Chu Hoành Vĩ khai báo thành khẩn về việc mình giúp Bất Động Sản Hối Sinh điều chỉnh diện tích ở hạng mục tiểu khu Phương Uyển. Trước đó Bất Động Sản Hối Sinh đúng là cho hắn 50.000, khoản tiền này đúng là bị trộm. Nhưng sau đó Bất Động Sản Hối Sinh còn đưa cho hắn 500.000. Sau khi giao ra vấn đề ở Hối Sinh, Chu Hoành Vĩ lại thề thốt chỉ có vấn đề này, cũng là lần đầu hắn làm như vậy, cũng nói sẽ nộp khoản tiền này, thậm chí hắn còn chủ động khai mình có quan hệ nam nữ bất chính với một nữ cán bộ ở Ủy ban thành phố An Đô, coi như chứng minh mình phối hợp với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Quyển 20, chương 10. Sau khi ghi chép xong lời khai của Chu Hoành Vĩ, Giang Đạo Hoa và người đàn ông trung niên rời đi. Trịnh ca thấy sao, có phải thấy có chút buồn cười không? Giang Đạo Hoa không nhịn được cười. Họ Chu này đúng là rất phối hợp, ngay cả việc hắn có quan hệ với nhân viên cũng chủ động khai, thái độ đúng là làm người ta rơi nước mắt. Tôi lần đầu thấy người chủ động khai quan hệ nam nữ mờ ám của mình như vậy, hơn nữa chúng ta không có hỏi về phương diện này. Hừ, người này thông minh bị thông minh hại. Hắn thật sự nghĩ chỉ là có vấn đề với công ty bất động sản kia từ việc của Hoàng Trì Trung nên mới khai. Khai quan hệ nam nữ cũng là để chứng minh thái độ. Tôi dám khẳng định ả phụ nữ kia dù có quan hệ với hắn thì cũng không phải tình nhân được hắn yêu chiều nhất, cũng không có quan hệ đến vấn đề kinh tế của hắn. Họ Trịnh rất bình tĩnh. Hắc hắc, mặc kệ, Trịnh ca, nhớ là anh đã nợ tôi bữa ăn ở toàn tụ Đức đó. Mục tiêu của tôi chính là vé vào cửa ban nhạc Đức tháng sau, tôi nhớ anh có cửa tìm vé. Mấy hôm trước Trương ca cho tôi vé đêm nghệ thuật lần thứ 8 đúng là rất rung động. Giang Đạo Hoa giảo hoạt cười nói. Tôi đảm bảo sẽ đào ra ít nhất một tình huống mà chúng ta không nắm giữ cho anh.
Hừ, hắn bây giờ gần như sụp đổ, người như vậy chính là con cá béo, nhất định không có mỗi chuyện này. Ít nhất phải ba việc, ngoài ra phải kéo được hai cán bộ cấp phó giám đốc sở nữa thì tôi tìm hai vé cho cậu. Trịnh ca một bên lắc đầu, một bên cò kè mặc cả. Ha ha, Trịnh ca, anh tham quá đó. Họ Chu đã chuẩn bị tư tưởng, đào chuyện của hắn thì đơn giản, nhưng muốn kéo ra người khác đâu dễ như vậy. Hơn nữa còn ý bên trên nữa. Giang Đạo Hoa không nói tiếp. Cái này cậu không cần quan tâm. Tôi đoán từ miệng con cá này đủ để chúng ta bận rộn, cuối tháng này có về được không cũng khó nói. Họ Trịnh lạnh nhạt nói. Chỉ cần bên trên hạ quyết tâm thì không đơn giản sao. Chơi Chu Hoành Vĩ như thế nào thì tôi cũng có chút nắm chắc, tôi sẽ từng chút một nhổ trí nhớ của hắn ra. Chẳng qua việc này phải do Ủy ban Kỷ luật tỉnh An Nguyên phụ trách mới đúng, chúng ta tìm điểm đột phá cho bọn họ là đủ rồi. Giang Đạo Hoa nói. Sao, ngại phân lượng của Chu Hoành Vĩ chưa đủ? Họ Trịnh nở nụ cười. Không phải, chỉ là thấy thiếu tính khiêu chiến. Bỏ đi, tôi nắm chắc thời gian đánh nát suy nghĩ may mắn của hắn, sớm khai ra, cũng tiện cho hắn ngủ ngon. Tôi đoán cứ gieo như vậy thì không ra vài hôm hắn sẽ hỏng mất. Triệu Quốc Đống phát hiện y như già đi trông thấy. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi hai bên mai y đã bạc rõ, mặt mệt mỏi. Ngày thứ ba sau khi Giang Đạo Hoa bị bắt đã bắt đầu, nổi bão con của hắn cũng bị bắt. Trong vòng 2 ngày Chu Hoành Vĩ đã khai tổng cộng nhận hối lộ 28 lần, số tiền lên đến trên 65 triệu, số lượng khổng lồ làm người ta sợ hãi. Từ việc trực tiếp nhận tiền đến việc hai con trai và con dâu lập công ty đầu tư để kiếm lợi, từ vào cổ phần đến mua nhà đất thấp hơn giá thị trường, bán ra ngoài kiếm lợi. Từ sang Macau đánh bạc, sang Hà Lan chơi gái, từ giúp người lên chức đến bao sinh viên đại học. Từ trong vườn nhà của Chu Hoành Vĩ đào được một chiếc hầm nhỏ, bên trong có hai két sắt giấu 6 triệu tệ, còn có USD, Euro, USD Hong Kong cùng với ba quyển hộ chiếu. Giang Đạo Hoa rất nhẹ nhàng tìm được những thứ mà Chu Hoành Vĩ khai báo. Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố An Đô, Đồ Kiến Hoa, Chủ tịch quận Huyền Bạc, Đào Đại Vi, hai cán bộ cấp phó giám đốc sở đã bị bắt. Chẳng qua đối với Giang Đạo Hoa mà nói thì cán bộ cấp phó giám đốc sở vẫn không làm hắn hài lòng. Hắn muốn một nhân vật đủ sức nặng. Đào Đại Vi bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi còn chưa về. Tôi đã liên lạc với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bọn họ không có câu trả lời gì. Chỉ nói hỗ trợ điều tra nhưng vừa đi đã là 3 ngày, tôi đoán chỉ sợ không về được. Mặt Đàm Lập Phong trầm xuống, hai tay khoanh lại đầy mệt mỏi. Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon, Ủy ban Kỷ luật Trung ương gầm thét xông tới, thành phố An Đô đứng ở đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn mới làm thị trưởng chưa lâu nhưng từ cơ quan thuộc thành phố tới các quận, huyện đều bị cuốn vào, vừa nghe thấy tiếng máy điện thoại là hắn lo lắng, sợ có cán bộ nào đó bị Ủy ban Kỷ luật dẫn đi. Quan Kinh Sơn cũng không tốt hơn Đàm Lập Phong là bao. Vẻ hăng hái không còn nữa, hai trong mắt trũng sâu, vết nhăn vốn không rõ giờ thoáng cái xông ra. Có 8 công ty bất động sản của thành phố An Đô liên quan tới vụ án, số nhân viên và cán bộ liên quan càng đông không đếm nổi. Chỉ riêng tình hình hiện nay cũng đã là điều thành phố An Đô chưa bao giờ gặp phải. Chủ tịch quận Thanh Giang, Triệu Đông Hải đã được xác minh vấn đề. Ủy ban Kỷ luật tỉnh từ nhà của hắn thu 600.000 tiền mặt. Các thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm tổng cộng là trên 4,8 triệu. Ngoài ra còn có 5 căn nhà đứng danh nghĩa vợ, con, giá trị gần 6 triệu. Bản thân hắn không nói rõ được nguồn gốc số tiền này. Tin xấu không ngừng xuất hiện, Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong còn chưa kịp thở dốc thì Chủ tịch quận Huyền Bạc, Đào Đại Vi lại bị Ủy ban Kỷ luật mang đi điều tra. Đây là cây gậy đánh tới làm Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong tối tăm mặt mũi. Quận Huyền Bạc là trọng điểm phát triển của thành phố An Đô. Đào Đại Vi mới 40 tuổi, còn trẻ, quyết đoán, có năng lực, rất được Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong coi trọng. Bí thư quận ủy đã lớn tuổi, hai người đều có ý sang năm để Đào Đại Vi thay chức bí thư quận ủy, không ngờ tình hình lại thành ra như thế này. Không cần phải hỏi, chuyện của Đào Đại Vi chúng ta không nên tốn tâm tư suy nghĩ nữa. Công việc quận Huyền Bạc năm nay rất nặng nề, tạm thời chủ trì công việc cũng không phải biện pháp, phải nhanh chóng xác định. Tôi đã yêu cầu ban tổ chức cán bộ cân nhắc ứng viên cùng với Chủ tịch quận Thanh Giang, mau chóng đưa ra phương án trình lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Quan Kinh Sơn thở dài một tiếng. Lập Phong, anh nói chúng ta có phải là nên đi thắp hương không? Tôi chưa bao giờ tin vào cái này nhưng anh xem công việc năm nay của chúng ta đó, không việc gì thuận lợi cả, công việc năm tới còn triển khai như thế nào nữa?
chỉ sợ không chỉ có An Đô chúng ta đau đầu, tôi thấy Bí Thư Lăng cùng Chủ tịch Triệu cũng đang ngồi trên đống lửa. Hôm trước tôi tới chỗ Chủ tịch Triệu, vừa lúc gặp Chủ tịch Thiếu Bằng đến báo cáo về tiến triển phòng giao dịch tài sản với Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch Triệu chỉ nghe 10 phút là đuổi Chủ tịch Thiếu Bằng đi, Bối Thiết Lâm nói vài câu đã bị Chủ tịch Triệu đuổi ra. Ha ha, đều không dễ. Đàm Lập Phong cười khổ nói. Bây giờ ai cũng sợ sẽ có người gặp chuyện nữa, như vậy còn đâu tâm trạng mà đi làm việc chứ. Quan Kinh Sơn cũng nhăn nhó mặt này. Ảnh hưởng từ việc của Chu Hoành Vĩ là rất lớn, liên quan về cơ bản đều là chuyện của thành phố An Đô. Đào Đại Vi xảy ra chuyện không biết còn ai bị cắn nữa. Công việc năm nay về cơ bản không hy vọng gì, Đàm Lập Phong cảm thấy rất mệt mỏi. Khi công việc của anh vừa có chút khởi sắc lại xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng anh còn phải thầm thở dài một tiếng. Người như Đào Đại Vi và Triệu Đông Hải nếu không bị kéo ra chờ khi anh chính thức ủy thác trọng trách cho hắn thì đó mới là chết người. Quyển 20, chương 11. Lập Phong, chuyện bây giờ tôi đúng là muốn thắp hương bái Phật chỉ mong có mấy người kia bị mà thôi. Tôi sợ thêm mấy người nữa chúng ta đúng là không chống đỡ được. Quan Kinh Sơn đây là nói thật lòng, việc này làm ầm lên như vậy, hắn là bí thư thị ủy dù không có trách nhiệm mấy nhưng lãnh đạo cấp trên cũng có ấn tượng không tốt, không biết phải làm bao công việc mới gột rửa được bóng ma này. Nếu còn thêm vài cán bộ lãnh đạo nữa thì hắn đúng là muốn nhảy lầu. Đang nói chuyện bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thư ký cầm điện thoại tiến vào. Bí thư, chủ nhiệm Phùng gọi tới. Quan Kinh Sơn run lên, đúng là sợ đến đó, xem ra lại có người xảy ra chuyện. Chủ nhiệm Phùng, tôi là Quan Kinh Sơn, có chuyện gì? Hả, Vu Chiết, sao có thể? Quan Kinh Sơn thất kinh, mặc dù hắn không có ấn tượng tốt đối với Vu Chiết nhưng hắn không ngờ Vu Chiết mới nhận chức hơn năm lại xảy ra chuyện. Quan Kinh Sơn lại một lúc mới dập máy. Đàm Lập Phong thấy mặt Quan Kinh Sơn tái lại, vẻ mặt hắn cũng rất phức tạp. Vu Chiết bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi. Quan Kinh Sơn dựa lưng vào ghế, tay chống thành ghế, một tay đặt trên trán. Đàm Lập Phong nghe Quan Kinh Sơn nói thì biết Vu Chiết nhất định đã xảy ra chuyện. Thực tế ở vấn đề này hắn và Quan Kinh Sơn đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Vu Chiết trước khi làm cục trưởng cục vật giá tỉnh đã từng làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, làm cục trưởng cục vật giá 2 năm thì tới An Đô. Lúc trước thì ủy An Đô còn có chút tranh chấp với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ủy ban kỷ luật tỉnh nghe nói cũng có ý kiến với việc này nhưng cuối cùng Vu Chiết vẫn qua cửa, trong đó thái độ của Lăng Chính Dược là rất quan trọng. Trong vấn đề phó thị trưởng thường trực, Quan Kinh Sơn và Tề Hoa đã đấu một phen nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi được. Vu Chiết nhận chức ở An Đô thì có lời đồn hắn qua lại gần với một số nhà kinh doanh bất động sản, ví dụ như đi lại gần với Tổng Giám đốc, Bất Động Sản Đỉnh Hồ, Điêu Nhất Bằng, hơn nữa thường xuyên tới câu lạc bộ Kim Đỉnh của Điêu Nhất Bằng. Bất Động Sản Đỉnh Hồ cũng bị cuốn vào cơn lốc này, Chu Hoành Vĩ đã khai nhận của Điêu Nhất Bằng 600.000 tiền mặt và một căn hộ. Điêu Nhất Bằng đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt, cùng lúc đó Tổng đội Trị An, Sở Công an và Cục Công an thành phố An Đô đã liên hợp có hành động với câu lạc bộ Kim Đỉnh, bắt được hơn 20 tình nghi mua bán dâm, đồng thời còn bắt được nhiều người dùng ma túy. Vừa nãy Phùng Cương gọi tới lúc lục soát nhà Điêu Nhất Bằng phát hiện nhiều đĩa hình, trong đó có liên quan tới Vu Chiết cùng Phó Bí thư Quận ủy, Liên Hồ, Chu Đính, hơn nữa căn cứ tình hình điều tra thì Vu Chiết cũng có giao dịch quyền tiền với Điêu Nhất Bằng. Xác định có chuyện, Đàm Lập Phong còn không rõ Vu Chiết dính vào việc gì. Theo lẽ thường Vu Chiết nhận chức mới một năm thì không dám dính líu tới các công ty bất động sản mới đúng. Hừ, bây giờ còn chưa nói đến việc hối lộ, nhưng hắn là nhân vật chính trong mấy đĩa hình của Điêu Nhất Bằng, anh nói hắn còn có thể thoát khỏi tay Điêu Nhất Bằng sao? Quan Kinh Sơn đã dần bình tĩnh lại, chuyện đã xảy ra, tốt hơn hết là nhân cơ hội này thanh lọc An Đô, coi như là tạo trụ cột để về sau mạnh dạn làm việc. Hả? Đàm Lập Phong há hốc mồm không dám tin. Thời này không có gì mà con người không làm ra được cả. Anh dám nhảy xuống thì người khác cũng dám kéo anh ra. Quan Kinh Sơn ngửa mặt hít sâu một hơi. Rác rưởi mãi là rác rưởi, đây là nhân tài ưu tú mà Tề Hoa chọn. Vậy Vu Chiết sợ là không thoát được. Đàm Lập Phong đảo mắt như đang tự hỏi gì đó. Tôi dự định lập tức tìm Bí Thư Lăng cùng Chủ tịch Triệu cùng với Miêu Trấn Trung nhanh chóng xác định ứng viên cho vị trí của Vu Chiết, lần này xem Tề Hoa hắn có thể làm gì được. Quan Kinh Sơn rất quyết đoán nói. Đây là người anh chọn ư. Lăng Chính Dược xa sầm mặt lại nhìn Tề Hoa, gằn từng chữ một. Tuyển hay thật đó, mới nhận chức một năm đã bị ủy ban kỷ luật bắt.
ban tổ chức cán bộ các anh khảo sát như thế nào vậy hả? Tề Hoa cảm thấy cả người mình đầy mồ hôi lạnh, Vu Chiết đáng chết, lần này đúng là hại chết mình. Hắn không ngờ Vu Chiết xảy ra vấn đề lớn như vậy, còn bị người ghi hình. Tôi nhớ lần trước ở vấn đề nhận chức của Chu Hoành Vĩ, Phùng Cương có ý kiến, là anh vỗ ngực với tôi nói là có người bị thua trong đợt của Vu Chiết, Phùng Cương đeo kính nhìn người, có đúng không? Lăng Chính Dược bây giờ không rảnh mà nghĩ đến vấn đề của Vu Chiết xong thì xong, một cán bộ cấp giám đốc sở xảy ra chuyện đối với hắn mà nói thì vẫn thừa nhận được. Hắn lo chính là Tề Hoa có liên quan tới Vu Chiết, vậy hắn đúng là xong đời. Tề Hoa đổ mồ hôi như mưa, mặt tái nhợt. Bí thư Lăng, vấn đề này tôi có trách nhiệm, lúc ấy không khảo sát tốt, không cẩn thận đánh giá phản ánh của bên dưới. Đủ rồi, tôi bây giờ không có tâm trí hỏi đến chuyện của Vu Chiết. Tôi chỉ muốn hỏi một câu anh đề cử Vu Chiết có phải là... Lăng Chính Dược nhìn chằm chằm vào mặt Tề Hoa. Tề Hoa ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu nói. Không có, điểm này mời bí thư Lăng yên tâm. Tề Hoa tôi tuyệt đối không phạm sai lầm ở mấy vấn đề này. Tôi thừa nhận mình có quan hệ tốt với Vu Chiết, nhưng chỉ là trên quan hệ cá nhân mà thôi. Vấn đề này tôi có trách nhiệm, nhưng không nói tới vấn đề khác. Điểm này tôi có thể cam đoan, Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thể điều tra bất cứ lúc nào. Nghe Tề Hoa nói như vậy, Lăng Chính Dược thoáng yên tâm, Tề Hoa mặc dù có lúc không kiên định, tính cách hơi mềm mỏng, đầu óc có lúc hơi hồ đồ nhưng nhát gan vì thế khả năng xảy ra chuyện là không cao. Chẳng qua phải nghe Tề Hoa nói như vậy, Lăng Chính Dược mới hoàn toàn yên lòng. Cục diện bây giờ đã rất loạn, nếu như trưởng ban tổ chức cán bộ cũng xảy ra chuyện, Lăng Chính Dược thật không biết mình có thể tiếp tục làm bí thư tỉnh ủy hay không. Lão quan đến chỗ tôi nói chuyện về việc Vu Chiết xảy ra chuyện thì ai thay thế, tôi muốn nghe ý của anh. Lăng Chính Dược đương nhiên biết Quan Kinh Sơn và Tề Hoa có mâu thuẫn việc Vu Chiết làm phó thị trưởng thường trực Ando. Tề Hoa không xác định được ý đồ của Lăng Chính Dược. Theo lý thuyết Vu Chiết có chuyện, Quan Kinh Sơn lại sớm tìm bí thư Lăng, Quách Trường Canh là người thất bại lần trước chính là ứng viên thích hợp nhất nhưng bí thư Lăng hỏi như vậy có nghĩa là không chừng Quách Trường Canh phải tiếp tục làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ando của hắn, chẳng qua lúc này Tề Hoa không có đề cử tốt nhất. Bí thư Lăng, vậy Quan Kinh Sơn. Ý kiến của Quan Kinh Sơn là của Quan Kinh Sơn, hắn đại biểu là thị ủy Ando, mà anh là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, anh đại biểu tỉnh ủy khảo sát cán bộ, tôi bây giờ nghe ý của anh. Quan Kinh Sơn nói tới Quách Trường Canh, tỉnh ủy thống nhất an bài là chuyện khác. Ngoài ra anh cũng cần khảo sát luôn mấy người làm giám đốc sở tài nguyên môi trường, bí thư đảng ủy chính pháp thị ủy Ando luôn. Lăng Chính Dược có chút buồn bực, Tề Hoa này đúng là hồ đồ rồi, có lẽ mình cần phải điều chỉnh vị trí của hắn. Chỉ là ở trên Trung ương đúng là không tiện giải thích. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược càng thêm hối hận đưa Tề Hoa lên vị trí này, để Tề Hoa tiếp tục làm phó chủ tịch tỉnh có lẽ tốt hơn nhiều. Khi Tề Hoa cúi đầu rời đi, Lăng Chính Dược đang cân nhắc ứng phó tình hình thực tế như thế nào. Vu Chiết bị bắt khiến vị trí phó thị trưởng thường trực Ando chống lại, hơn nữa vị trí giám đốc sở tài nguyên môi trường rất quan trọng, nhân sự cần có điều chỉnh lớn. Bây giờ còn không rõ Triệu Quốc Đống có suy nghĩ gì nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy Hắc Mộng Hiệp lần này sợ là có suy nghĩ. Lần xác định nhân sự trước Hắc Mộng Hiệp đã có ý gây khó dễ, mấy năm qua ban tuyên giáo không có ai đi ra ngoài làm cho đối phương khá oán giận. Nếu lần này không làm Hắc Mộng Hiệp thỏa mãn một chút chỉ sợ Tề Hoa lại thành tâm điểm bị công kích. Ý kiến của thị ủy Ando không thể không cân nhắc nhưng là như vậy thì tâm tư của Triệu Quốc Đống thì mình còn chưa rõ. Lúc này mọi người coi như cùng qua cửa khó. Nhiều vấn đề không thể không chiếu cố nhiều mặt. Quyển 20, chương 12. So với hội nghị thường vụ tỉnh ủy sắp diễn ra, không khí hội nghị thường trực ủy ban tỉnh bình thường có không khí khá dễ dàng nhưng giờ cũng hơi căng thẳng, trong bàn thiếu hẳn một vị trí, nơi đó vốn là dành cho Hoàng Trì Trung. Gần như mọi người tiến vào đều vô thức nhìn vị trí đó. Mặc dù Hoàng Trì Trung đã không thể nào về lại phòng hội nghị này nhưng trước khi hội nghị thường ủy, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh còn chưa bãi miễn chức phó chủ tịch tỉnh của thì vị trí này vẫn còn để trống. Mai Cửu Vinh mơ hồ cảm thấy không khí phòng hội nghị khá nặng nề, hắn muốn làm nó thoải mái hơn. Chủ tịch tỉnh, tốc độ tăng trưởng 3 quý đầu năm của tỉnh ta khá tốt, vẫn thuộc top 8 toàn quốc. Tỉnh dự vốn dự định vượt qua chúng ta nhưng tôi thấy không nhất định. Đúng vậy, năm nay Miên Châu cùng Thông Thành đều tăng mạnh về đầu tư tài sản cố định. Dự tính tới sang năm tốc độ tăng trưởng của Miên Châu cùng Thông Thành cũng sẽ nhờ đó mà tăng nhanh hơn. Hơn nữa xu thế phát triển năm nay của Đường Giang khá tốt, tôi đoán tốc độ tăng trưởng sang năm sẽ không thấp hơn năm nay.
Dương Kính Quang tiếp lời. Triệu Quốc Đống cũng biết hai người muốn làm dịu không khí nhưng tâm trạng hắn bây giờ không thể vui lên được. Vu Chiết xong đời, bắt đầu từ Hoàng Trì Trung đến bây giờ đã có một cán bộ phó tỉnh, hai giám đốc sở, phó giám đốc sở, cấp huyện liên tục ngã ngựa tạo thành một vụ án dây chuyền. Trên thực tế Triệu Quốc Đống vốn có kế hoạch sang Singapore, Hong Kong cùng Macau khảo sát, tham quan thì vì việc này nên phải tạm hoãn. Ủy ban kỷ luật Trung ương vẫn không có ý dừng tay. Mặc dù một vài cán bộ cấp sở, cấp huyện đã được giao lại cho Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra nhưng bọn họ vẫn chưa muốn đi càng làm người ta nghi ngờ. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều có chút lo lắng, Hoàng Trì Trung không nói, Ủy ban kỷ luật Trung ương nhìn chằm chằm vào vụ của Chu Hoành Vĩ đúng là lạ. Chu Hoành Vĩ khai báo khá chi tiết, thậm chí cũng nhớ lại những đợt nhận phong bì với số tiền lớn nhưng Ủy ban kỷ luật Trung ương vẫn chưa có ý thu tay lại. Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống đều có chút lo lắng, nếu như nói Chu Hoành Vĩ thật sự khai đối tượng mà Ủy ban kỷ luật Trung ương nghi ngờ ra thì An Nguyên sẽ đón một đợt tai nạn đúng nghĩa. Nhưng cũng may Chu Hoành Vĩ đến bây giờ chỉ khai về mình là chính, đương nhiên không tránh được kéo một số cán bộ ra, nhưng đó đều là cán bộ cấp dưới, chưa dính tới cấp trên. Bây giờ An Nguyên đang bị mây mù bao phủ, dù là Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống trước mặt người khác cũng không thể không tỏ ra đầy tinh thần, phải không ngừng đi quanh tham gia các loại hoạt động, phát biểu. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cảm thấy rất mệt mỏi, nhốt một mình ở văn phòng không muốn gặp ai. Nhưng chuyện liên tục diễn ra làm hắn không thể nghỉ ngơi được. Giống như hội nghị hôm nay liên quan đến nhiều công việc, rất nhiều là vì tạo trụ cột cho công tác san năm, hắn thoáng lười cái thì năm sau sẽ lạc hậu. Ừ, ba quý đầu năm đúng là khá tốt nhưng mà. Triệu Quốc Đống ngừng lại một chút, hắn không muốn nhiều lời ở vấn đề này nhưng lúc này lòng người không yên, hắn cảm thấy nếu mọi người đều có thái độ tránh né có lẽ tâm trạng này còn tiếp tục lan tràn, nghiêm trọng ảnh hưởng đến công việc hai tháng cuối năm. Thời gian rất quý giá, Triệu Quốc Đống không hy vọng bởi vì một ít vấn đề ảnh hưởng đến đại cuộc phát triển, hoặc là nói đã ảnh hưởng nhưng phải áp chế ở mức thấp nhất, một lần nữa làm mọi người tỉnh táo lại, tiến vào trọng tâm công việc. Mọi người đang ngồi đều cảm thấy Chủ tịch Triệu hôm nay như có gì cần nói nên tập trung hết ánh mắt vào hắn. Trong thời gian này xảy ra một chuyện mọi người cũng rõ. Hoàng Trì Trung vốn từng là một thành viên trong số chúng ta bây giờ đã bị Ủy ban kỷ luật bắt giữ. Đồng thời các sở ban ngành của ủy ban cũng có người bị liên quan. Ví dụ như Chu Hoành Vĩ và một số cán bộ ở Sở Tài nguyên Môi trường. Đây là điều rất bình thường, cải cách mở ra, cán bộ bỏ qua giáo dục bản thân, bị tiền tài, sắc đẹp, quyền lực ăn mòn. Sẽ có người nói ai mà không thích tiền, sắc, quyền. Đó là rất bình thường nhưng là một đảng viên, một cán bộ cao cấp thì cần phải khắc chế được sự tham lam. Anh nếu nói quốc gia bạc đãi mình. Vậy tôi lấy Chu Hoành Vĩ ra để nói, là cán bộ cấp giám đốc sở, tôi dám nói từ ăn ngủ, mặc đi lại về cơ bản đều là do tiền công quỹ chi trả. Ra ngoài có xe riêng, rượu, thuốc đều được cấp thậm chí ngay cả đi nghỉ, đi giải trí cũng có người trả thay anh. Theo tôi được biết quần áo, trang phục của một số đồng chí thậm chí còn được người cung cấp riêng, vợ con đi du lịch cũng có người trả tiền thay, hiện tượng này không hiếm thấy. Triệu Quốc Đống biết lời mình nói hơi lạc đề nhưng mà hắn chính là muốn làm như vậy. Nhưng là mặc dù là như vậy vẫn có người thấy không đủ, còn muốn thò tay loạn, có thể nói hắn quên vị trí của mình chính là làm gì, chỉ muốn kiếm tiền đầy túi. Cán bộ lãnh đạo như vậy không thể không ngã ngựa. Triệu Quốc Đống phun ra một hơi. Mấy hôm trước có một lãnh đạo Ủy ban kỷ luật Trung ương nói chuyện với tôi, nói một câu rất tục làm tôi nhớ mã. Nói gì mà thò tay nhất định bị bắt, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Các anh nhìn xem chuyện từ 4-5 năm trước của Hoàng Trì Trung cùng Chu Hoành Vĩ cũng bị moi ra, chỉ sợ chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Đến bây giờ vào tù, anh nói bọn họ kiếm tiền như vậy có ý nghĩa gì chứ, sống không thể dùng, chết không thể mang theo, lại còn vào tù sống nửa đời còn lại, sao phải khổ như vậy? Thưa các đồng chí, mọi người tự vấn lương tâm xem, dân chúng đối với chúng ta không tệ, quốc gia đối với chúng ta không tệ, Đảng Cộng sản đối với chúng ta không tệ, ăn, mặc. Ở, đi lại có cái nào làm chúng ta thiếu thốn không? Cuộc sống tốt đẹp, có bao người có thể so sánh? Anh dám nói bản lĩnh của mình tốt hơn người bình thường bao nhiêu? Không phải anh có cơ hội tốt một chút, đuổi kịp cơ hội thì sao vị trí này có thể rơi vào đầu mình? Trên đời này thiếu ai cũng vẫn vận chuyển bình thường cho nên không cần tự cho rằng mình quá cao, cần phải hạ quyết tâm làm tốt công việc của mình, không phụ kỳ vọng của quần chúng nhân dân. Có lẽ nói ra làm buồn bực trong lòng Triệu Quốc Đống giảm đi nhiều. Hắn dựa lưng vào ghế một lúc lâu không nói, phòng hội nghị trở nên im ắng,
mọi người như đang suy nghĩ về những gì Triệu Quốc Đống đang nói. Được rồi, vừa nãy tôi nói là những suy nghĩ trong lòng mấy ngày qua, cũng một mực suy nghĩ. Tôi nghĩ các vị trong thời gian này cũng đã tự hỏi, tại sao trong chúng ta lại có người xảy ra chuyện mà lại nhiều đến thế? Nếu Hoàng Trì Trung có thể làm chúng ta giật mình, nhưng còn Chu Hoành Vĩ? Hắn ở Sở Tài nguyên Môi trường đã sớm có phản ánh, nhưng tất cả mọi người kể cả tôi đều không để ý. Về vấn đề kinh phí của bên Sở Tài nguyên Môi trường vượt quá dự tính, bên kiểm toán đã sớm chuyển tới, tôi cũng đọc và hời hợt phê yêu cầu nghiêm túc xử lý nhưng kết quả thì sao? Điều này nói rõ thần kinh của chúng ta chưa đủ căng thẳng, không coi hiện tượng này vào đâu. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật Điều tra làm cả Sở Tài nguyên Môi trường gần như sụp đổ, mười mấy nhân viên tham ô công quỹ. Thưa các đồng chí, đê ngàn dặm bị hủy bởi kiến, mối, rất nhiều vấn đề lớn xuất hiện là do chi tiết nhỏ chúng ta không chú ý, đây là bài học rất sâu sắc. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến hình tượng của An Nguyên chúng ta. Chúng ta có lẽ còn phải làm rất nhiều công việc mới cứu vãn được ảnh hưởng, chữa trị hình tượng, nhiệm vụ trước mắt chúng ta cũng rất nặng nề. Kính Quang, anh nói qua về công việc của phòng giao dịch tài sản, đây là công việc trung tâm trong 2 tháng cuối năm. Tuyệt không thể vì việc trong tình ảnh hưởng tới việc này. Ứng Hoa, Nhân Lương, Thiếu Bằng, 3 người các anh nói qua về việc xây dựng hạng mục ở Thông Thành, hồ chứa Đại Đông Sơn và xây dựng đường sắt An Đô, Nam Hoa, Thông Thành. Dương Kính Quang giới thiệu qua về việc chủ bị thành lập phòng giao dịch tài sản An Đô với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, tổng thể mà nói thì khá thuận lợi. Sang năm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ chính thức được thành lập. Bọn họ cũng cần một thứ gì đó đủ sức nặng chứng minh công việc mình không bị chậm trễ, hai bên đều có thành ý lớn ở vấn đề này, thậm chí mâu thuẫn vốn có trong hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cũng đã đạt thành nhất trí. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ mạnh mẽ ủng hộ tư tưởng hành lang khoa học kỹ thuật này thành trụ sở nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cũng tăng cường đầu tư. Long Ứng Hoa, Khang Nhân Lương cùng với Dương Thiếu Bằng cũng giới thiệu qua về công việc của mình. Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu bọn họ phải nắm bắt chặt công việc đợt này, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều từ việc Hoàng Trì Trung cùng Chu Hoành Vĩ mang lại. Quyển 20, chương 13. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập làm Triệu Quốc Đống bừng tỉnh, hắn có một cảm giác run sợ. Mới là 6 strong không? Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại bắt ai ư? Triệu Quốc Đống cố gắng làm bình thường, hắn vừa mặc quần áo vừa trầm giọng nói. Chuyện gì? Chủ tịch. Vừa nãy phòng trực ban văn phòng ủy ban tỉnh gọi tới nói hạng mục thạch hóa, Thông Thành nổ mạnh rất nhiều khí độc bay ra ngoài, có thể tạo thành tổn thất lớn. Giọng Âu Dương Cẩm Hoa trở nên run run. Chuyện xảy ra khi nào, tôi nói là vụ nổ đó, đã báo cáo với Bí Thư Lăng chưa? Chắc là nửa tiếng trước, đã báo cáo với Bí Thư Lăng. Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng đưa máy cho Triệu Quốc Đống. Bí Thư Lăng gọi tới. Triệu Quốc Đống cầm máy trầm giọng nói. Bí Thư Lăng, là tôi đang ở nhà, lập tức tới. Chủ tịch, đi, đến Thông Thành, thông báo mấy người Long Ứng Hoa, Bộ Phú Hải, Cổ Viễn Sơn, Hứa Kiều, còn có Mai Cửu Vinh, Tăng Lệnh Thuần, để cho bọn họ lập tức chạy tới Thông Thành. Giới thiệu qua tình hình với bọn họ. Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống chạy tới Thông Thành đã là chuyện 4-5 tiếng sau. Từ xa nhìn lại thấy hiện trường rất hỗn độn, mùi lưu huỳnh vẫn còn tràn ngập làm người ta đau đầu muốn vỡ ra. Xe cứu hỏa thấy ở khắp nơi, những vòi nước bay loạn trên trời, các công trình kiến trúc vẫn còn đỏ lửa. Mối nguy hiểm với các chiến sĩ phòng cháy không chỉ là lửa còn là chất độc vẫn còn đầy trong không khí. Lô Vệ Hồng đầu đầy mồ hôi đi theo sát phía sau Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống, thị trưởng Hứa Tất Thành cùng phó thị trưởng La Duệ tại hiện trường chỉ huy giải quyết. Có 3 người chết nhưng do nhiệt độ quá cao, hóa chất bay ra khiến hơn 20 công nhân xung quanh bị nhiễm độc tử vong. Còn hơn 160 người bị chất độc ảnh hưởng. Đây là sự cố an toàn lao động lớn nhất từ trước đến giờ của An Nguyên. Bí Thư Lăng, Chủ tịch Triệu, không thể tiếp tục đi lên nữa sẽ nguy hiểm. Lô Vệ Hồng một bên lau mồ hôi, một bên khẩn trương nói. Còn có nguy hiểm, các đồng chí đằng trước sẽ không thấy nguy hiểm ư. Lăng Chính Dược lạnh lùng đáp lại rồi không để ý tới đối phương đi nhanh tới. Triệu Quốc Đống không nói chỉ đi sát theo Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống nhịn mùi lưu huỳnh đi tới xem xét tình hình xung quanh, sau đó thăm hỏi động viên các đồng chí đang giải quyết sự cố. Hiện trường đã được khống chế, 2 người để Long Ứng Hoa và Bộ Phú Hải ở lại chỉ huy hiện trường còn mình quay về nội thành, Thông Thành. Một vị phó tổng cục trưởng, Tổng cục An toàn Lao động Quốc gia cũng đã bay tới sân bay Ninh Lăng,
đang từ Ninh Lăng đi xe tới đây. Từ Ninh Lăng tới Thông Thành gần hơn An Đô tới Thông Thành nửa đoạn đường. Trên xe Lăng Chính Dược không nói một câu nhưng Triệu Quốc Đống ngồi cạnh dễ dàng nhận ra dấu hiệu già nua uể oải của đối phương. Hai vành mắt thâm lại, có thể thấy những chuyện thời gian qua làm hắn mất hết sức lực. Lăng Chính Dược lớn hơn Triệu Quốc Đống 20 tuổi, mà trong thời gian dài công tác ở cơ quan thuộc Trung ương khiến hắn có thói quen sống khác, tuy áp lực công việc không nhỏ nhưng khá đơn thuần. Đến An Nguyên nhận chức, đủ công việc phức tạp làm hắn thấy tinh lực của mình hao hết. Nhất là hai tháng nay đủ loại chuyện khiến Lăng Chính Dược ngủ không ngon. Làm Lăng Chính Dược lo không đơn thuần là sự cố này mà là ảnh hưởng trái chiều từ nó mang lại. Lô Vệ Hồng đã dành thời gian báo cáo riêng tình hình với hắn. Xảy ra sự cố lần này là ở một công ty con thuộc tập đoàn Thạch Hóa. Trong khi đẩy mạnh hạng mục liên doanh khổng lồ giữa Thạch Hóa và BASF, thị ủy, ủy ban Thông Thành đã cùng Thạch Hóa tiến hành xúc tiến thêm các hợp tác khác. Qua đó khiến cho hạng mục liên doanh này có thể nhanh chóng nối tiếp vài hạng mục khác, rồi tiến hành thi công, tiến độ thi công rất nhanh, đây là yêu cầu của bên công ty liên doanh, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành xây dựng, sau đó tiến hành nối tiếp hệ thống thoát khí, bảo đảm đầu sang năm đường ống sẽ kéo dài tới công trường xây dựng hạng mục của liên doanh. Mà tiến độ xây dựng của hạng mục liên doanh cũng rất nhanh, công nhân làm 3 ca liên tục. Đúng là ở hoàn cảnh này nên các đơn vị thi công bỏ qua chế độ an toàn. Trong quá trình thi công có sai sót. Việc này làm khí thiên nhiên bị thất thoát ra ngoài không kịp phát hiện, tạo thành nổ mạnh. Mà lúc ấy lãnh đạo trực ban của nhà máy thoát khí không có ở đây khiến cho chất khí thiên nhiên lưu huỳnh càng lan tràn ra ngoài tạo thành sự cố lớn hơn nữa. Tình huống này Lô Vệ Hồng mặc dù chỉ là hàm hồ báo cáo với Lăng Chính Dược nhưng Lăng Chính Dược vẫn có thể nhìn ra mánh khóe từ sự khẩn trương của Lô Vệ Hồng. Chẳng qua ở tình huống này hắn chỉ có thể tạm thời im lặng, cũng không hỏi quá sâu. Hắn không tỏ thái độ trước khi hoàn toàn điều tra rõ. Hơn nữa Lăng Chính Dược thậm chí phát hiện mình còn không biết nên ứng phó tình hình lúc này như thế nào. Không thể nghi ngờ vụ việc này là sự cố an toàn lao động rất lớn, ai chịu trách nhiệm vấn đề này cũng là vấn đề cần phải suy nghĩ rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định bên Thông Thành có trách nhiệm rất lớn nếu không Lô Vệ Hồng luôn trầm ổn sẽ không thất thố đến như vậy. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược không khỏi liếc nhìn Triệu Quốc Đống đang ngồi bên cạnh mình. Tên này đúng là quả đen, nói là chúng. Trước đây khi thông qua hạng mục liên doanh giữa Thạch Hóa và BAS, Triệu Quốc Đống đã nói rõ lo lắng về vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn lao động, cho rằng cần phải có sự luận chứng càng cẩn thận hơn. Vì thế Long Ứng Hoa và Lô Vệ Hồng còn có thái độ quá khích trước mặt mình, cho rằng đây là do Triệu Quốc Đống ghen ghét, lo hạng mục ở Thông Thành làm tốt sẽ khiến Thông Thành có thể vượt qua Ninh Lăng. Mình mặc dù không quá tin tưởng nhưng trong lòng cũng có chút nghi ngờ này. Lăng Chính Dược nhớ thời gian trước Long Ứng Hoa đưa cho mình một văn bản mà Triệu Quốc Đống lấy danh nghĩa Ủy ban tỉnh phát ra yêu cầu thị ủy, ủy ban các thành phố, thị xã cần nghiêm túc chú ý giám sát an toàn lao động và hoàn cảnh, gây áp lực cho ngành giám sát an toàn lao động và bảo vệ môi trường, yêu cầu bọn họ đặc biệt chú ý và kiểm tra hạng mục khí thiên nhiên khổng lồ. Long Ứng Hoa nói đây là thái độ phân biệt điển hình, gây trở ngại cho hạng mục Thông Thành. Mình lúc ấy cũng có chút không hài lòng. Cho rằng nếu là an toàn lao động và hoàn cảnh thì cần phải đối xử như nhau, dù có nghiêng về bên nào cũng chỉ có thể thông qua quy định rõ rệt chứ không phải là trực tiếp nhằm vào một ngành, một hạng mục nào đó. Bây giờ xem ra ở vấn đề này mình quá tin tưởng Long Ứng Hoa và Lô Vệ Hồng. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược không khỏi có chút tức giận, tại sao đám người này không ai mang lại tin tốt cho mình. Từ Tề Hoa đến Long Ứng Hoa, mỗi lần đều xuất hiện chuyện phiền phức, làm mình đi thu lại là sao? Chẳng lẽ mình nhìn người không chuẩn? Hắn không biết Triệu Quốc Đống thấy sao về việc này, có thể bấu chặt không tha không? Lúc trước hai người vì hai hạng mục ở Thông Thành mà có tranh luận, mãi mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Bây giờ lại xảy ra chuyện khiến hơn 20 người chết, mấy trăm người bị bệnh, điều này cũng khiến lãnh đạo chủ yếu của Trung ương rất chú ý. Khi mà ảnh hưởng từ vụ án tham nhũng chưa qua, lại xảy ra chuyện này chính là vứt mình lên lò lửa. Bây giờ nguyên nhân thật sự của vấn đề còn không rõ. Nhưng hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra ở trước mặt, đây là đả kích lớn đối với hạng mục của công ty liên doanh, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo đối với hạng mục còn lại. Hạng mục hóa chất, khí thiên nhiên mang tính mạo hiểm rất cao, nhất là khi nổ xảy ra có thể thất thoát khí độc càng mang lại ảnh hưởng cực lớn. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống có thể một lần nữa lấy ra nói chuyện không? Nhất là vẻ mặt ấp a ấp úng của Lô Vệ Hồng và vẻ mất tự nhiên của Long Ứng Hoa hiện lên trước mặt hắn. Càng làm Lăng Chính Dược ý thức được vấn đề sợ không đơn giản như vậy. Quyển 20, chương 14.
Đoàn người Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống về đến An Đô đã là 9 giờ tối ngày hôm sau. Lúc ở Thông Thành, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, chỉ cần điều tra rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, đồng thời cần phải trấn an người gặp nạn. Cũng yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và Cục Giám sát An toàn lao động tham gia truy cứu trách nhiệm người liên quan. Phùng Cương và Tương Hữu Tuyền đến Thông Thành trong đêm, mặc dù hiện trường đã được khống chế hoàn toàn nhưng hai người tới cũng có nghĩa vấn đề không đơn giản. Trong cuộc gặp, Phùng Cương đã đưa ra yêu cầu Ủy ban Kỷ luật, Thanh tra, Kiểm sát phải kịp thời tham gia điều tra, tra rõ nguyên nhân sự cố lần này có thể do nhân tố con người không. Các ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm không? Ý kiến này đưa ra làm cho cuộc họp chấn động mạnh. Tương Hữu Tuyền không tỏ rõ thái độ, chỉ nói chuyện lớn như vậy thì Viện Kiểm sát cần phải nghiêm túc tham gia, tra rõ nguyên nhân, nếu như có dấu hiệu phạm tội cũng phải truy cứu trách nhiệm. Đối mặt với nghi vấn của Tổng cục Giám sát An toàn Lao động và Quốc vụ Viện, bên An Nguyên cũng nhanh chóng lập tổ điều tra liên hợp, tiến hành xâm nhập điều tra. Từ 1 tháng 6 năm 2007, quy định về điều tra xử lý và báo cáo sự cố an toàn lao động có hiệu lực, mà bắt đầu từ tháng 10, Quốc vụ Viện thành lập chế độ hội nghị phối hợp giao tiếp truy cứu trách nhiệm gồm các đơn vị như Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tổng cục Giám sát An toàn lao động cùng tham gia, điều này cũng có nghĩa việc điều tra, xử lý các sự kiện an toàn lao động lớn được đưa lên tầm cao chính trị. Trước đây đều do cấp tỉnh phụ trách điều tra chính, bây giờ Tổng cục Giám sát An toàn lao động quốc gia chính là chiếm thế chủ đạo. Tổng cục Giám sát An toàn lao động quốc gia đưa ra yêu cầu do bọn họ phụ trách chính trong việc điều tra làm Lăng Chính Dược thấy áp lực rất lớn. Quy định về an toàn lao động mới có hiệu lực, Tổng cục Giám sát An toàn lao động quốc gia lại yêu cầu lập tổ điều tra bao gồm người của Tổng cục Giám sát An toàn lao động quốc gia, Viện Kiểm sát tối cao tham gia chính là muốn bài trừ An Nguyên ở ngoài. Đây là thái độ không tin tưởng cũng khiến Lăng Chính Dược vừa sợ vừa giận. Theo lý thuyết sự cố khổng lồ này dù là truy cứu trách nhiệm thì cũng không thể rơi vào đầu bí thư tỉnh ủy, theo quy định kia thì mặc dù kết quả xấu nhất cũng chỉ là truy cứu trách nhiệm người bên chính quyền, Lăng Chính Dược hoàn toàn có thể đứng bên xem trò hay. Nhưng lần này lại khác. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược không khỏi có chút tức giận. Bí thư Lăng nói như thế nào? Mạt Lô Vệ hồng xám xanh lại nhìn chằm chằm vào Long Ứng Hoa. Còn có thể nói như thế nào? Bị mắng một trận chứ sao? Long Ứng Hoa có chút mệt mỏi đặt tay lên trán. Đúng là một năm đen đủi, sao lại trùng hợp gặp việc này? Thông Thành các anh sợ là phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu trách nhiệm. Mấy thứ như tóm tắt hội nghị có chứ? Chủ tịch Long, mấy thứ đó sao có thể không có chứ? Hạng mục lớn như vậy, tỉnh lại muốn đuổi kịp tiến độ, thị xã còn vô số thứ cần phối hợp, mỗi lần đều có hội nghị tóm tắt đều là dựa theo yêu cầu của tỉnh, yêu cầu các ngành toàn lực phối hợp, bật đèn xanh cam đoan hoàn thành tiến độ. Yêu cầu các phương diện rất rõ ràng nhưng Chủ tịch Long cũng biết gấp như vậy thì khó tránh khỏi địa phương có nhiều điểm không làm đủ, nhất định là. Lão Lô, đây không phải lý do này của anh có thể làm người của Tổng cục Giám sát An toàn Lao động Quốc gia nghe được sao? Hắn chấp nhận ư? Long Ứng Hoa lạnh lùng nhìn tới. Là chính quyền thì nhất định phải thực hiện chức trách, công tác giám sát không đầy đủ, không chứng thực chế độ, mấy công việc này đều là các anh không làm tốt. Chết nhiều người như vậy. Còn từng đó người bị thương, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy thì anh đừng có ôm tâm lý may mắn, phải chuẩn bị tư tưởng trước. Lần thứ hai nghe Long Ứng Hoa đề cập phải chuẩn bị tư tưởng gánh chịu trách nhiệm, Lô Vệ Hồng không vui vẻ gì. Thông Thành có trách nhiệm nhưng nếu không phải Long Ứng Hoa 5 lần 7 lượt thúc giục tiến độ, nói gì mà đối tác không hài lòng về tiến độ, không phải Long Ứng Hoa ra hiệu bên giám sát an toàn lao động và bảo vệ môi trường ủng hộ Thông Thành thì đến mức như vậy không? Nhưng lời này Lô Vệ Hồng không thể nói ra. Không ai có thể đùn đẩy trách nhiệm được, chủ yếu ai nhận trách nhiệm chính mà thôi. Theo Lô Vệ Hồng thấy thì y là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc bất đắc dĩ thì có y gánh chịu trách nhiệm chính là thích hợp nhất. Dù sao tuổi của hắn cũng tới, không thể nào lên chức, hắn chủ động nhận trách nhiệm thì người khác sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thấy vẻ mặt Lô Vệ Hồng không tốt, Long Ứng Hoa đương nhiên biết Lô Vệ Hồng suy nghĩ gì. Hắn mơ hồ biết cái nhìn của Lô Vệ Hồng, nhưng Long Ứng Hoa đồng ý làm như vậy sao? Với tính của y thì muốn làm thông tư tưởng của hắn là quá khó khăn, tuyệt đối không thể. Hơn nữa rất có thể hắn sẽ cắn loạn, có khi còn kéo mình vào. Vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể do bên Thông Thành gánh chịu trách nhiệm này. Bên Lão Hứa thì chỉ sợ anh phải làm công tác tư tưởng, để hắn chuẩn bị trước, ngoài ra La Duệ là người chịu trách nhiệm chính sợ là. Đương nhiên đây chỉ là dự định xấu nhất,
Tổng cục Giám sát An toàn Lao động Quốc gia có thái độ rất cứng nhưng tôi đoán Bí thư Lăng sẽ kéo dài một chút, nhưng hoàn toàn có thể bài trừ chúng ta ra ngoài sẽ không hợp lý, không thực tế cho nên. Long Ứng Hoa trầm ngâm một chút nói. Thông Thành cần phải chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất mới được. Chủ tịch Long, tôi thấy hoàn toàn do Thông Thành nhận trách nhiệm là không quá thích hợp. Giọng điệu Lô Vệ Hồng không quá tốt nhưng vẫn khống chế được tâm trạng. Công ty hóa chất Thông Thành thì thị xã không có bao cổ phần trong hạng mục này, tỉnh chiếm đầu to, cũng là công ty thuộc quản lý của tỉnh, kể cả cán bộ cũng nhiều là cán bộ của trên tỉnh. Hơn nữa tôi cảm thấy tỉnh nếu có thể chủ động một chút, Thông Thành sẽ nhẹ nhàng hơn. Lão Hứa bây giờ đang rất oán giận, La Duệ còn trẻ không thể cứ như vậy hủy tiền đồ của một cán bộ trẻ chứ. Thái độ của Lăng Chính Dược không rõ ràng, hơn nữa giọng của Long Ứng Hoa là muốn thị ủy ban Thông Thành gánh trách nhiệm hết, nếu như toàn bộ là trách nhiệm của Thông Thành thì thôi. Nhưng mà mấy lần trước Duệ cùng Hứa Tất Thành đều nói với Lô Vệ Hồng về việc ép tiến độ sẽ mạo hiểm, ngành giám sát ở Thông Thành cũng đưa ra cảnh cáo, thị xã cũng hy vọng giảm tiến độ. Lô Vệ Hồng cũng trao đổi nhiều lần với Long Ứng Hoa nhưng Long Ứng Hoa không ngừng thúc giục, còn bảo y bật đèn xanh, bây giờ ép Thông Thành nhận hết trách nhiệm ư, mơ à. Lô Vệ Hồng đương nhiên biết quan hệ giữa Long Ứng Hoa và Lăng Chính Dược, nhưng Lô Vệ Hồng không sợ. Lăng Chính Dược không phải là người vì quan hệ mà không hỏi trắng đen. Lô Vệ Hồng tự nhận Lăng Chính Dược cũng coi trọng mình, chuyện này đối với Thông Thành gần như là chí mạng, nhưng đối với tỉnh mà nói có lẽ thừa nhận không nặng. Lô Vệ Hồng cảm thấy tỉnh có thể thích hợp chia sẻ trách nhiệm, ít nhất Cục Giám sát An toàn Lao động cần phải gánh chịu trách nhiệm, chụp mũ hết cho Thông Thành thì hắn là bí thư thị ủy sẽ không chấp nhận. Long Ứng Hoa nghe ra giọng điệu của Lô Vệ Hồng làm hắn có chút tức giận. Lô Vệ Hồng này quá càn rỡ. Đúng, mình đúng là có gây áp lực với hạng mục nhưng mình chưa bao giờ nói bỏ mặc an toàn, y mặc dù cũng có nghi ngờ bật đèn xanh nhưng đó cũng là mang tính nguyên tắc, không có chính thức mặc anh muốn làm gì thì làm. Ở tình huống chưa có kết quả điều tra mà Lô Vệ Hồng không ngờ dám đẩy trách nhiệm lên trên, đây lại ỷ vào quan hệ không bình thường giữa hắn và Bí thư Lăng đây. Nhưng bây giờ lại không phải thời cơ tốt để khơi mào mâu thuẫn. Tổ điều tra do Tổng cục Giám sát An toàn Lao động Quốc gia lập chưa bắt đầu công việc mà đã có nội loạn thì sẽ bị người coi thường. Long Ứng Hoa cố nhịn cơn tức, hắn trầm giọng nói. Lão Lô, tỉnh nếu có trách nhiệm sẽ không thoái thác nhưng bây giờ đùa tiên là phối hợp tốt với tổ điều tra, cố gắng giảm bớt trách nhiệm. Tôi chỉ là nhắc anh yêu cầu Thông Thành chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất. Chủ tịch Long, điểm này anh cứ yên tâm, Thông Thành nhất định sẽ phối hợp tốt với tổ điều tra. Đương nhiên trách nhiệm của Thông Thành thì chúng tôi sẽ không né tránh, kể cả tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Giọng điệu Lô Vệ Hồng thoáng hào hoãn đi, hắn cũng không muốn cãi nhau với Long Ứng Hoa ở vấn đề này, bây giờ còn chưa tới lúc ngả bài. Long Ứng Hoa không nói nữa chẳng qua một khe rãnh đã xuất hiện giữa hai người, bây giờ còn chưa nhìn ra nhưng dù là Lô Vệ Hồng hay Long Ứng Hoa đều ý thức được điểm này. Muốn trở lại quan hệ tốt đẹp như trước đúng là không dễ. Quyển 20, chương 15. Xe Kesida đến nội thành An Đô đã là 9 giờ 40 tối, 10 giờ 15 đến trụ sở tỉnh ủy An Nguyên. Phùng Cương cùng Tương Hữu Tuyền không đi xe này mà đi xe riêng về An Đô. Cả xe chỉ có 3 người Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống, Mai Cửu Vinh và mấy thư ký. Từ Thông Thành về An Đô, không khí trong xe rất nặng nề, ngay cả Mai Cửu Vinh cũng thấy khó thở, mấy thư ký và nhân viên công tác càng câm như hến, không dám nói một tiếng nào. Nghe điện thoại cũng vô thức bịt máy, nói vài câu rồi dập. Mọi người đều muốn xe nhanh tới mục đích, sớm thoát khỏi áp lực chết người này. Đương nhiên trừ Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, đến văn phòng tôi ngồi một chút. Đợi mọi người xuống xe hết chỉ còn lại Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược mới nói. Triệu Quốc Đống gật đầu. Họa vô đơn chí, người đen đủi sẽ không lúc nào được may. Buổi chiều Triệu Quốc Đống được Phùng Cương thông báo nói Lưu Triệu Quốc bị ủy ban kỷ luật dẫn đi, đây là cán bộ cấp giám đốc sở tiếp theo sau Vu Chiết bị dính vào vụ án tham nhũng dây chuyền. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng khi được báo hắn vẫn choáng váng. Trên danh nghĩa là tiếp nhận điều tra nhìn như còn cửa sống nhưng trong lòng Triệu Quốc Đống biết điều này có nghĩa ủy ban kỷ luật nắm giữ một vài chứng cứ vi phạm pháp luật của Lưu Triệu Quốc. Có lẽ vấn đề của Lưu Triệu Quốc không quá nghiêm trọng hoặc là vấn đề nghiêm trọng chưa được điều tra ra nên mới dùng từ ngữ này. Vụ án này không phải là do Từ Vụ Hoàng Trì Trung tạo ra thì Triệu Quốc Đống sẽ gặp riêng Phùng Cương, cầu tình, cũng muốn xin ủy ban kỷ luật tỉnh nhẹ tay với Lưu Triệu Quốc. Mặc dù hắn cũng biết tính cách của Phùng Cương khá giống Toàn Lực Trí trước đây, là người không nhận ai cả,
mình có ra mặt cũng không có bao tác dụng nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nhưng lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhúng tay vào, nhất là Hùng Chính Lâm gọi tới với giọng buồn bã, Triệu Quốc Đống biết Trung ương có ý muốn khai đao lập uy ở An Nguyên. Tại sao chọn An Nguyên thì Triệu Quốc Đống không nghĩ ra, có lẽ Lăng Chính Dược cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ hiện tượng hủ bại ở An Nguyên đột xuất hơn nơi khác? Triệu Quốc Đống thấy chưa chắc, nhất là trong các vụ án lần này số cán bộ dính vào chủ yếu là ở thành phố An Đô. Thành phố An Đô tích tụ vấn đề đã lâu, bắt đầu từ Miêu Trấn Trung duy trì tới khi Tôn Liên Bình rời khỏi An Đô, hai khóa bí thư thị ủy đều không hòa hợp với tỉnh ủy An Nguyên. Mà lúc Miêu Trấn Trung, Tôn Liên Bình làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô, hai bí thư tỉnh ủy là Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều đã thành ủy viên Bộ Chính trị, tiến vào Trung ương. Ninh Pháp lần này đã vào Trung ương, nếu không có bất ngờ xảy ra thì sẽ thành phó thủ tướng Quốc vụ Việt, phó bí thư đảng ủy, cũng chính là phó thủ tướng thường trực như mọi người vẫn nói. Mà Ứng Đông Lưu sau đại hội đảng cũng đã thành ủy viên Bộ Chính trị, tiến vào tầng quyết định của Trung ương. Nếu thị ủy An Đô chỉ không hòa hợp với tỉnh ủy An Nguyên không thì không sao. Nhưng mấy năm Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình ở An Đô, kinh tế An Đô chậm phát triển, địa vị giảm mạnh, xu thế vẫn còn tiếp tục. Vị trí kinh tế của An Đô ở trong tỉnh An Nguyên còn bị Ninh Lăng vượt qua. Ở tình huống này nên cục diện chính trị An Đô cần phải có cuộc thanh lọc hoàn toàn. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, đây là câu nói của Hùng Chính Lâm. Trung ương muốn phẫu thuật An Đô, đảm bảo An Đô gánh vác được trách nhiệm vốn có của mình, thúc đẩy chiến lược phát triển phía Tây, cũng muốn thanh trừ kết cấu cổ hủ, tạo sân khấu rộng rãi cho bộ máy mới. Hùng Chính Lâm không nói rõ có phải là Trung ương không hài lòng với An Đô hay không, nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Hùng Chính Lâm cho rằng như vậy. Nếu như còn có vài phản ứng về hủ bại ở An Đô nữa thì đúng là cơ hội để Trung ương triệt để thay đổi bộ máy An Đô. Ở tình huống này ngay cả Hùng Chính Lâm cũng chỉ có thể phục tùng đại cuộc, vấn đề của Lưu Triệu Quốc sẽ thành một oán niệm. Đèn khá mờ, Lăng Chính Dược ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống, thư ký vào rót trà rồi lặng lẽ đi ra. Triệu Quốc Đống không thích uống trà ban tối nhưng hôm nay phải dùng để làm mình tỉnh táo. Quốc Đống, về An Nguyên cũng được nửa năm rồi nhỉ? Lăng Chính Dược nói. Ừ, đã hơn nửa năm. Triệu Quốc Đống không xác định Lăng Chính Dược muốn nói gì, chẳng lẽ hôm nay có quá nhiều cảm xúc hoặc là áp lực quá lớn. Triệu Quốc Đống không tin, một sự cố này mặc dù có ảnh hưởng lớn nhưng chưa đến mức khiến bí thư tỉnh ủy bị ảnh hưởng. Lăng Chính Dược không phải chịu trách nhiệm cụ thể từ vụ việc lần này, đây là quy củ. Cậu thấy sao, so với lúc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, ở Điền Nam hoặc là làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì có gì khác nhau không? Lăng Chính Dược không biết có tâm trạng gì mà như đột nhiên có hứng thú với kinh nghiệm của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ Lăng Chính Dược lại quan tâm tới vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết đáp ra sao. Tự hỏi một chút, Triệu Quốc Đống nâng chén trà uống, điều chỉnh suy nghĩ. Hắn cảm thấy tối nay Lăng Chính Dược có chút tâm sự, không hoàn toàn vì sự cố ở Thông Thành, có lẽ một loạt chuyện xảy ra trong thời gian qua làm hắn muốn trao đổi với mình. Nói như thế nào nhỉ? Lúc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì làm cấp phó, nhiều lúc chỉ cần đưa ra ý kiến, đề nghị để lãnh đạo cấp trên quyết định. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng không quá tốt, có lẽ thời gian này quá mệt, có lẽ do một loạt chuyện kéo tới làm hắn ý thức được tính phức tạp và nghiêm trọng của vấn đề. Hắn mới nhận chức chủ tịch tỉnh muốn Trung ương có ấn tượng tốt nhưng không ngờ lại gặp cục diện này. Ở Điền Nam càng đơn thuần hơn, thật ra lúc tôi ở Ninh Lăng thì cảm thấy hơi giống như bây giờ. Chẳng qua có điểm khác, tới Ninh Lăng do một mình gánh chịu, bây giờ còn có anh, bí thư Lăng chủ trì công việc. Đương nhiên sân khấu Ninh Lăng nhỏ hơn An Nguyên nhiều. Triệu Quốc Đống nở nụ cười nhưng lại là cười gượng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi biết vấn đề ở An Nguyên sớm muộn sẽ bộc phát không ngờ tới nhanh và mãnh liệt như vậy. Giọng Lăng Chính Dược khá lạnh nhạt như nói chuyện không liên quan tới mình. Tốc độ phát triển mấy năm trước của An Nguyên khá tốt cũng càng làm sự phát triển của An Đô thêm ảm đạm. Địa vị của An Đô trong mắt Trung ương không ngừng giảm đi, hơn nữa thị ủy An Đô có mâu thuẫn với tỉnh ủy, lần này vấn đề từ tỉnh ngoài liên quan tới An Đô có lẽ chính là hành vi xuôi dòng đẩy thuyền của Trung ương. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Lăng Chính Dược cũng nhìn ra được ý đồ và mục đích của Trung ương trong lần này. Vấn đề của An Nguyên nằm ở An Đô không chấn hưng, An Nguyên sẽ không thoát khỏi khốn cảnh. Dù kinh tế Ninh Lăng phát triển vượt qua An Đô cũng không thay đổi được cục diện này. Bởi vì An Đô mới là trung tâm chính thức của An Nguyên, mà Ninh Lăng chỉ có thể coi như trung tâm của khu vực An Đông.
Triệu Quốc Đống cảm thấy tối nay Lăng Chính Dược có lời muốn nói nên nói hào theo. Ở điểm này tôi tin Trung ương thấy được. Lăng Chính Dược khẽ gật đầu, ánh mắt của Triệu Quốc Đống rất chính xác, không vì Ninh Lăng vượt An Đô mà quên đi thứ khác. Ở điểm này Triệu Quốc Đống tỉnh táo hơn nhiều người khác nhiều. Mặc dù Trung ương dùng động tác lớn như vậy để thanh lọc An Đô nhưng lại đẩy tỉnh ủy An Nguyên chúng ta ra ngoài, điều này làm chúng ta có chút xấu hổ. Nhưng từ phương diện khác mà nói có khi lại là việc tốt, ít nhất chúng ta không khó xử vì các quan hệ rắc rối trong đó, có nhiều tâm trí bố trí công việc tiếp theo. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng nói. Quyển 20, chương 16. Cơ hội có lẽ đây là cơ hội nhưng nó cũng phải trả giá bằng uy tín của tỉnh ủy An Nguyên và sự ổn định trong thời gian ngắn của An Nguyên. Triệu Quốc Đống không thể bình xét ý đồ ra tay vào lúc này của Trung ương, nhưng hắn có thể khẳng định Miêu Trấn Trung nhất định phải đi, hơn nữa tư thế khá buồn bã. Dù là Lăng Chính Dược hay là Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng chứng kiến cảnh này. Nhất là khi Miêu Trấn Trung vốn được xác định sẽ đi mà lại diễn ra cảnh này. Trong thời gian này tôi vẫn cân nhắc vấn đề công việc của tỉnh ta có chuyện gì, tại sao lại bộc phát ra trong thời gian này. Nếu như nói có vài vấn đề do khóa trước lưu lại nhưng có vài vấn đề do chính chúng ta tạo thành. Ở điểm này là bí thư thị ủy tôi không hề trốn trách nhiệm. Lăng Chính Dược nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như giang tự bộc bạch. Quốc Đống, ở tình huống bây giờ thì chút khúc mắc giữa hai chúng ta có phải nên vứt bỏ không? Triệu Quốc Đống giật mình, hắn không ngờ Lăng Chính Dược có khí phách nói thẳng như vậy với mình. Bí thư Lăng, anh đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói gì nữa? Chỉ có xấu hổ. Triệu Quốc Đống cười cười ứng phó. Cố tìm cái chung, vượt qua cửa ái khó khăn. Lăng Chính Dược gật đầu hài lòng, hắn không mong Triệu Quốc Đống có thể vứt bỏ hết hiềm khích với mình, quan điểm sai khác không phải thoáng cái là hòa hợp được. Quốc Đống, đi đến vị trí bây giờ của tôi và cậu thì những chuyện trước đây không nên ghi nhớ trong lòng. Ứng Hoa bây giờ đã là trợ thủ của cậu, bây giờ lại có nhiều chuyện như vậy nên chúng ta cần nhất là ổn định tình hình. Lăng Chính Dược khẽ thở dài một tiếng. Có chút công việc tôi cũng hơi nóng lòng, xem ra đây là bài học. Triệu Quốc Đống có thể hiểu ý của Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược không hy vọng sự cố ở Thông Thành tạo thành gợn sóng quá lớn. Hắn thậm chí đã nói ra thái độ của mình, điểm này làm Triệu Quốc Đống có chút khâm phục Lăng Chính Dược. Có can đảm tỏ thái độ này tốt hơn là có vài người tự nhận trách nhiệm nhiều. Bí thư Lăng, chuyện Thông Thành lần này đã nhắc nhở chúng ta. Chẳng qua tôi cảm thấy không thể vì thế mà ngồi nhìn, chúng ta vừa lúc phải điều tra nguyên nhân sự cố, tìm ra vấn đề, đảm bảo an toàn lao động, về phần khác cũng không thể vì vậy mà dừng toàn bộ công việc, đó là không hợp lý. Ở vấn đề này tôi tin các đồng chí ở Tổng cục Giám sát tuy là người trong ngành nhưng đồng chí bên An Nguyên chúng ta có thể tham gia điều tra, để hiểu rõ vấn đề một cách trực quan nhất. Tôi dự định gặp lãnh đạo của Tổng cục Giám sát, truyền đạt ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên với bọn họ. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Cũng yêu cầu bọn họ tin vào tố chất của cán bộ An Nguyên, không thể vì vấn đề xảy ra ở An Nguyên mà kiêng kỵ. Lăng Chính Dược thầm gật đầu, Triệu Quốc Đống có thể lên vị trí này đúng là có điểm hơn người, chỉ dựa vào lời này thì hắn đã đủ tư cách làm chủ tịch tỉnh. Từ tôi đồng ý với cậu. Lăng Chính Dược xua tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu cần thì tôi và cậu cùng lên tiếng, tôi sẽ nói chuyện với Tổng cục trưởng Trương, Tổng cục Giám sát. Sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Lăng Chính Dược vẫn ngồi đó suy nghĩ. Tình hình thực tế của An Nguyên nhất là sau vụ nổ ở Thông Thành làm cho vài ý đồ của Lăng Chính Dược bị nhiễu loạn. Bắt đầu từ khi Chu Hoành Vĩ xảy ra chuyện thì vấn đề đã vượt ra phạm vi khống chế của Lăng Chính Dược. Miêu Trấn Trung sớm muộn sẽ đi, bây giờ bị tiến vào tuy không có chứng cứ hắn bị cuốn vào nhưng gánh chịu trách nhiệm lãnh đạo là không thể thoát. Nếu như nói đây là phạm vi chấp nhận được vậy Vu Chiết xảy ra chuyện lại làm Lăng Chính Dược không thể chấp nhận. Vu Chiết nhận chức mới được một năm nhưng lại dính vào vụ trước đây. Mà khi Vu Chiết làm phó thị trưởng thường trực thành phố An Đô, thị ủy, ủy ban An Đô có tranh chấp kịch liệt với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có ý kiến về Vu Chiết. Nhưng Tề Hoa Kiên chỉ ý kiến của mình, kết quả cuối cùng là qua cửa, điểm này được ghi chép rõ ràng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Bây giờ Vu Chiết nhận chức một năm đã xuất hiện vấn đề tham ô, tham nhũng, hơn nữa liên quan tới lúc hắn làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, Cục trưởng Cục Vật giá tỉnh. Đây là một sự châm chọc rất lớn đối với việc khảo sát của ban tổ chức cán bộ. Tình huống này đã được đưa lên ban tổ chức cán bộ Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lăng Chính Dược không thể không đặt ra tình huống xấu nhất.
Nếu bên trên cho rằng Tề Hoa có trách nhiệm với việc này, như vậy Tề Hoa có thể bị điều chỉnh hay không? Hơn nữa khả năng ở lại An Nguyên là rất nhỏ, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ do ai kế nhiệm là rất quan trọng. Ở vấn đề này Lăng Chính Dược hy vọng có thể tạo thành ý kiến thống nhất ở tỉnh ủy rồi trình lên trung ương. Nếu Tề Hoa phải đi, như vậy Trần Anh Lộc lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ là thích hợp nhất. Lúc này trung ương sợ rằng không quá hài lòng với cục diện An Nguyên, có thể cũng sẽ điều chỉnh tỉnh ủy An Nguyên một chút. Miêu Trấn Trung đi sợ là sẽ có người từ ngoài đến thay, ít nhất trong số các thường vụ hiện nay người có khả năng thay chức của Miêu Trấn Trung là rất nhỏ. Lăng Chính Dược cũng có nhận thức chính xác ở việc này. Như vậy làm sao để Trần Anh Lộc kế nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, đẩy Viên Chí Kiên vào thường vụ tỉnh ủy là rất quan trọng, nhưng mình cần thỏa hiệp với Triệu Quốc Đống mới được. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược không khỏi cười khổ, ai cũng nói Triệu Quốc Đống làm việc xúc động nhưng bây giờ xem ra nhiều người khinh thường hắn, hắn tính kế rất giỏi, giỏi ẩn nhẫn, bình tĩnh phán đoán, lúc quan trọng sẽ ra tay, không có cái nào không chứng minh trí tuệ chính trị của hắn. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không vui vẻ gì mấy, cũng không dễ dàng gì mấy. Hắn bị rất nhiều chuyện làm khó khăn khiến đêm mất ngủ. Lưu Triệu Quốc bị dẫn đi điều tra, không nói là bị bắt nên có đường sống nhưng rốt cuộc có phạm tội hay không thì phải xem kết quả điều tra. Đối với Lưu Triệu Quốc, Triệu Quốc Đống đúng là có cảm giác không nói thành lời. Lưu Triệu Quốc có tư thế có chết cũng không qua lại, mình về An Nguyên lâu như vậy mà hắn không chủ động gọi điện cho mình, hai lần trước mình gọi thì hắn chỉ nói vài câu rồi dập máy. Điều này làm Triệu Quốc Đống khó giải thích được Lưu Triệu Quốc đang nghĩ gì. Quan hệ giữa bốn người Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm, Lưu Triệu Quốc mấy năm qua cũng lạnh đi rất nhanh. Trên thực tế Lưu Triệu Quốc ngoảnh mặt làm ngơ với lời khuyên bảo của mọi người nên mới vậy. Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương có quan hệ khá bình thường, tuy có chút mật thiết với Liễu Đạo Nguyên nhưng không bằng trước đây. Quan hệ giữa ba người cũng càng lúc càng lý trí hóa và thực tế hóa theo địa vị thay đổi, không còn thuộc về một quần thể nữa. Ngược lại là mình có quan hệ tốt với cả ba người. Nhưng mình lại mãi không thoát được khúc mắc do Lưu Triệu Quốc mang tới. Hắn hy vọng Lưu Triệu Quốc có thể thuận lợi đi bước cuối cùng trong quan trường nhưng không ngờ lại là kết cục này. Thuốc từ miệng, mũi Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong tràn ngập trong phòng, Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nằm trên ghế. Tổng đội Trị An và Cục Công an thành phố An Đô đã tiến hành đột kích câu lạc bộ Kim Đỉnh, bắt rất nhiều người vi phạm pháp luật. Sau một thời gian điều tra phát hiện câu lạc bộ Kim Đỉnh có nghi ngờ cưỡng ép, chứa chấp và giới thiệu gái mại dâm, đồng thời còn dính tới hoạt động câu lạc bộ Kim Đỉnh dùng nữ sắc để câu dẫn cán bộ lãnh đạo, cũng tình nghi là đưa cờ bạc trái phép vào. Vấn đề ở đây rất nhiều, liên quan tới nhiều lãnh đạo thành phố An Đô. Điều Nhất Bằng cũng có chút bối cảnh, Lão Bộ và Tạ Vĩnh Kiệt đều như cưỡi hổ, không muốn hỏi han gì vụ án này nên đẩy hết sang đầu tôi. Khâu Nguyên Phong hút một hơi thật sâu phun ra. Có lẽ chỉ có Khâu Nguyên Phong, cũng chỉ có ở hoàn cảnh này thì Triệu Quốc Đống mới không ngại tình huống này. Quyển 20, chương 17. Chút trách nhiệm đó không làm nổi thì còn làm giám đốc sở công an gì hả? Mặt Triệu Quốc Đống không chút thay đổi, tay gõ gõ lên thành ghế. Nơi như câu lạc bộ Kim Đỉnh ở An Nguyên này có đến bao nhiêu? Tôi thấy các câu lạc bộ tư nhân ngoài mặt đều là ra vẻ. Thực ra trong đó chính là sân khấu để một số cán bộ lãnh đạo cùng nhà kinh doanh vô lương tâm tụ tập, là hoạt động treo đầu dê bán thịt chó, giao dịch quyền tiền, tiền sắc. Tôi cảm thấy cần phải diệt trừ ung nhọt này, khuyến khích dân chúng giám sát. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Khâu Nguyên Phong có chút xấu hổ. Nói thật khi điều tra vấn đề của câu lạc bộ Kim Đỉnh, hắn có khuynh hướng theo bộ Phú Hải, bắt lớn thả nhỏ, bắt nhân vật có ảnh hưởng trọng điểm, về phần tôm tép thì không cần làm quá. Đây không phải chuyện tốt đáng tuyên dương, tuyên truyền gì cả mà, chính là việc xấu bôi đen đảng ủy, chính quyền. Nhưng bởi vì từ chỗ Điêu Nhất Bằng mà thoáng cái bắt được Vu Chiết, vụ án bay lên tới tầm cao khác. Nếu như nói anh dám tùy tiện kết thúc vụ án thì rất có thể ủy ban kỷ luật sẽ tới hỏi thăm, nhưng nếu điều tra tiếp xuống thì chuyện, người dính vào sẽ càng lúc càng nhiều. Vì thế ở vấn đề này sở công an khá rối rắm. Bộ Phú Hải và Khâu Nguyên Phong cũng tổ chức nghiên cứu mấy lần. Cũng đã báo cáo qua vấn đề này với đảng ủy chính pháp. Tôn Trường Thanh vẫn không tỏ rõ thái độ, chỉ nói cần điều tra rõ vấn đề được phản chiếu, không nói xử lý vấn đề liên lụy như thế nào, là tiếp tục điều tra hay cứ như vậy thu quân. Quốc Đống, tình hình An Nguyên bây giờ không quá tốt, nhất là không khí chính trị An Đô càng kém. Dư luận xã hội đều chú ý đến vụ việc lần này, có thể nói rất kích động. Mặc dù đều là chuyện mấy năm trước nhưng cũng phải chiếu ra được mặt xấu của chính trường. Làm dân chúng dần mất tin tưởng.
Ở vấn đề này tôi thấy cần thận trọng, vừa phải nghiêm túc xử lý mấy người kia nhưng cũng nên tìm cơ hội thích hợp để dân ý chuyển sự chú ý, tránh tạo thành ảnh hưởng quá xấu, làm cho trong mắt dân chúng thấy quả trên đời đều đen cả. Triệu Quốc Đống cũng biết ý kiến của Khâu Nguyên Phong là chính xác. Mình vừa nãy nói chẳng qua là tức giận nhất thời. Đối mặt với dân ý sao động thì bây giờ cần chính là bình tĩnh ứng phó. Vừa phải tôn trọng dân ý nghiêm túc xử lý nhân viên liên quan, lại cần khống chế dẫn dắt tâm trạng của dân chúng, cho thấy đảng ủy, chính quyền tuyệt đối không nương tay ở vấn đề tham ô, tham nhũng. Nhưng làm như thế nào xử lý đúng chừng mực cũng là kỹ thuật của lãnh đạo. Khâu ca, tôi cũng không giấu anh, Trung ương và tỉnh đều hạ quyết tâm điều chỉnh bộ máy hai cấu của thành phố An Đô, cho nên đối với việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tỉnh hành động thì các phương diện đều phải tích cực phối hợp, không phá không lập. Tôi nghĩ An Đô tích tệ nhiều lần, điều chỉnh một hai lãnh đạo chủ yếu khó có thể diệt trừ tận gốc ung nhọt. Trung ương cũng thấy điểm này, trước đó tôi trao đổi với Bí Thư Lăng, phối hợp với động tác lần này của Trung ương thì cần thiết thực tiến hành thanh trừ không khí cổ hủ, trầm lắng của An Đô, vừa đổi lại tư tưởng, vừa đổi người thì mới có thể đạt được mục đích. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Mấy năm qua An Nguyên phát triển nhìn như tốt thực ra tích tệ không ít. Lúc này An Đô xuất hiện vấn đề và sự cố ở Thông Thành cùng lúc bộc phát, cán bộ lãnh đạo buông tha rèn luyện tố chất chính trị và đạo đức, mất sức khống chế trước tiền tài. Có một số cán bộ lãnh đạo lại có tác phong phù phiếm chỉ biết đến thành tích, quên đi nhu cầu căn bản của dân chúng, bỏ qua quy luật phát triển khoa học. Khâu Nguyên Phong lần đầu tiên thấy Triệu Quốc Đống uể oải như vậy. Triệu Quốc Đống giống như tìm được đối tượng thổ lộ, nói hết những gì không thoải mái trong công việc ra, lúc này mình chính là người nghe tốt nhất. Trạng thái này kéo dài nửa tiếng Triệu Quốc Đống mới ý thức được mình nói quá đề tài, nhưng hắn không muốn vì thế mà thu miệng lại nên vẫn tiếp tục nói. Hắn tin Khâu Nguyên Phong, dù về công hay tư thì Khâu Nguyên Phong đều đáng là bạn tốt. Mặc dù thân phận và góc độ đã thay đổi nhiều nhưng sự tin tưởng vẫn không thay đổi. Chuyện của Lưu Ca thì bây giờ tôi cũng không chắc chắn, nhưng từ tình hình hiện nay thì kém hơn khả năng lạc quan mà chúng ta đoán, nhưng tốt hơn so với khả năng bi quan nhất. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào thì phải xem chính hắn. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã chuyển đề tài về việc chính. Điều Nhất Bằng không phải cũng đã khai hắn có quan hệ mật thiết với sếp Lưu nhưng lại không có qua lại kinh tế gì sao? Ăn cơm đánh bài thì có gì chứ? Vấn đề của Hứa Á Phỉ vẫn ở đó. Nhưng đây chỉ là tác phong sống của sếp Lưu, nếu như còn dính chút hành vi lấy quyền mưu lợi riêng thì chỉ sợ phải chuẩn bị tư tưởng. Vấn đề kinh tế thì không ai giúp được sếp Lưu nhưng tôi cảm thấy sếp Lưu chắc không thiếu suy nghĩ như vậy chứ. Có ai thứ biết rõ có thể làm mình ngã ngựa mà còn làm thì chính là quá ngu xuẩn. Vậy cũng chưa chắc, chuyện ở quốc tế bình quả thì Lưu ca làm như thế nào? Nhiều người khuyên như vậy mà sao hắn vẫn cố chấp đến thế? Hừ, lợi làm mở óc. Lời này áp dụng được với vô số người. Hai người tiếp tục thảo luận vấn đề của Lưu Triệu Quốc, kết luận chính là Lưu Triệu Quốc nhất định xong đời nhưng cũng cho rằng kết quả cuối cùng vẫn còn khả năng thao tác, nếu là phạm tội cũng là tội nặng tội nhẹ cơ mà. Làm chủ tịch tỉnh nên anh sợ như vậy sao? Anh sợ gì? Sợ đồn đại, sao trước đây không thấy anh sợ? Hàn Đông mặc chiếc váy màu xanh trông rất đẹp, phấn chấn, lộ rõ sự thành thục của cô. Dù là người đàn ông nào đi qua cũng vô thức nhìn Hàn Đông, vì thế Triệu Quốc Đống và không thể không xin Hàn Đông đi nhanh. Ngồi ở đây mặc dù là hành lang không có nhiều người qua lại, cũng không khiến ai chú ý. Nhưng là một nhân vật mẫn cảm chỉ sợ không đầy 10 phút sẽ có người phát hiện ngồi trước mặt người phụ nữ xinh đẹp kia là chủ tịch tỉnh. Hàn Đông nở nụ cười đầy kiêu ngạo, hai người đổi sang góc còn có một chiếc rèm che, chỉ cần không cố ý nhằm vào thì người bình thường tuyệt đối không thấy mặt hai người. Hắc hắc, miệng của em vẫn không buông tha anh, nghe nói anh được thị ủy chọn làm đối tượng khảo sát. Triệu Quốc Đống cười nói. Quách Trường Canh, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy An Đô có quan hệ khá mật thiết với Hàn Độ, mặc dù Hàn Độ rời khỏi An Nguyên đến Thượng Hải nhưng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Hàn Đông làm cán bộ cấp phó huyện có thâm niên ở ban tuyên giáo thị ủy An Đô, lần này thị ủy An Đô có ý điều chỉnh cán bộ ở quận, huyện và ban ngành thuộc thành phố, Hàn Đông cũng nằm trong số này. Ồ, sao anh lại biết? Hàn Đông nhướng mày kinh ngạc. Là trưởng ban Quách nói với anh rất quen với trưởng ban Quách hư. Đừng hiểu lầm, anh không có quan hệ gì với Quách Trường Canh, dù có cũng không liên quan tới việc của em. Không nên không tự tin vào mình như vậy chứ. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Hừ, vậy cũng đúng, anh 37 tuổi có thể làm chủ tịch tỉnh,
chẳng lẽ em ít hơn anh một tuổi lại không làm được cấp chính huyện? Hàn Đông khéo léo phản kích làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Đương nhiên là được, thị ủy An Đô đây là không biết dùng nhân tài. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Hàn Đông không để ý đến lời của Triệu Quốc Đống, cô cẩn thận quan sát hắn. Cô có thể nhìn ra được trong thời gian này hắn không quá thoải mái, tỉnh liên tục xảy ra chuyện. Nhất là Ủy ban Kỷ luật Trung ương tạo cơn lốc phản hủ ở An Nguyên, kéo một phó chủ tịch tỉnh, một loạt cán bộ cao cấp, thành phố An Đô càng bị đánh sâu hơn, một phó thị trưởng thường trực, hai chủ tịch quận, cùng với một loạt cán bộ cấp huyện bị Ủy ban Kỷ luật dẫn đi. Các cán bộ gặp nhau đều hỏi có biết cán bộ nào bị dẫn đi nữa không? Công việc của thành phố An Đô bị ảnh hưởng rất lớn, đúng là ở tình huống này nên thành phố xin chỉ thị của tỉnh và quyết định nhanh chóng điều chỉnh nhân sự. Quyển 20, chương 18. Quốc Đống, em thấy anh gầy đi nhiều, có phải trong thời gian này rất mệt phải không? Mặc dù không thường xuyên gặp Triệu Quốc Đống nhưng không có nghĩa Hàn Đông không thấy hắn. Là chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống hay xuất hiện trên các chương trình thời sự. Triệu Quốc Đống bây giờ trông già đi không ít, xem ra các chuyện liên tiếp làm Triệu Quốc Đống rơi vào cục diện ứng phó mệt mỏi. Mọi người đều nói anh gầy, nguy hiểm thật đó. Anh phải thừa nhận gần đây mình rất mệt mỏi. Triệu Quốc Đống đưa tay quấy quấy cốc cà phê, thuận tay bỏ thêm cục đường. Có phải vì việc ở An Đô không anh? Hàn Đông cẩn thận hỏi. Không hoàn toàn, đương nhiên cũng có quan hệ lớn tới việc ở An Đô. Ai bảo An Đô liên tục xuất hiện nhân tài chứ? Che già măng mọc, muốn dừng phanh cũng không được. Triệu Quốc Đống tự diễu. Chẳng qua xảy ra chuyện này chưa chắc đã là việc xấu, ung nhọt phải được loại bỏ, nếu không để nó ẩn nấp ở đó thì sẽ càng lớn, càng to, sẽ thành bệnh nặng. Hàn Đông khẽ thở dài một tiếng lắc đầu nói. Nhưng không ai muốn thấy chuyện đó xảy ra nạ mình. Chủ tịch quận Thanh Giang, Huyền Bạc xảy ra chuyện đã tạo thành tiếng hô không hề nhỏ, Vu Chiết làm phó thị trưởng thường trực được bao lâu. Cứ như vậy ngã ngựa, ban tổ chức cán bộ khảo sát như thế nào. Còn có Lưu Triệu Quốc. Hàn Đông dừng lại không nói tiếp. Triệu Quốc Đống cười khổ nhún vai. Có phải em muốn hỏi anh thấy sao về việc này? Hàn Đông biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc. Nhưng cô cũng biết ít nhất mấy năm qua quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc phai nhạt đi không ít, về cơ bản không có qua lại. Nhưng cô biết bước đầu trên con đường làm quan của Triệu Quốc Đống là nhờ Lưu Triệu Quốc và mấy người bạn chiến hữu giúp đỡ. Nhị Thúc cũng mơ hồ nhắc trước kia Triệu Quốc Đống tuy bước nhanh mặc dù có quan hệ đến việc Triệu Quốc Đống cố gắng và nắm bắt cơ hội tốt, nhưng Lưu Triệu Quốc cùng mấy người như Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên cũng phát huy tác dụng khá lớn. Mà lúc này Lưu Triệu Quốc xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống nên đối mặt như thế nào? Không phải Quốc Đống, Lưu Triệu Quốc xảy ra chuyện là việc sớm muộn. Danh tiếng của y tại An Đô là quá kém, có nhiều đơn thư tố cáo. Em nói có thể anh không thích nghe, Lưu Triệu Quốc mấy năm đầu làm cục trưởng cục công an còn đỡ, nhưng sau khi làm bí thư đảng ủy chính pháp thì dần biến chất. Có người nói hắn đắc ý quên mình, có người nói hắn cảm thấy mình không thể đi lên vì thế làm bậy. Hàn Đông nhẹ nhàng nói. Lời đồn về Lưu Triệu Quốc rất nhiều nhưng quá lạ là mấy năm qua không thấy hắn bị làm sao. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, xem ra Lưu Triệu Quốc có chuyện là điều nhiều người biết. Hắn không tin bản thân Lưu Triệu Quốc không biết gì cả, nhưng có đôi lúc tới một trình độ nào đó thì anh sẽ thấy mình muốn làm gì thì làm, có thể giải quyết tất cả, nhưng thường khi anh nghĩ mình có thể quá độ vững vàng thì sẽ lại ngã. Tường ngã mọi người đẩy, một khi xảy ra chuyện thì tất cả vấn đề trước đây đều bốc lên. Lưu Triệu Quốc trước đó nắm bắt rất tốt, mặc dù có chút vấn đề nhưng có thể xảo diệu qua cửa, nhưng lần này sợ là hắn không may mắn được như vậy. Hàn Đông thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống trở nên khó coi, cô có chút hối hận vì nhắc tới Lưu Triệu Quốc, khiến tâm trạng của hắn không vui. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt áy náy của Hàn Đông nên lắc đầu nói. Không có gì, anh sớm chuẩn bị tư tưởng này lâu rồi. Lưu Triệu Quốc trước đây đúng là rất tốt với anh, nhưng đường là do mình chọn, làm bạn. Làm đồng nghiệp cũng chỉ có thể khuyên nhủ nhưng quyết định cuối cùng là do chính y. Nếu y chọn con đường đó, anh nghĩ y sẽ có thể thẳng thắn đối mặt. Cục diện hỗn loạn của An Đô làm tỉnh ủy An Nguyên rất lo lắng. Vì thế thị ủy An Đô đưa ra ý kiến cần nhanh chóng điều chỉnh bộ máy hai cấp thành phố, quận, huyện cũng được tỉnh ủy ủng hộ mạnh. Mà ở lần điều chỉnh nhân sự này, thị ủy An Đô đạt được quyền nhất định từ tỉnh ủy, nhất là vấn đề chọn cán bộ cấp phó giám đốc sở. Quan Kinh Sơn càng thể hiện rõ ý kiến của mình, cũng có vài tranh chấp với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chẳng qua đối với cán bộ cấp huyện như Hàn Đông mà nói thì còn chưa đến lượt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hỏi,
quyết định tiền đồ của bọn họ là thị ủy. Em định xuống quận. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Vâng, làm ở cơ quan nhiều năm như vậy, em cũng muốn tìm điểm đột phá cho mình, thử khiêu chiến cực hạn của mình. Hàn Đông rất tự tin và kiên định nói. Công việc ở quận, huyện không đơn giản, mặc kệ em tới quận, huyện nào làm gì thì công tác cơ sở cũng rất phức tạp, hơn nữa việc đều liên quan tới dân chúng, đây không chỉ có vấn đề năng lực mà còn phải xem quyết tâm chịu khó chịu khổ của em. Triệu Quốc Đống nhắc. Em biết, nếu em chỉ muốn an nhàn thì em cũng có thể tiếp tục làm ở ban. Nhưng em cảm thấy mình ở ban quá lâu, tiếp xúc chỉ có một mặt và đơn điệu. Em muốn thử xem tiềm lực của mình rốt cuộc là như thế nào. Hàn Đông chớp chớp mắt, từ tốn nói. Con người phải học cách thay đổi và chấp nhận khiêu chiến. Em hy vọng mình cũng có cơ hội như vậy. Quốc Đống, anh không phải có kinh nghiệm tiến lên từng bước từ cơ sở sao? Em nghĩ chúng ta cần có thể nếm thử việc mình muốn làm, dù khó khăn đến đâu cũng đáng. Thấy Triệu Quốc Đống và người phụ nữ kia đứng lên, người đàn ông vội vàng cúi đầu quay mặt sang bên, dán đầu mình vào vai người phụ nữ bên cạnh, tránh ánh mắt đối phương. Ả phụ nữ kia có chút kinh ngạc nói. Sao vậy anh? Không có gì, chỉ là hơi đau đầu. Trần Đại Lực hạ giọng nói nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn hai người kia. Kia không phải là La Băng, cũng không phải Trình Nhược Lâm từng có đồn đại với Triệu Quốc Đống. Cô gái kia khá xinh đẹp, quyến rũ, cảm thấy hai người này khá thân mật. Trực giác nói cho Trần Đại Lực biết hai người kia không có quan hệ đó, chẳng qua đây cũng là một đầu mối. Triệu Quốc Đống hơi che giấu một chút, áo khoác dựng cao cổ gần như che hết nửa mặt bên dưới, hơi cúi đầu, tay cắm vào túi, nếu không phải là người có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống thì đúng là khó nhận ra. Thấy hai người xuống lầu, nghe bọn họ nói chuyện ngắn gọn giống như muốn đi ăn cơm, Trần Đại Lực rất cẩn thận đi theo sau 10 mét, xảo diệu mượn chỗ vòng ở hành lang chú ý đối phương. Người phụ nữ kia đến bãi đỗ xe mà Triệu Quốc Đống lại cắm tay vào túi áo chờ, rất nhanh một xe Accord màu đen biển Ando chạy tới. Trần Đại Lực có chút khó hiểu, theo phán đoán của Trần Đại Lực thì xe Accord biển này là biển của cơ quan nhà nước, chẳng lẽ ả phụ nữ kia là cán bộ, đến nói chuyện công việc với Triệu Quốc Đống? Hay là mượn cơ thể lên chức? Khả năng này rất lớn, Trần Đại Lực thầm suy nghĩ. Triệu Quốc Đống là kẻ không bước đi được trước mặt người phụ nữ xinh đẹp. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn quanh mới lên xe, Trần Đại Lực lui đầu tránh tầm mắt của đối phương. Hắn không đi theo mà chỉ nhìn theo. Thú vị, sau lần ở Điền Nam đã là 2 năm. Thực ra từ khi Triệu Quốc Đống về An Nguyên, Trần Đại Lực biết cả đời mình khó thoát khỏi bóng ma của đối phương. Triệu Quốc Đống quay về làm chủ tịch tỉnh cũng có nghĩa dưới một mà trên tất cả ở An Nguyên này. Bây giờ vài động tác nhỏ nhặt không thể có tác dụng tới hắn, viết vài bức thư, chụp vài tấm ảnh như hôm nay đã không có ý nghĩa. Không ai chú ý, chỉ mang tới họa sát thân cho mình mà thôi. Không sai, có lẽ Triệu Quốc Đống cũng có qua lại với La Băng, Trình Nhược Lâm, không chừng tối nay Triệu Quốc Đống ngủ với La Băng thì sao chứ? Lăn lộn ngoài xã hội vài năm, Trần Đại Lực tự nhận mình cũng chơi được cả hắc bạch đạo, bây giờ trong tay có một công ty khá có tiếng, thu nhập tốt. Hắn cũng biết rõ tình hình trong nước, người như Triệu Quốc Đống thì chỉ riêng vấn đề tác phong sống sẽ không thể đánh bại hắn trừ khi gặp tình hình đặc thù. Triệu Quốc Đống không đến mức muốn lấy trứng chọi đá để gây phiền nhiễu cho Triệu Quốc Đống, nhưng hắn biết giá trị nắm giữ đời sống riêng của một người. Mấy năm qua hắn toàn dùng chiêu này kiếm lợi. Quyển 20, chương 19. Triệu Quốc Đống về An Nguyên, phản ứng đầu tiên của Trần Đại Lực chính là thoát khỏi An Nguyên, ít nhất là An Đô. Lần ở Côn Châu không thành công và bị lộ, Trần Đại Lực cũng biết Triệu Quốc Đống không phải người dễ đối phó, sẽ điều tra đến cùng. Tuy anh em bị bắt tuyệt đối trung thành với mình, không thể nào bán đứng mình nhưng có vài thứ chỉ cần muốn điều tra thì không có gì khó khăn. Dù là không thể điều tra ra mình thì vẫn có thể suy đoán ra. Ở tình huống như vậy thì có lẽ ngoài chạy trốn sẽ không có lựa chọn nào khác. Nhưng Trần Đại Lực không phải là người muốn cam chịu, không muốn chịu thua. Hắn biết mình không thể so sánh với Triệu Quốc Đống nhưng không có nghĩa mình không thể cứng đối cứng với đối phương. Triệu Quốc Đống ở ngoài sáng, mình trong tối. Hơn nữa hắn gặp La Băng, Trình Nhược Lâm ở Côn Châu, như vậy sẽ có gì đó không muốn người khác biết, hắn sẽ không dám rõ ràng bắt mình, cùng lắm chỉ thông qua vài thủ đoạn lén đối phó mình mà thôi. Đương nhiên mặc dù là lén đối phó cũng đủ làm mình chết không chỗ chôn. Vì thế 2 năm qua Trần Đại Lực vẫn cố gắng ẩn mình, mai danh ẩn tích. Hắn thích cảm giác chờ cơ hội này. Triệu Quốc Đống là con cá lớn. Trần Đại Lực thậm chí thấy tự hào vì mình dám nhằm vào đối phương. Dù là thầm nhằm vào,
dù đối phương cũng không coi mình vào mắt nhưng mình ít nhất coi như cho đối phương biết một điều không nên khinh người quá đáng, mình dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Triệu Quốc Đống không phải là kim cương, có nhược điểm, sơ hở. Trần Đại Lực biết mình đang chơi với lửa nhưng hắn thích thế. Hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì đáng phải lùi. Không tuyệt đối nắm chắc thì hắn sẽ không mạo hiểm, mà bây giờ hắn không thiếu tiền, trong tay có một đám đàn em, nhiều lúc hắn có thể rất tự nhiên giấu ở chỗ tối rình rập. Triệu Quốc Đống không phải chính nhân quân tử, Trần Đại Lực không tin Triệu Quốc Đống có thể trơ mắt để mặc La Băng đó. Hắn thậm chí có thể khẳng định Triệu Quốc Đống còn có người phụ nữ khác ở Ando, hơn nữa không phải một hai người. Trần Đại Lực phải thừa nhận Triệu Quốc Đống tuy đã 37, 38 nhưng có thân hình đáng tự hào. Vợ Triệu Quốc Đống không ở An Nguyên, lại lâu như vậy không tới chỗ La Băng, ngoài việc hắn có người phụ nữ khác ra thì có thể giải thích thế nào nữa. Trần Đại Lực nghĩ vậy không nhịn được nhìn thoáng qua ả phụ nữ bên cạnh mình. Ả này tuy có thân hình giống La Băng nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt của La Băng. Triệu Quốc Đống không rõ mình và Hàn Đông đi uống cà phê, đi ăn đồ Tây mà lại bị người gặp, hơn nữa lại là Trần Đại Lực. Trần Đại Lực có điểm đã đoán đúng. Triệu Quốc Đống có không dưới vài phụ nữ ở Ando, nhưng hắn cũng đoán sai vài tình huống. Đó là sau khi Triệu Quốc Đống về Ando thì không phải là hắn có người phụ nữ khác nên không tới chỗ La Băng, mà đúng là do hắn quá tốn công sức làm việc nên không có tâm tư gì khác. Từ lúc mới tới, đại hội đảng sắp diễn ra, cuối cùng là một tháng nay diệt hỏa tứ phía, Triệu Quốc Đống không có tâm trí nghĩ gì khác. Tính qua thì hắn về Ando đã nửa năm nhưng hắn cảm thấy mình không lúc nào rảnh cả. Triệu Quốc Đống đôi khi tự hỏi tới vị trí này có lẽ cũng nên chú ý ảnh hưởng, nếu không mình sẽ là Chu Hoành Vĩ, Hoàng Trì Trung tiếp theo. Một âm thanh như luôn cảnh báo trong đầu mình, nhưng hành vi trước đây của mình là hoang đường, bồng bột sao. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười cười tự giễu. Nửa năm qua mình đã cố gắng kiểm điểm mình, ngoài chỗ Tiểu Âu đến nhiều một chút bởi vì ở chỗ Tiểu Âu thì mình sẽ thoải mái, ít gánh chịu trách nhiệm ra, còn đâu bên chỗ La Băng, Từ Xuân Nhạn mình rất ít đến. Mà chỗ Kiều San thì Triệu Quốc Đống lại thấy đau đầu. Nhưng có một số việc không thể né tránh, mặc kệ muốn hay không thì nó vẫn tồn tại. Ando tháng 12 khá ẩm ướt, lạnh, một cơn mưa mùa đông làm nhiệt độ giảm đi nhiều. Ando chính thức tiến vào mùa đông. Triệu Quốc Đống cắm tay vào túi cứ như vậy đi dạo trên đường. Hàn Đông đã về, Triệu Quốc Đống bảo cô bỏ mình xuống đường nói mình muốn đi dạo. Hàn Đông hiểu chuyện nên không nói gì. Tình cảm lắng đọng đến trình độ này mà không thể vượt qua giới hạn kia, tình cảm hai người trở nên không quá xúc động mà là lẳng lặng chờ đợi. Hắn không thể khuyên Hàn Đông làm gì, có lẽ mất mát về mặt tình cảm làm Hàn Đông muốn tìm con đường khác để làm say mình, làm cuộc sống của cô phong phú hơn một chút. Mấy năm qua số đàn ông theo đuổi Hàn Đông càng lúc càng ít. Triệu Quốc Đống ngoài xấu hổ, áy náy ra thì không thể nói gì. Mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, có vài thứ cần phải đối mặt. Lúc gõ cửa Triệu Quốc Đống vẫn có chút do dự nhưng thấy gương mặt vui mừng của La Băng, hốc mắt ươn ướt làm hắn vứt mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ còn lại áy náy. Là lỗi của ai, đã sai thì cứ như vậy sao? Đời người nếu quá so đo được mất sẽ khiến mình thành sợ đầu sợ đuôi, sẽ sống không được vui. La Băng không ngờ Triệu Quốc Đống đột nhiên tới đây, trước đó hắn không báo gì cả.